Cái gì? Tất cả mọi người đều cả kinh, tuy rằng Trần Văn là tiện tay, nhưng hắn dù sao cũng là võ đế tứ tinh đỉnh phong, hơn nữa thân là thành viên trung tâm Đao Kiếm Tông, tu vị kiếm khí hơn xa cùng bậc nhưng cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Trong lòng Bắc Minh Lai Phong và Thừa Hạo Miểu càng kinh hãi dị thường, bọn hắn thấy qua Lý Vân Tiêu đánh một trận với Nhuận Tường, căn bản không mạnh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Căn cơ võ đạo của hắn không phải bị hủy, khó có thể tiến bộ nữa sao? Hai người nhìn một cái, đều thấy vẻ kinh hãi và nghi hoặc trong mắt đối phương, còn có ngưng trọng thật sâu. Ồ! Lão giả bên người Trần Phong cũng phát ra một tiếng kêu nhẹ, cảm thấy có chút khó tin, thoáng dương mắt lên, chọc khí trong con ngươi xua tán đi không ít. Trần Văn nghe thấy mọi người kinh ngạc, càng thẹn quá hóa giận, vốn cho rằng một ngón tay của mình dù thế nào cũng sẽ khiến đối phương chật vật không chịu nổi, thậm chí phế đi đối phương, không nghĩ tới cũng chỉ thổi bay góc áo, khiến hắn tức giận đến bốc khói. Không biết tốt xấu. Trần Văn lạnh quát một tiếng, một đạo kiếm chỉ điểm ra, lập tức một thanh trường kiếm phủ hiện trên không hắn. Nhất thức vô thanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người hắn hợp nhất với kiếm thức chém thẳng đến. Trường kiếm xé rách bầu trời, vô cùng nhanh, uy thế kinh người. Lý Vân Tiêu ở trước mặt mọi người không dám động dùng thiên kiếm đồ, tuy rằng thiên kiếm đồ mấy ngàn năm chưa bao giờ hiện thế, nhưng dù sao cũng là trấn cung chi bảo của thần Tiêu Cung, ở đây lại đều là tinh anh của bảy đại phái, khó chắc không có người nhận ra. Thiên thu nhược tuyết, bán hề như mộng, nhất đao chấn hồn. Thiên thu bá đao lập tức hóa thành bản thể thi biệt, đao mang như biển tản ra, phóng lên trời. Uy thế kia vậy mà tương xứng với nhất thức vô thanh của Trần Văn khiến cả bầu trời hóa thành hai nửa phân biệt rõ ràng. Trần Văn trong lòng đại chấn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lúc này mới trở nên ngưng trọng vạn phần. Trong tay hắn biến đổi kiếm quyết, quát. Nhị thức vô hình. Trường kiếm kia đột nhiên tản ra, vậy mà ẩn mà không thấy, xu thế kiếm khí lại liên tiếp kéo lên, ép cho đại thi biệt kia liên tục lui về sau. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lãnh phúng. Lúc này hóa thành ba đầu sáu tay, trong tay phải ngưng ra lôi chùy, bước tới trước gõ một cái, ma ha cổ văn lôi chi quy tắc hiển hiện, trái tay kết kiếm quyết phù ở trước người, bốn tay khác lại nhanh chóng biến hóa pháp quyết, từng đạo lôi vân xuất hiện ở bốn phía, dần dần hội tụ ra lôi chi tinh hoàn. Đại thi biệt trên bầu trời rốt cục không chịu được nữa, bị ép về lại đao hình, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống. Mà Lý Vân Tiêu giờ phút này lại như lôi thần hàng lâm, ba đầu sáu tay. Cầm trong tay đại chùy, tinh hoàn hiển hiện ở quanh thân, giơ cái búa lên cao cao hét lớn một tiếng đánh xuống. Ầm ầm, bầu trời ầm vang một tiếng, tinh hoàn lập tức bay ra, lôi điện tràng năng khuếch tán, lấy Trần Văn làm trung tâm hóa thành một mảnh lôi hải điện ngục, tinh hoàn như là thẩm phán chi thiên phạt, ầm ầm rơi xuống. Trần Văn trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời, dưới một chiêu lôi quyết này, hắn vậy mà cảm thấy tử vong đang tiến đến. Tuyệt đối không thể. Tam thức vô ảnh. Oanh! Quanh thân Trần Văn phát ra trầm đục, tay cầm trường kiếm, tam thức chỉ thiên, kiếm khí đều hội tụ đến, chém ra lôi hải điện ngục, nghênh hướng tinh hoàn chi lực kia. Đã đủ rồi. Ngay khi hai cổ lực lượng kinh khủng sắp chạm vào nhau, lão giả một mực hai mắt đục ngầu kia chẳng biết lúc nào đã lập lòe tinh mang, hắn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, thân ảnh cũng xuất hiện ở chính giữa hai cổ lực lượng, hai tay có chút mở ra trước người. Vậy mà trực tiếp kéo ra không gian, hiện ra lỗ đen không có gì không thôn phệ, đột nhiên mở rộng. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng tuy rằng chấn lên tiếng vang kinh thiên, nhưng lại không thể đụng vào nhau, mà đều bị lực lượng hắc động kia thôn phệ. Lão giả hiện giờ không còn chút thư thái lúc trước, mà ánh mắt lập lòe, trên mặt có chút huyết khí dâng lên, hiển nhiên lần này cũng đã khiến hắn mất đi không ít nguyên lực. Hắn ngưng mắt nhìn xuống nói. Trần Văn, người quá sợ ý rồi. Nếu phá hủy mất nơi này, vậy thì tất cả manh mối đều gián đoạn rồi. Vâng, Khai Hồng đại nhân, là ta quá sợ ý. Trên mặt Trần Văn lộ ra khiếp sợ và mồ hôi lạnh khó có thể xóa đi, vừa rồi nếu hai chiêu va chạm, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng, nếu thua, vậy thì mặt mũi triệt để mất hết rồi. Đến tận giờ hắn mới sinh ra lòng kiêng kỵ thật sâu với Lý Vân Tiêu. Người bảy thế lực lớn còn lại cũng khiếp sợ dị thường, trong mắt đều có chút suy nghĩ. Nhưng đều cực kỳ ngưng trọng. Pháp tướng ba đầu sáu tay của Lý Vân Tiêu vừa thu lại, lôi điện quanh thân cũng đều biến mất, một kích vừa rồi hắn cũng đã vận dụng toàn lực, lôi quyết tuy rằng cường đại, nhưng cũng hao phí thật lớn, hắn liền vội vàng vận chuyển điều tức.
Nơi nơi này cũng không phải người lương thiện gì, hắn phải thời khắc bảo trì cảnh giác và trạng thái đỉnh phong, nếu không không cẩn thận sẽ vẫn lạc ngay, nếu không phải Trần Văn thật sự khinh người quá đáng, thì hắn cũng không ra tay rồi. Nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến lực của ngươi đã đạt tới trình độ võ đế trung giai, mà tu vị bản thân cũng chỉ là võ tôn cửu tinh, quả thực quá mức khiếp sợ. Trần Khai Hồng không nhanh không chậm nói. Ta nghe nói đan điền của ngươi bị hao tổn, căn cơ võ đạo bị hủy, lời đó có thật không? Lý Vân Tiêu trong lòng cực kỳ cảnh giác, những lời này của Trần Khai Hồng đã khiến mọi người chú ý, hơn 10 tia ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Nguyên một đám như lang sói nhìn chằm chằm vào con mồi, khiến toàn thân hắn không thoải mái. Hắc hắc, có thật hay không, liên quan đến đao kiếm tông ngươi cái rắm. Ngươi ăn no dỗi việc sao? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào chống đối lại. Thực lực Trần Khai Hồng theo hắn thấy có lẽ không khác lắm với huyết thần tử, chỉ là võ đế lục tinh mà thôi. Mọi người ở đây ngoại trừ Bắc Minh Thế Gia có một người thực lực khiến hắn hơi có chút kiêng kỵ ra thì không còn võ đế cao giai nào khác nữa. Cái gọi là võ đế cao giai chính là trên thất tinh, đây cũng là đường ranh giới lớn nhất thứ trong cảnh giới võ đế, trên thất tinh liền có thể nói là phong vân một cõi, đủ để hoành hành thiên hạ. Đường ranh giới thứ hai chính là tinh thứ 9 của võ đế, một khi bước vào cảnh giới võ đế cửu tinh, cũng đã là đỉnh đại lục, có thể bế nghĩa thiên hạ, thất đại tông chủ. Thập đại võ đế, cũng chỉ có vậy. Mà đường ranh giới cuối cùng chính là cửu tinh đỉnh phong, cái này đã sắp tới đỉnh võ đạo rồi, cũng chỉ có cực ít nhân vật trong thiên hạ đạt tới cảnh giới này, mà kiếp trước Lý Vân Tiêu, Cổ Phi Dương, đúng là cửu tinh đỉnh phong, cường giả tuyệt thế đứng ở đỉnh cao võ đạo. Chỉ cần trong những người trước mắt không có võ đế cao giai như Lục Giản Bác, Lý Vân Tiêu liền không cần quá mức lo lắng, mặc dù mọi người liên thủ giết hắn, hắn thân mang Nguyệt Đồng. Ở trong địa lão thiên hoang cố hương Nguyệt Đồng này, hắn ít nhất cũng có năng lực bảo mạng. Trần Khai Hồng sững sờ, trên gương mặt già nua kia lộ ra một tia nộ khí, đối phương lại dám chống đối hắn, đây là chuyện hoàn toàn không ngờ đến. Người còn lại nguyên đám cũng rất ngạc nhiên, không thể tưởng được Lý Vân Tiêu vậy mà cuồng vọng đến trình độ như vậy. Bắc Minh Lai Phong trong lòng mừng thầm, cười hì hì nói. Sau khi từ biệt ở Trấn Hải Thiên, phong thái Vân Thiếu không giảm chút nào a. Không chỉ không để hải tộc vào mắt, mà ngay cả đại phái số 1 số 2 tại Bắc Vực như Đao Kiếm Tông ngươi cũng không để vào mắt, tại hạ quả thật bội phục. Trong lời nói của hắn cố ý mang theo khiêu khích, chính là hy vọng Trần Khai Hồng giận dữ, đánh chết Lý Vân Tiêu tại chỗ, vậy thì xong hết mọi chuyện rồi. Nhưng Trần Khai Hồng sau khi nghe xong, nộ khí ẩn ẩn trên người ngược đều bị quét sạch, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi, gật đầu nói. Quả nhiên là hậu sinh khảo ý a. Nếu Vân Tiêu công tử đã không tiện lộ ra, vậy lão phu cũng không có hứng thú nữa. Hắn nói xong, liền quay người trực tiếp trở về bên bọn người Trần Phong, lần nữa khép hờ hai mắt, giống như đã ngủ gật vậy. Bắc Minh Lai Phong trong lòng u ám, thầm mắng câu lão hồ ly. Không ít lão giả đều thầm bật cười, Trần Khai Hồng là lão hồ ly đã sống trên trăm tuổi rồi, sao có thể bị lời của một người trẻ tuổi mới ra đời đả kích được. Câu khiêu khích kia của Bắc Minh Lai Phong hoàn toàn có tác dụng ngược lại, đã khiến Trần Khai Hồng trở nên bình tĩnh lại. Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng nhìn ra mánh khóe trong đó, trong lòng cười lạnh một hồi, nhưng trên mặt lại nghiêm mặt nói. Tại hạ tuy rằng thế đơn lực bạc, nhưng tuyệt không phải quả hồng mềm có thể tùy ý bóp nắn, nếu người nào còn muốn đi lên cắn mấy ngụm, ta tất nhiên muốn hắn rơi mấy cái răng, không tin có thể thử xem. Giờ ta xin nói chứ y, ai chọc ta một chút. Nhất định phải là kết quả không chết không ngớt. Lý Vân Tiêu đây cũng là phóng ngoan thoại, thoáng chấn nhiếp những người này một chút, để bớt cho đám mèo chó gì đó cũng lên gây sự, mình cũng không rảnh đối phó nhiều như vậy. Lời hắn nói lập tức khiến sắc mặt mọi người biến hóa, nhưng vẫn có vài tên cường giả thần sắc không động chút nào, tựa hồ căn bản không để trong lòng, nhưng đối với đám tiểu bối như Bắc Minh Lai Phong hoặc là Võ Đế Đê Giai thì trong lòng thu liễm rất nhiều. Cường giả đỉnh tiêm tự nhiên sẽ không ai tự dưng tìm hắn gây phiền toái, nếu thật muốn tìm thì hẳn tất sát không thể nghi ngờ. Ha ha, Vân Thiếu nói đùa, tất cả mọi người đều là bằng hữu, quan tâm giúp đỡ nhau còn không kịp, ai lại chủ động tới tìm ngươi phiền toái chứ, lúc trước mấy vị bằng hữu Đao Kiếm Tông chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Bắc Minh Lai Phong lúc này đi ra giảng hòa, từ sau khi Bắc Minh Thế gia định hắn làm người nối nghiệp thì hắn cũng xuất hiện nhiều hơn. Có thể một bên lịch lãm rèn luyện bản thân, một bên tăng thêm sức nặng của mình.
Lý Vân Tiêu lúc này mới nói. Như thế rất tốt. Nếu hiểu lầm đã giải khai, vậy cũng nên trở lại chuyện chính rồi, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này mấy ngày, cũng không tìm được cửa vào di tích sao? Bắc Minh Lai Phong nghiêm mặt nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta một mực không thấy người thành Hồng Nguyệt, Khương thành chủ bọn hắn rất có khả năng đã tiến vào di tích rồi, Vân Thiếu biết được tin tức về Thiên Tư, chẳng lẽ không phải từ thành Hồng Nguyệt sao? Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, hỏi ngược lại. Nguồn tin của các vị là. Mọi người nhìn nhau một cái, Bắc Minh Lai Phong lúc này mới nói. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, chúng ta cũng không biết là ai để lộ ra, nhưng người nọ tự hồ chỉ nói cho bảy đại phái, nơi đây cũng chỉ có người bảy đại phái đến đã chứng minh, chẳng lẽ Vân Thiếu cũng là người nọ nói cho sao? Người nọ, là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên nghi vấn này, Lý Vân Tiêu lúc này nghĩ tới chữ Khả Nguyệt, nhưng lập tức bác bỏ. Chữ Khả Nguyệt tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này, hắn chậm rãi nói. Người nói cho ta là người khác. Tuyệt không phải người nọ trong miệng các ngươi đâu. Chẳng lẽ dùng thực lực của các ngươi, ngay cả người đưa tin cũng không tìm ra sao? Mọi người sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ, trên mặt Trần Khai Hồng do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói. Thực lực người nọ không dưới ta, cũng chính vì thế nên ta mới tin tưởng. Cường giả mấy phái còn lại cũng đều nhẹ gật đầu, La Nguyên Khải đầu lĩnh Vạn Tinh Cốc cũng mở miệng nói. Người nọ ta đuổi hắn ngàn dặm. Nhưng vẫn bị hắn bỏ lại, hơn nữa đi cực kỳ thong dong. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy chuyện này thập phần không ổn, tựa hồ đã rơi vào trong âm mưu cạm bẫy nào đó, người bảy đại phái cũng đều có cảm giác này. Nhưng bảo vật ở trước mắt, ai có thể chống cự hấp dẫn chứ? Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Người nọ trong miệng các ngươi tất nhiên là võ đế cao giai không thể nghi ngờ, nhưng không biết người nọ có ở trong địa lão thiên hoang không? Có lẽ giờ đang ở một chỗ quan sát nhất cử nhất động của chúng ta cũng không chừng. Còn có, mặc dù hắn không ở chỗ này, hao hết tâm tư nói tung tích Thiên Tư cho mọi người như thế, tất nhiên cũng có mục đích, không thể không phòng. Trần Khai Hồng nói, đây là đương nhiên, người thiên hạ đều là không có lợi không làm, nhưng chỉ cần có thể khiến chúng ta đạt được lợi ích thực tế, mặc dù hắn có ý đồ, vậy thì cũng không sao. Mấu chốt hiện giờ là Thiên Tư đến cùng có tồn tại không? Không biết tin tức bên phía Vân Tiêu công tử nhận được có kỹ càng hơn không? Tất cả mọi người lập tức vẽn tai ra, đây cũng là chuyện bọn hắn quan tâm nhất. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Trước không nói chuyện này, chư vị có biết rõ Thiên Tư là vật gì không? Bắc Minh Lai Phong trầm ngâm nói. Thứ này chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, theo người nọ nói, Thiên Tư là một thứ rất mạnh, thậm chí có thể đánh đồng với Nguyệt Đồng của Cổ Phi Dương năm đó. Cụ thể sao thì không biết, Vân Thiếu có biết không? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, cũng không có gì phải giấu giếm, nói thẳng. Thiên Tư quả thật là tồn tại ngang với Nguyệt Đồng, mà Nguyệt Đồng các ngươi lại hiểu rõ bao nhiêu. Thừa Hạo Miểu có chút nhịn không được, vội la lên. Vân Thiếu có thể nói hết lời một lần không, ngươi như vậy sẽ kìm nén chết chúng ta đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Người tập võ nặng nhất tâm tính. Hạo Mỉa ác huynh vội vã như vậy rất dễ hư chuyện đấy. Hắn chỉ vào di chỉ kiến trúc bốn phía một chút nói. Các ngươi nhìn điêu khắc trên những cây trụ này, có cảm tưởng gì không? Tất cả mọi người nhìn lại mọi nơi, điêu khắc trên những di chỉ này bọn hắn cũng đã nghiên cứu qua, ban đầu cho rằng sẽ có công pháp hoặc là cơ quan tiến vào di tích gì đó, nhưng lại phải thất vọng. Điêu khắc trên đó hoàn toàn chính là một ít đồ án thuần túy, tựa hồ cũng có ghi việc. Nhưng tổn hại rất nhiều, rất khó nhìn ra đầu mối, trên đồ án có quái thú, có người, có chim bay, nhưng đa số đều là hai con ngươi sáng ngời hữu thần, tựa hồ lộ ra vẻ yêu dị nhất định. Bắc Minh Lai Phong đột nhiên kinh hãi nói. Bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn vậy mà giống như đúc. Trong những đồ án kia, vô luận là người, hay là tẩu thú, hải thú, chim bay, hoặc là một ít thứ không biết gì đó, hình dạng thân thể chủng tộc sai lệch quá nhiều. Nhưng cặp mắt kia lại hoàn toàn giống nhau như đúc. Khó trách ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, rồi lại không thể nói là không đúng chỗ nào, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại không sai. Thừa Hạo Miểu lộ ra vẻ chợt hiểu, mặt lộ vẻ chả trách. Chẳng lẽ những con mắt này chính là thứ gọi là Nguyệt Đồng sao? Không đúng không đúng, mấy pho tượng ở đây hoàn toàn không đúng. Bắc Minh Lai Phong đột nhiên lại bác bỏ phán đoán suy luận của mình. Hắn đi đến một cây trụ cắm nghiêng trong đất cát,
lau đi một tầng bụi bẩm, chỉ vào mấy quái thú trên đó nói. Các ngươi xem, mấy con mắt này hoàn toàn không giống mấy cái trước, tuy rằng cũng sáng ngời hữu thần, nhưng không có loại cảm giác yêu dị khiến nhân tâm rung động kia. Tất cả mọi người nhìn qua tới, chỗ kia điêu khắc một đám sinh vật, chỉnh tề đứng chung một chỗ, cũng đều không thể phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được thuộc loại, con mắt tuy rằng khác với lúc trước, nhưng cũng là thần sắc không sai biệt lắm. Không chỉ có trên cây cột kia, còn có rất nhiều những đồ án khác, con mắt cũng đều không giống nhau, nhưng tựa hồ là lấy con mắt làm tiêu chuẩn, tiến hành các loại phân chia. Lý Vân Tiêu giải tỏa nghi vấn nói. Cái gọi là Nguyệt Đồng cũng không phải là một con mắt, mà là một chủng tộc, vào thời xa xưa được xưng là đồng tộc, cùng loại với yêu tộc và nhân tộc hiện giờ, mà Nguyệt Đồng chỉ là một chi trong đồng tộc, cũng là một chi cường đại nhất. Đồng tộc, bọn họ là dùng hình thái như thế nào tồn tại? Trần Khai Hồng giật mình nói. Những đồ án trên các bích họa kia tựa hồ là chủng tộc bất đồng hội tụ cùng một chỗ, chẳng lẽ đồng tộc chính là dựa vào chiếm cứ thân thể của bọn hắn mà sống sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Mặc dù đều là đồng tộc, cũng có rất nhiều khác biệt, có cực một số nhỏ có nhục thể của mình, mà tuyệt đại đa số đều là dựa vào bám vào ký sinh trên thân thể loại khác để kéo dài. Mi tâm hắn đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, thái cổ thiên mục bỗng nhiên mở ra, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Không cần sợ, ta đây chỉ là thái cổ thiên mục, cũng là một chi trong đồng tộc, ý chí bản thân thiên mục này đã sớm chết đi, lưu lại chẳng qua chỉ là thể xác có được đồng thuật chi lực mà thôi. Con người thái cổ thiên mục kia vòng vo vài cái, lộ ra mỉm cười, đúng là biểu lộ của Lý Vân Tiêu. Vị cường giả Bắc Minh thế gia, Bắc Minh đồng phương kia đột nhiên mở miệng nói. Thái cổ thiên mục này ta cũng đã gặp, thực lực bất phàm, Vân Thiếu có thể có được một cái, coi như là cơ duyên rất sâu rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, nói. À, không biết vị đại nhân này thấy qua ở chỗ nào vậy? Bắc Minh đồng phương lại im lặng, tựa hồ chẳng muốn nói. Lý Vân Tiêu âm thầm suy tư, thái cổ thiên mục này đã sớm tuyệt tích, là do sư phó Phong Tử Kiệt của Cố Nguyệt Sinh làm ra, nghe nói là đã tìm được mộ quần thái cổ thiên mục, chẳng lẽ Phong Tử Kiệt kia có liên hệ với Bắc Minh thế gia sao? Nhưng nếu Bắc Minh đồng phương đã không lên tiếng nữa, vậy hắn cũng sẽ không hỏi nhiều thiên mục vào, nói. Thái cổ thiên mục chính là một loại hình thái thường thấy nhất trong đồng tộc, thuộc về ký sinh thân thể, mà trong một thể ký sinh có thể có vài con, thậm chí mấy chục con thái cổ thiên mục, hơn nữa trong đó tất nhiên có một cái là vương. Lý Vân Tiêu chỉ vào một bức đồ án trong đó, trên đó là một sinh vật cực lớn, trên người mọc đầy các con mắt, có trên trăm cái, trong đó có một con mắt lớn nhất, hơn nữa khắc sinh động nhất. Thừa Hạo Miểu cau mày nói. Nói như vậy, năm đó Cổ Phi Dương thân mang Nguyệt Đồng, chẳng lẽ không phải là hai mắt, mà là sinh vật khác ký sinh vào sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Loại ký sinh thân thể như Thái Cổ Thiên Mục là loại thường thấy nhất trong đồng tộc, mà Nguyệt Đồng thân là tồn tại cường đại nhất trong đồng tộc lại không phải là ký sinh, mà là trực tiếp sáp nhập vào trong linh hồn ký thể, cùng ký thể đồng sanh cộng tử, cho nên Nguyệt Đồng nhất định sẽ lựa chọn tồn tại cực kỳ cường đại để tiến hành ký sinh, ví dụ như Cổ Phi Dương. Bắc Minh đồng phương mở miệng lần nữa nói. Vậy Nguyệt Đồng làm sao sinh ra và sinh sôi nảy nở? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta chỉ biết thông qua ký thể sinh sôi nảy nở thì sẽ có tỷ lệ nhất định có thể truyền thừa xuống, nhưng xác suất cũng không cao. Về phần Nguyệt Đồng sinh ra thế nào, vậy thì phải nói đến mục đích lần này của chư vị rồi, đó chính là thiên tư. Thiên tư vô vật vô hình, ta cũng không biết nó là tồn tại thế nào, nhưng ta biết rõ muốn sinh ra Nguyệt Đồng thì nhất định phải có thiên tư, mà thiên tư cũng chính là đồ đằng của đồng chi nhất tộc. Ánh mắt của hắn lại quét qua một vòng, đi đến bên một mảnh tường tan hoang, chỉ vào một bộ đồ án, chính hắn cũng không xác định nói. Có lẽ đây chính là thiên tư. Mọi người nhao nhao nhìn qua, chỉ thấy bộ đồ án dâng có rất nhiều sinh vật đang quỳ lạy, mà phía trên chỗ bọn hắn quỳ lạy lại là một mảnh trống không, chỉ có rải rác vài nét bút cầu thả giống vân mà không phải vân. Những tin tức này đều là Lý Vân Tiêu từ vương tọa truyền thừa đạt được, chọn ra một ít thứ dâu ria nói ra. Thừa Hạo Miểu nhịn không được nói ra. Vậy người đưa tin kia nói người được thiên tư, có thể đạt tới thần cảnh, cái này là thật hay giả? Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, nói. Hiện giờ đã nghĩ đến chuyện thần cảnh, đối với chư vị mà nói nó cũng quá mức xa xôi rồi. Ta từ trong miệng chư vị biết được,
thực lực người đưa tin kia khẳng định trên mọi người, nếu thật có chuyện tốt thần cảnh, hắn sẽ chỉ độn chạy tới nói cho các người biết sao. Vẫn là như Khai Hồng Đại Nhân nói, đối phương có mục đích gì chúng ta không quan tâm, chỉ cần có thể khiến mình đạt được chỗ tốt là được rồi. Lời ấy rất đúng. Bắc Minh Lai Phong đồng ý nói. Chuyện thần cảnh, chưa từng nghe qua có ai đạt tới. Nếu có thể đạt được thiên tư, ít nhất có thể đứng ở đỉnh phong trên phiến đại lục này rồi. Năm đó Cổ Phi Dương nếu không có Nguyệt Đồng tương trợ, muốn lưu danh trên thiên địa phong vân bảng chỉ sợ rất khó, huống chi là đồ đằng thiên tư của đồng tộc chứ. Thừa Hạo Miểu thản nhiên nói. Lai Phong huynh nghĩ quá tốt rồi, phải biết rằng thành chủ thành Hồng Nguyệt cũng đang tìm kiếm thiên tư, cơ hội của chúng ta cực kỳ xa vời a. Bắc Minh Lai Phong khẽ cười nói. Vật tuyệt thế bực này, cũng không phải có thực lực là được, còn phải có cơ duyên lớn lao nữa. Thừa Hạo Miểu nói. Lời này nói không sai, nhưng hiện giờ ngay cả thông đạo di tích cũng tìm không thấy, xem ra cơ duyên của chúng ta thật không được rồi. Bắc Minh Lai Phong nhíu mày ra, không thoải mái nói. Hạo Miểu huynh sao suốt ngày đều thích nói lời ủ rũ thế? Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, tựa hồ có chút vô kế khả thi, bọn hắn đã ở chỗ này mấy ngày, hơn nữa khí tức những người thành Hồng Nguyệt quả thật cũng là biến mất ở chỗ này, biết rõ ở đây có không gian khác, nhưng dù thế nào cũng khó mà tìm ra được. Trần Khai Hồng nói, Vân Thiếu biết được nhiều như thế, chẳng biết có biết phương pháp đi tới di tích không? Lý Vân Tiêu mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Cái này thì ta không có cách nào rồi, cũng chỉ biết là di tích ở gần đây, chư vị nhiều đại năng chi sĩ như vậy, chẳng lẽ cũng không cảm ứng được chỗ không gian sao? Trần Khai Hồng cười khổ nói. Không chỉ không cảm ứng được không gian, mà ngay cả khí tức của những người thành Hồng Nguyệt cũng không thấy đâu, hẳn là bọn hắn sợ có người truy tung cho nên cố ý xóa đi dấu vết rồi. Lý Vân Tiêu nói. Dùng năng lực Khương Sở Nhiên, muốn xóa đi khí tức chỉ là chuyện dễ dàng. Truy tra người thành Hồng Nguyệt là không thực tế rồi, xem ra phải tự mình nghĩ cách thôi. Hắn cũng bắt đầu lâm vào trầm tư, trong truyền thừa từ vương tọa cũng không nói đến cách vào di tích. Mà giờ khắc này biện pháp tốt nhất chính là thi triển Nguyệt Đồng, như vậy tất cả cơ quan trận pháp cũng khó mà thoát khỏi pháp nhãn của hắn, nhưng nhiều người như vậy, sao có thể vận dụng đồng thuật được. Lý Vân Tiêu bắt đầu tìm kiếm trên những bích họa không trọn vẹn kia, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Nhưng hơn phân nửa ngày trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì, bích họa đã bị tổn hại rất nhiều, căn bản không biết chúng ghi chép những gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên nửa khối thạch bích, đó là tràng diện một đám sinh vật quỳ lạy, các chủng loại đều có, vật quỳ lạy phía trước đã không còn trọn vẹn, nhưng chỗ đám người kia đứng lại một mảnh kiến trúc to lớn, hiện lên hình bầu dục. Phanh! Lý Vân Tiêu đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp bay vào không trung, quan sát xuống mặt đất. Đồng tử hơi co lại. Chỗ đám người trên bích họa quỳ lạy đúng là nơi này không thể nghi ngờ, tổn hại lưu lại loáng thoáng cũng là mộ hình bầu dục, đúng bộ dáng một con mắt, mà theo phương hướng bọn hắn quỳ lạy nhìn lại, có lẽ chính là. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn vào vòng huyết nguyệt trên bầu trời, nó quỷ dị như một con mắt tản mát ra lực lượng yêu dị vậy. Toàn thân hắn chấn động, hai con người lập tức hóa thành một mảnh huyết sắc, nguyệt đồng hiện ra, hắn sợ tới mức đổ một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng vận chuyển nguyên lực áp chế xuống. Làm sao vậy, có phát hiện gì sao? Bắc Minh Lai Phong đã bay lên, đứng ở bên người hắn, nhìn Lý Vân Tiêu đầy mồ hôi lạnh, hồ nghi hỏi. Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt, khẽ lắc đầu, nói. Cũng không tiến triển, nhưng trong lòng hắn lại nhấc lên cơn sóng gió động trời, trong nháy mắt vừa rồi hóa thành nguyệt đồng, tựa hồ đã nhìn thấy gì đó, chỉ là không cách nào diễn tả được. À. Vậy sao Vân Thiếu lại đổ mồ hôi lạnh chứ? Bắc Minh Lai Phong có chút không tin nói. Tuy rằng ta không biết Vân Thiếu vì sao lại có hiểu lầm và thành kiến với Bắc Minh thế gia ta như thế, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều là người cùng một thuyền, ta và Vân Thiếu càng có ước hẹn Đông Hải, cần phải thành khẩn hợp tác lâu dài với nhau, hy vọng có thể thành lập được hữu nghị nhất định a. Bắc Minh Lai Phong sau khi nói xong, đột nhiên nhanh chóng lùi ra mấy chục thước, toàn thân đề phòng. Kinh hãi chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, bởi vì hắn phát hiện trên người Lý Vân Tiêu tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một loại khí tức thô bạo, hơn nữa yêu dị dị thường, tựa hồ cũng không quá thân mật. Vân Thiếu, ngươi làm sao vậy? Cổ khí tức kia trên người Lý Vân Tiêu chậm rãi biến mất, rốt cục mở mắt ra, một mảnh thanh minh như nước, lạnh nhạt nói. Không có việc gì,
vừa rồi thân thể không khỏe, có chút bệnh cũ phát tác thôi. Bệnh cũ phát tác? Bắc Minh Lai Phong có chút hoài nghi, nói. Chẳng lẽ là tổn thương do trận chiến tại thành Hồng Nguyệt lưu lại sao? Lý Vân Tiêu qua loa nói. Xem như thế đi, quanh năm ở bên ngoài chém chém giết giết, bị tổn thương trên người không phải rất bình thường sao? Bắc Minh Lai Phong chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khốc, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu lại bắt đầu nói nhảm rồi, người này mỗi khi đến thời điểm mấu chốt đều ưa thích cãi cọ và không đứng đắn, nhưng ngươi lại không cách nào với hắn, chỉ có thể cười làm lành nói. Cái này cũng đúng. Bắc Minh thế gia chúng ta có rất nhiều thuốc hay, có thể đưa tặng cho Vân Thiếu một ít làm cầu nói cho tình hữu nghị giữa chúng ta a. Ân, cũng không ngờ Lai Phong huynh khách khí như vậy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cảm động nói. Nghe nói Bắc Minh thế gia có một khối thiên ngoại huyền minh thạch, chính là vật cực âm cực hàn trong thế gian, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Ha ha, có lẽ Vân Thiếu chỉ nói đùa. Bắc Minh Lai Phong cười to nói. Thiên ngoại huyền minh thạch chính là trọng bảo phái ta, là căn cơ của môn phái, làm sao có thể cho mượn? Lý Vân Tiêu hừ nói. Đã như vậy, còn nói hữu nghị gì? Xin Lai Phong huynh tránh ra, đừng làm chậm trễ việc ta tìm hiểu huyền cơ nơi đây. Nội tâm Bắc Minh Lai Phong nổi sóng kịch liệt, nếu thực lực có đủ, đã sớm bầm thây Lý Vân Tiêu thành vạn đoạn. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra sát cơ với Lý Vân Tiêu cực lớn. Thiên phú người trước mắt này quá kinh khủng, lúc trước còn tưởng rằng võ đạo căn cơ của hắn bị hủy, hiện tại xem ra hơn phân nửa là lời nói vô căn cứ. Nhân vật kinh khủng như vậy, nếu không thể trở thành bằng hữu, vậy nhất định phải giết chết, bằng không hắn tuyệt đối sẽ biến thành chướng ngại vật xưng bá thiên hạ của mình. Vậy Vân Thiếu tranh thủ thời gian tìm hiểu đi, không quấy rầy. Bắc Minh Lai Phong bay xuống phía dưới, tuy nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đoạn đối thoại của hai người cũng không có tận lực hạ giọng, tất cả mọi người ở đây đều là cường giả vũ đế, tất cả đều nghe được rõ ràng một hai, đến cả biểu tình của hai người cũng nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên trên mặt mọi người Bắc Minh thế gia đều là hiện ra sát khí, đặc biệt Bắc Minh Đồng Phương, từng luồng sát cơ bốc lên cơ hồ che kín khuôn mặt. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy thấp thỏm, rất sợ Bắc Minh Đồng Phương đột nhiên ra tay giết người, dù sao Lý Vân Tiêu tựa hồ phát hiện cái gì đó. Là di tích bọn hắn mong muốn tìm thấy, quyết không thể để cho Bắc Minh thế gia giết người, đợi sau khi tìm được cửa vào di tích lúc đó có giết người cũng không sao. Vân Thiếu, đến tột cùng như thế nào, có phát hiện gì không? Rốt cục một gã cường giả vạn tinh cốc không nhịn được, hắn nhìn thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu ở trên trời cao mấy canh giờ, vậy mà không hề động đậy một chút. Lý Vân Tiêu mở miệng nói rằng, có lẽ ta đã tìm được phương pháp tiến nhập di tích. Cái gì? Tất cả mọi người đều cả kinh, vội vàng bay lên trời không, đều vây bên người hắn, cấp thiết không ngớt. Trần Khai Hồng vội hỏi. Ngươi đã tìm ra được tọa độ không gian di tích. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, nói. Không phải là tìm ra tọa độ, các ngươi xem mảnh huyết nguyệt trên bầu trời kia, có thấy điểm gì không? Mọi người ngẩng đầu lên, Bắc Minh Đồng Phương mở miệng trầm giọng nói. Như là đồng tử một con người. Cùng nguyệt đồng của cổ phi dương năm đó giống nhau như đúc. Hắn thấy mọi người nhìn hắn, nói bổ sung. Ta từng gặp qua nguyệt đồng cổ phi dương. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng cũng không ấn tượng người này, nghĩ đến năm đó chắc cũng là lâu la Bắc Minh thế gia mà thôi, thực lực bây giờ mới được đề thăng, hắn nói. Chư vị đang nhìn xem cả vùng đất từng chỗ gãy đứt kéo dài liên tục, có liên tưởng đến điều gì không? Mọi người đang quan sát xuống phía dưới. Trần Khai Hồng nói. Chắc là một con mắt, ta ở trên bích họa thấy qua không ít miêu tả nơi đây, hiện tại đã bị hủy không sai biệt lắm, hình thái không còn rõ ràng. Không sai. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Một con đồng tử, một con mắt, các ngươi có phát hiện hay không bầu trời huyết nguyệt là đang di động? Thừa Hạo Miểu cau mày nói. Đích thật là như vậy, ta đã sớm phát hiện ra điểm ấy, dường như là xoay tròn theo quy luật nhất định. Nhưng đã liên tục như vậy nhiều ngày, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Lý Vân Tiêu nói, không phải là không có xuất hiện, mà là bởi vì ngươi không nhìn ra được điều đặc biệt, ta dám khẳng định, toàn bộ tiên cảnh chỉ có ở nơi này, bên trong phạm vi nhìn thấy huyết nguyệt, mới có thể cảm giác được điều đặc biệt, mà thời điểm vầng trăng kia chiếu rọi vị trí đồng tử con mắt, nhất định sẽ xuất hiện điều khác thường. Hắn dám nói như vậy, là bởi vì theo ánh trăng di chuyển. Một loại tần suất trên không trung ba động hiện ra,
hơn nữa càng ngày càng mạnh, để cho hắn tự nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Tất cả mọi người đều hiện hai chữ không tin trên gương mặt, thậm chí có người lộ ra vẻ châm chọc, cười hắn quá mức võ đoán, một số người càng lắc đầu liên tục đứng lên. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ im lặng không lên tiếng, lạnh nhạt đứng ở trên không, hai tay ôm ở trước ngực, lặng lặng đợi. Dần dần, vầng trăng kia hơi yếu chiếu sáng cả vùng đất di động tới, không lâu sau rốt cục rơi vào chính giữa tàn tích, nguyên vốn phải là vị trí con ngươi. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, tuy rằng bọn họ không tin lắm lời Lý Vân Tiêu nói, nhưng giờ khác từng người đều cảm thấy tâm tình khẩn trương. Thời gian đi qua từng chút một, tịnh không có phát sinh sự tình dị thường nào. Ha ha, Lý Vân Tiêu, suy luận của ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi, nếu là có dị tượng thì chúng ta đợi ở chỗ này chẳng lẽ đều không phát hiện một chút gì sao? Trần Văn không nhịn được mở miệng châm biếm, tựa hồ phát tiết đè nén lúc trước, gương mặt đắc ý cùng vẻ châm chọc. Mọi người cũng đều là hoàn toàn thất vọng, từng cái một lắc đầu thở dài đứng lên. Trần Khai Hồng than thở. Hay là biện pháp mở ra di tích chỉ có thể dùng một lần, Khương Sở Nhiên đã dùng, chúng ta liền không có biện pháp tiến vào. Võ giả còn lại cũng có chút thất lạc, Thừa Hạo Miểu than thở. Có thể đây chính là cơ duyên không đủ đi. Đúng lúc mọi người cảm thấy không còn hy vọng, Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm nhận được cổ tần suất ba động đạt tới lớn nhất, hắn rốt cục có phát hiện, ngẩng đầu lên nhìn trời, thần sắc ngưng trọng nói. Chư vị xem huyết nguyệt, có đúng hay không có chút dị thường. Tất cả mọi người là cả kinh, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại thiên không, chỉ thấy ánh trăng vẫn yêu dị tựa hồ có phần càng thêm kỳ quái, rồi lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào. Trần Phong kinh ngạc nhìn, đột nhiên nói rằng, lúc trước ánh trăng như là con ngươi người, tuy nhiên là nhắm mắt lại như là đang ngủ vậy. Mà giờ khắc này ánh trăng lại như là con mắt đang thức, mở ra đồng tử, không chỉ có tản mát ra quang thải, còn có một loại. Một loại đồng tử có khả năng đang sống. Đồng tử đang sống. Tất cả mọi người đều thất kinh, nội tâm kinh hãi đứng lên, ánh trăng này nhìn qua cũng chỉ giống như đồng tử mà thôi, chẳng lẽ thật sự là một cái đồng tử đang sống sao? Mặc dù lời Trần Phong có vẻ thái quá, nhưng mọi người theo lời của hắn tự liên tưởng đến, càng nghĩ càng thấy có vẻ đúng như vậy, nội tâm từng người đều cảm thấy kinh hãi. Trần Văn không nhịn được nói. Coi như là có chút không giống bình thường, như vậy vừa cũng đâu thấy được vấn đề gì. Cũng tìm không được thông đạo. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói. Tìm không được thông đạo là bởi vì tu vi ngươi quá thấp, cho nên không cảm ứng được mà thôi, Khai Hồng đại nhân, có phải ngươi có cảm ứng khác thường không? Tòng nháy mắt sắc mặt Trần Văn xấu hổ, khuôn mặt dần biến thành màu như gan lợn, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi nói mê sảng gì chứ, nếu mọi người có cảm ứng, đã sớm rời đi nơi này. Ánh mắt Trần Khai Hồng lộ ra thần sắc mê hoặc, nhìn chằm chằm huyết nguyệt trên bầu trời một hồi, rồi lại nhìn phía Bắc Minh Đồng Phương, nói. Đồng Phương đại nhân, nơi đây tu vi của ngươi tối cao, có thể xác thực có cảm ứng. Trần Văn hơi biến sắc mặt, có chút khó coi trở nên xấu xí, thực sự là bởi vì tu vi mình quá yếu. Những người cực mạnh của Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn cũng đều đem ánh mắt tụ vào đến, từng cái một cau mày, tựa hồ có chút không quá dám tự tin. Bắc Minh Đồng Phương đồng dạng nghi ngờ nói. Các ngươi cũng đã nhận ra, ta còn tưởng rằng là ta một người ảo giác, trong mơ hồ tựa hồ có một không gian ba động, ở bên trên huyết nguyệt. Cái đó, bên trên huyết nguyệt, tất cả mọi người đều thất kinh, lẽ nào nói nơi đó là ở trên mặt trăng. Ánh trăng này tuy rằng không phải là ánh trăng thiên vũ giới, nhưng dù sao cũng là một loại thiên thể kỳ dị tồn tại, cách xa nhau có trời biết nhiều ít vạn lý. Giống như vực ngoại tinh không thiên vũ giới còn không biết khoảng cách, cái này làm sao đi tới. Trần Khai Hồng trở nên ngưng trọng nói. Quả nhiên, cảm giác của ta cũng là như vậy, nếu Đồng Phương đại nhân cũng cảm giác giống như thế thì chắc không sai được. Trần Phong nhịn không được nội tâm kinh hãi, nói. Lý Vân Tiêu, lẽ nào ngươi cũng cảm ứng được? Nơi đây chỉ có vài tên lục tinh vũ đế mới hơi có một tia yếu cảm ứng, còn lại mọi người căn bản là không phát hiện gì hết. Mà Lý Vân Tiêu lại là người phát hiện sớm nhất, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi không thôi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Đừng quên, thế nhưng ta là thuật luyện sư bát giai, thần thức ở trên bất luận kẻ nào trong các ngươi. Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một khối huy chương, ở trước mặt mọi người chợt lóe lên. Đúng vậy, đó là huy chương thuật luyện sư bát giai,
để cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Trần Phong ít nhiều biết Lý Vân Tiêu thuật đạo song tu, nhưng mà những người còn lại tỉnh không biết được, thuật võ song tu như vậy nghịch thiên đến kinh người, để cho những người thất đại thế lực càng khó có thể ức chế nội tâm kinh hãi cùng sợ hãi. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi a? Vậy mà có thành tựu như thế này, nếu mà cho hắn thêm thời gian, cho hắn thêm 10 năm 20 năm, lúc đó thiên hạ này ai có thể chế phục hắn? Nội tâm Bắc Minh Lai Phong cũng cực độ đè nén, cổ sát cơ kia càng là không cách nào áp chế lan tràn. Nghĩ không ra Vân Thiếu lại còn là bát giai thuật luyện đại sư, thực sự là thất kính. Sắc mặt Trần Khai Hồng ngưng trọng, không còn thái độ đối xử giống như hậu bối nữa, dù sao đối với thuật luyện sư bát giai, hắn cũng không dám khinh thường bãi thân phận. La Đồng Khải đầu lĩnh Vạn Tinh Cốc nói rằng, Vân Thiếu cảm ứng được cái gì? Thân là thuật luyện sư bát giai, thần thức khẳng định trên mọi người, hắn có thể cảm ứng được điều dị thường mà tất cả mọi người chưa từng phát hiện. Lý Vân Tiêu nói, ta cảm ứng cùng mọi người độc nhất vô nhị, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng di tích này rất có thể ngay mặt trái ánh trăng, về phần thông đạo có khả năng thực sự không tồn tại. Không tồn tại. La Đồng Khải hơi sững sờ, nói. Không tồn tại là ý gì? Chẳng lẽ muốn bay qua? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Hay là đúng vậy bay qua? Đùa gì thế? Pháp Đức Dương Viễn đầu lĩnh phệ hồn tộc hừ lạnh nói. Thật muốn bay, không có hơn 10 năm sợ là không đến được đi, lẽ nào chờ thời điểm tiên cảnh mở ra lần tiếp theo mới đi ra? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Kỳ thực nhìn thấy vị tất chân thực, những địa phương khác đi đến huyết nguyệt một có lẽ phải bay hơn 10 năm. Nhưng từ vị trí chúng ta đi tới, có thể chỉ chốc lát thời gian. Pháp Đức Dương Viễn cau mày nói. Lời ấy giải thích thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Chư vị một đường đến, có từng phát hiện cái này phiến hoang mạc không gian kỳ thực vặn vẹo phi thường lợi hại, mặc dù là thần thức tản ra, cũng vô pháp nhìn lén vật ẩn giấu, cũng chính là tồn tại số lớn không gian chiết phá, rất nhiều yêu thú thích giấu mình bên trong không gian chiết phá, đợi mọi người đi qua liền cho một kích chí mạng. Tất cả mọi người là hơi gật đầu, bọn họ một đường đến, cũng là chiến đấu rất nhiều, không ít người còn mỉm cười, bởi vì chiến đấu nhiều, thu hoạch cũng càng nhiều. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Mà nơi đây, lại là địa phương vặn vẹo thay đổi thời không nhất, thậm chí ngay cả ta cũng không dễ nhận thấy được, cho đến khi nhìn thấy huyết nguyệt dị dạng, ta mới phát hiện ra điều không thích hợp. Vì sợ mọi người không thể lý giải, hắn lần thứ hai giải thích. Giống như là một tờ giấy trắng lớn, mặt trên thoáng chút lồi lõm, tất cả mọi người có thể cảm thụ ra điều không bình thường, mà thời điểm khi tờ này giấy trắng này nối hai đầu thành một cái vòng tròn, chúng ta liền phát giác thực ra là đang đứng trên một mặt không gian. Mọi người liền nghĩ sâu xa, Thừa Hạo Miểu cau mày nói. Vân Thiếu nói quá mức huyền bí hay là nói thẳng kết quả đi. Không ít người cái hiểu cái không, cũng là đều gật đầu đi gì. Tại hạ cũng không hiểu điều tác giả giải thích lắm a còng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nghiêm mặt nói. Kết quả chính là, toàn bộ không gian hoang mạc đều là lấy nơi đây làm trung tâm tạo thành, mà nơi đây trình độ gấp khúc đã đạt đến độ kinh người, trực tiếp thông hướng ánh trăng trên đầu chúng ta. Chỉ có thời điểm nguyệt lượng vận hành đến bên trong trung tâm ánh mắt, không gian vặn vẹo gần như thành thông đạo bằng phẳng mới có thể đả thông đường đi. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc này chúng ta thấy ánh trăng ở đỉnh đầu giống như con người đang nhìn. Thừa Hạo Miểu vỗ vỗ cái trán, khổ sở nói. Hay là nghe không hiểu, Vân Thiếu còn là nói thẳng chúng ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao mới có thể vào di tích, có lẽ nói làm sao mới có thể đi lên ánh trăng bên trên đi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu tựa như mỉm cười rồi dần dần nghiêm mặt nói. Rất đơn giản, ta mới vừa nói, bay thẳng đi tới. Bay thẳng đi tới. Tất cả mọi người vẫn là ngạc nhiên, hiển nhiên có chút không tin, La Nguyên Khải khẽ nhíu mày suy ngẫm đứng lên, tựa hồ đang suy tư theo như lời nói của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không thèm nói lại, bật người nhảy lên một cái, trực tiếp hóa thành một quang mang hướng trời cao đi, mới chỉ nhún người một cái mà đã bay đi rất xa. Tất cả mọi người là ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, lặng lặng đợi kết quả, trong lúc bất chợt tất cả mọi người là tâm thần đại chấn. Lý Vân Tiêu dưới mắt bọn hắn hoàn toàn tiêu thất, một điểm vết tích đều không lưu lại. Cái này, khó có được thực sự như hắn suy đoán vậy. Trong lòng tất cả mọi người đại chấn. Trong mắt Bắc Minh Đồng Phương ngoại trừ khiếp sợ, còn dày vô cùng sát cơ, lạnh giọng nói. Người này quá mức đáng sợ. Trần Khai Hồng nói. Theo ta,
tất cả mọi người nhanh đuổi kịp đi, nếu để cho hắn đi xa, phía sau còn có ngăn trở liền không dễ làm. Không sai, người này không chỉ có thiên tư run sợ, hơn nữa hiểu rõ chỗ nhiều hơn tất cả mọi người chúng ta, không nên để chậm quá nhiều. La Nguyên Khải nói xong, liền sau đó bay vào không trung, rất nhanh cũng biến mất, từng người một bay lên trời, hướng vầng trăng kia bay đi. Quả nhiên không gian tồn tại dị thường, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Lý Vân Tiêu bay chỉ chốc lát, liền hoảng sợ phát hiện mình đã đến gần chỗ huyết nguyệt trên bầu trời, phóng nhãn nhìn lại, ở tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, tất cả đều là từng hàng kiến trúc cổ quái kéo dài ra, thần kỳ mà mục nát. Ở đây mới thật là Cố Hương Nguyệt Đồng sao. Thời điểm Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, con người đã hóa thành một mảnh huyết nguyệt, nội tâm trong mơ hồ có loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ, máu trong cơ thể bắt đầu phát nhiệt. Hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc cao chót vót ở phía xa, kiến trúc này cao lớn dị thường tựa hồ trực tiếp thông nhập hư không, trang nghiêm mà hùng vĩ. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp bay lên kiến trúc phía trước, quả nhiên là một tòa tế đàn cao lớn, mặt trên ngưng khắc rất nhiều đồ án, giống như họa quyển vậy trông rất sống động. Ở thời điểm viễn cổ, thiên địa linh khí nồng nặc quá nhiều so với hiện tại, giống như là linh khí tăng trưởng bạo tạc, vì vậy lúc đó thực lực trường giả rất mạnh, còn tồn tại nhiều chân linh. Đồng thời từng chủng tộc, thậm chí từng bộ lạc đều có vật tổ dùng để tế bái của riêng mình, tất cả đều giống nhau tổ tiên đều là tồn tại dị thường cường đại trong tộc. Trong thời kỳ viễn cổ, hải tộc cũng là chủng tộc như vậy, có thần của riêng chủng tộc mình, cộng thêm linh khí hải vực ổn định cao hơn trên địa vực cho nên thời gian dài trôi qua sự sói mòn linh khí cũng chậm hơn so với địa vực. Vì vậy nói về thực lực đỉnh tiêm hải tộc vẫn trội hơn so với chủng tộc trên đất liền, mà hải hoàng luôn là tồn tại như vậy. Lý Vân Tiêu đứng trước tế đàn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn một hồi, bên trong hai tròng mắt đỏ tươi tựa hồ dâng lên một loại tình cảm đặc biệt, một giọt huyết lệ đang từ từ ngưng tụ, theo khóe mắt chảy xuống. Hương, ngươi là đang khóc sao? Lý Vân Tiêu sắc mặt thập phần bình tĩnh, đạm nhiên nói. Vạn cổ tới nay, ai có thể bất hủ? Chủng tộc mạnh mẽ hơn đồng tộc nhiều lắm cũng từng cái mai một ở bên trong dòng sông lịch sử, đừng khóc. Nguyệt Đồng từ lâu đã không có suy nghĩ của mình, hoàn toàn bị Cổ Phi Dương nắm trong tay, nhưng tựa hồ trong tiềm thức còn bảo tồn có một tia tình cảm. Sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, nước mắt bên trong cũng chậm chậm bốc hơi, tạo thành lãnh lệ. Lý Vân Tiêu, có thể có phát hiện gì? Phía sau cao thủ thất đại phái cũng từng cái đuổi theo, tự mình một chút đều không điều tra, trực tiếp hỏi. Lý Vân Tiêu nói, ở đây chính là Cố Hương Nguyệt Đồng, nếu là thiên tư thật sự tồn tại, hẳn là ở bên trong tế đàn này. Mấy người bay nhanh vòng quanh tế đàn dạo qua một vòng, nói. Ngay cả một giao lộ cũng không có, chúng ta tới chậm lâu như vậy, sẽ không phải bị thành chủ Hồng Nguyệt Thành nhanh chân đến trước đi. Lý Vân Tiêu nhìn mấy người kia một cái, nói. Thành chủ Hồng Nguyệt Thành chuẩn bị so với tất cả mọi người đầy đủ, thực lực cũng cao hơn tất cả mọi người, nếu thật sự có thiên tư, bị hắn đạt được cũng là chuyện đương nhiên. Không lẽ các ngươi cho rằng bằng thủ đoạn của các ngươi có thể tranh giành thiên tư cùng thành chủ Hồng Nguyệt Thành? Trừ phi thiên tư là một đám đồ đạc, vậy cũng có khả năng nhận lấy một phần. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, mỗi người không lên tiếng. Trần Khai Hồng nói, nếu thật có loại kỳ vật như thiên tư, tất nhiên cũng sẽ có những dị bảo hiếm quý khác, chư vị không cần nhục chí. Cho dù không chiếm được cái nào, ít nhất là kiến thức một phen, cũng không hề thua thiệt. Khai Hồng Huynh nói rất đúng, đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian, không bằng nhanh lên một chút vào xem tình hình thế nào đi. La Nguyên Khải cũng có chút nóng nảy, nói. Vân Thiếu có nhìn ra mánh khóe tế đàn này không? Lý Vân Tiêu nói. Không có phát hiện mánh khóe làm sao đi vào, lại phát hiện một điểm vật có ý tứ. Hắn chỉ vào chút vết tích trên mặt đất, nói. Thành chủ Hồng Nguyệt Thành chắc là đã đến nơi này, các ngươi xem một khối chỗ trống kia. Có nguyên lực phóng ra ngoài vết tích, nói rõ thành chủ Hồng Nguyệt Thành động tới ra tay ở chỗ này. Trần Văn Hừ lạnh nói. Động tới ra tay, vậy làm sao ngay cả một điểm dấu vết hư hại cũng không có. Phải biết thực lực thành chủ Hồng Nguyệt Thành đã đến mức đăng phong tạo cực, nếu là thật xuất thủ, toàn bộ di tích đều phải bị phá hủy hơn phân nửa. Bắc Minh Lai Phong đột nhiên nói. Ta tán thành quan điểm Vân Thiếu, lấy thực lực thành chủ Hồng Nguyệt Thành. Đương nhiên là trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu, cho nên chỉ lưu lại một điểm vết tích nguyên lực phóng ra ngoài mà thôi, cái này phi thường chính xác. Trần Văn đỏ mặt lên,
hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Minh Lai Phong một cái, lời nói của Bắc Minh Lai Phong khác nào tát hắn một cái. Bắc Minh Đồng Phương ngưng trọng nói. Xác thực, lấy thực lực Khương thành chủ thực lực, có thể để cho hắn tự mình động thủ cũng đã là hạng người bất phàm, nhưng nơi đây cũng không có để lại bất kỳ thi thể nào, rốt cuộc tình cảnh lúc ấy làm sao. Lý Vân Tiêu ngắm nhìn các loại đại hoa văn điêu khắc trên tế đài, mở miệng nói. Mọi người nghiên cứu một chút mấy thứ này, không chừng có thể tìm tới đáp án. Trên tế đàn to lớn, ngoại trừ các loại nghi thức của tộc nhân đồng tộc cùng hoạt động của họ ra, còn số lớn hoàn cảnh, hoang mạc, hải dương, vùng quê, sơn lâm, tựa hồ bên trong thiên cảnh vậy, còn lại phía trên đồ án là một con mắt thật to, giống như đang quan sát hết thảy. Mấy thứ này như là bên trong thiên cảnh, lại tựa hồ như là có điều gì đó khác lạ. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, trước khi Nguyệt Đồng thu hồi, hắn đã cảm thấy tựa hồ những bức họa quyển này có vấn đề, chỉ là chưa kịp nhìn kỹ. Trần Khai Hồng cũng là suy tư nói. Mấy thứ này miêu tả chỉ là chút sinh hoạt đồng tộc hàng ngày mà thôi, nhưng không hiểu sao. Ta luôn cảm thấy có chút cổ quái. La Nguyên Khải nói. Xác thực, tựa hồ hết thảy phía trên đều trông như rất sống động, giống như là người thật vậy. Sau khi hắn nói xong, đột nhiên làm cho không khí yên tĩnh như chết, trong nháy mắt đầu óc tất cả mọi người đều mộng một chút, cả kinh há to mồm, nhưng không phát ra thanh âm nào. Lúc này thân thể bên trong tế đàn ở trước mặt bọn họ, như đang ở bên trong một vùng hoang mạc, bầu trời mở mang sáng sủa, cũng không có bất kỳ cảm giác âm trầm mờ tối này. Cái này, đây là có chuyện gì? Thừa Hạo Miểu sợ hãi nói. Chúng ta bị người ta bẫy à? Ùng ục. Bắc Minh Lai Phong nuốt nước miếng, hoảng sợ chỉ vào phía trước nói. Cái này, đây không phải là tế đàn sao? Ngay ở phía trước mặt bọn họ đột nhiên lại xuất hiện một tế đài cao chót vót đâm thẳng vào phía chân trời, mà trên tế đài cũng một mảnh liệt dương, tản mát ra cực dương lực, soi sáng vô pháp mở hai mắt ra, càng làm cho người khó có thể thấy rõ hình thái bên trong liệt dương. Trần Khai Hồng cũng là cả kinh nói. Đây là có chuyện gì, đột nhiên liền thay đổi không gian. Một tia phát hiện đều không có. Hắn nhìn lại mọi phía, ngoại trừ mấy vạn hình ảnh bên trên đại tế đàn, bốn phía trống không một vật. Lý Vân Tiêu cũng là thầm giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, ngưng thanh nói. Mọi người đừng hoảng, chúng ta đã đi vào bên trong tế đàn. La Nguyên Khải nói. Lời Vân Thiếu giải thích thế nào? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn đến, Lý Vân Tiêu tựa hồ trong mơ hồ thành hướng đạo dẫn đường. Lý Vân Tiêu nói, vị trí chúng ta bây giờ, đó là khung cảnh nhìn thấy bên trong bích họa lúc trước, chắc là lực lượng nào đó đem chúng ta hút vào bên trong bích họa. Bắc Minh Lai Phong lo lắng nói, cái này, làm như thế nào cho phải, còn có thể đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài, Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, vì sao phải đi ra ngoài, chúng ta đều muốn tìm thiên tư, chính là ở bên trong tế đàn. Nếu là ta không có đoán sai. Thành chủ Hồng Nguyệt Thành cũng có thể vào được. Tuy nhiên thực lực hắn siêu quần, thời điểm cỗ lực lượng kia hấp dẫn hắn đi vào liền bị hắn phát hiện được, nên hắn để lại vết tích nguyên lực ba động. Lý Vân Tiêu cúi đầu, chỉ vào một mảnh kim quang gai mắt phía trên tế đài, nói. Cực dương lực cường đại như vậy, ở trong đó tuyệt không phải đơn giản. Nếu bên trong bích họa có động thiên khác, chúng ta tạm thời cũng không ra được, sao không đi vào xem thử. Mọi người thấy hắn một người một mình hướng tế đàn đi, đều có chút do dự, dù sao sự tình càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của bọn họ. La Nguyên Khải trầm tư, cắn răng nói. Phú quý trong nguy hiểm. Nói xong, cũng đi theo. Bắc Minh Đồng Phương còn lại là kềm chế nội tâm sát cơ, vốn là định tìm cơ hội diệt trừ Lý Vân Tiêu, hiện tại xem ra thiếu hắn thật đúng là không được, sự tình giết người chỉ có thể lưu ở phía sau lại nghĩ biện pháp. Mọi người tài cao mật lớn. Hơn nữa còn là bão đoàn sưởi ấm, đều là cường giả vũ đế trở lên, tuy rằng nghĩ nơi đây quái dị, nhưng không có gì là đáng sợ cả, đi thật nhanh hướng về phía tế đàn. Chẳng qua là cực dương lực trên bầu trời quá mạnh mẽ, mặc dù là bọn họ thân là vũ đế cũng bắt đầu cảm thấy cực kỳ không khỏe. Thực lực Trần Phong ở trong mọi người yếu nhất, rốt cục sắc mặt hóa thành một mảnh xám trắng, cắn răng nói. Không được, ta không qua được, càng đi về phía trước liền đỡ không được cực dương lực. Mặt khác, một vài đê dài vũ đế cũng đều là mồ hôi nóng nhễ nhại, từng cái một miệng to thở hổn hển, giống như tiến hành một hồi ẩu đả chật vật,
tất cả đế khí phòng ngự bao trùm bên ngoài thân tiêu hao cực nhanh, rất khó duy trì xuống phía dưới nữa. Trần Khai Hồng vội vàng nói. Vân Thiếu, nếu là bọn họ lưu ở chỗ này, đợi lát nữa có thể có cơ hội đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Thật coi ta là vạn sự thông, loại sự tình này ta sao có thể biết, đừng nói bọn họ lưu chỗ này, coi như là chúng ta cũng chưa chắc có nắm chắc có thể nhất định đi ra ngoài, tiến vào chỗ cổ quái như vậy, cho dù là tùy thời đi bán muối cũng bình thường đến cực điểm. Mọi vừa nghe, cũng đều lặng lẽ đứng yên không nói, Lý Vân Tiêu nói rất có đạo lý, hắn bất quá cũng chỉ là thông minh hơn chút, sao có thể biết tình huống bên trong bích họa. Tuy nhiên biểu hiện của hắn cho tới bây giờ làm cho tất cả mọi người có chút theo thói quen coi hắn là người lĩnh đội. Lý Vân Tiêu đột nhiên nhìn mấy người Bắc Minh Thế Gia, lộ ra vẻ tươi cười, nói. Hàn băng chi khí Bắc Minh Thế Gia chính là vật cực âm, cùng cực dương vừa lúc tương hỗ khắc chế. Ta xem mấy vị bằng hữu Bắc Minh đều là khí định thần nhàn, căn bản không có đem cực dương lực coi ra gì, nếu là mấy vị đồng ý xuất thủ tương trợ. Ta tin tưởng mọi người đều có thể vượt qua khu vực cực dương cản trở, đi tới xa hơn phía trước. Lý Vân Tiêu vừa nói, ánh mắt của mọi người lập tức hướng trên người mấy người Bắc Minh Thế Gia nhìn lại, quả nhiên mỗi một người đều là thần thái tự nhiên, trên người của bọn họ hiện ra một tầng hàn khí nhàn nhạt hộ thể, rất có hiệu quả. Trần Khai Hồng lập tức mở miệng nói. Đồng Phương huynh. Hừ. Bắc Minh Đồng Phương trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, tức giận nói. Lý Vân Tiêu, người nói cái gì cũng vô ích cho dù hàn băng chi khí Bắc Minh Thế Gia ta có khả năng chống đỡ cực dương. Lẽ nào lúc này ngươi để cho chúng ta truyền nghiệp thụ, truyền thụ hàn băng chân quyết cho mọi người phải không? Lý Vân Tiêu cười nói. Tự nhiên không phải là, nếu là ta nói không sai, lấy thực lực Đồng Phương đại nhân, đủ để ngưng tụ hàn băng chi khí thành nhất phương đặc thù lĩnh vực, như vậy bảo hộ tất cả mọi người đi vào. Cũng không cần sợ cực dương. Sắc mặt Bắc Minh Đồng Phương chợt biến, khí tức trên người bạo khởi, trực tiếp hướng Lý Vân Tiêu trên người áp đi, lạnh giọng nói. Tiểu tử ngươi biết đến thật đúng là không ít a. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp thân hóa lá rụng, hướng phía sau thổi đi, một bộ dáng dấp căn bản cũng không sợ hãi, để cho sát cơ nội tâm Bắc Minh Đồng Phương càng vượt lên quá mức. La Nguyên Khải cau mày nói. Đồng Phương huynh, Vân Thiếu nói thế nhưng là thật, lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu là người thật có bản lĩnh đó, thì không nên giấu giếm. Hừ, ta giấu giếm. Bắc Minh Đồng Phương cười lạnh nói. Ta có khả năng ngưng luyện ra biến dị lĩnh vực không giả, thế nhưng dưới trạng thái đó đối với nguyên lực bản thân ta tiêu hao cực lớn, nếu là gặp phải nguy hiểm thì ai có thể bảo vệ ta an toàn. Nơi đây hung hiểm vạn phần, người nào cũng không chịu hao tổn một phần khí lực. Trần Khai Hồng nói. Hiện tại hao tổn lực một người ngươi bảo toàn mọi người, nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực bảo vệ ngươi. Nếu là người người ích kỷ, chỉ lo tự mình an ủi, ta sợ hành trình lần này đều là giữ nhiều lành ít. Hắn gặp Bắc Minh Đồng Phương vẫn bất phi sở động, trên mặt hiện lên một tia đau lòng, lấy ra một đan dược quả ánh vàng, nói. Miếng hoạt tử nhân đan, công hiệu nói vậy Đồng Phương huynh sẽ không xa lạ đi. Chỉ cần Đồng Phương huynh phóng xuất cực hàn huyền lĩnh vực, hộ tống mọi người vượt qua khu vực cực dương, đan dược này liền làm thù lao. Hơn nữa nếu là gặp gỡ nguy hiểm, tất nhiên tất cả chúng ta sẽ liên thủ nghênh địch. Trần Phong chính là con của tông chủ, hắn coi như là liều tính mệnh cũng muốn bảo trụ hắn trở lại. Trong lòng Bắc Minh Đồng Phương khẽ nhúc nhích, hoạt tử nhân đan danh như ý nghĩa, chính là thánh dược chữa thương, hơn nữa có khả năng trong nháy mắt bổ sung nhất định nguyên lực. Giá trị cao, hắn không khỏi có chút tâm động. Hơn nữa tình hình lúc này cũng không có thể cùng mọi người xích mích, có trời mới biết phía sau còn có cái nguy hiểm gì đây. Khai Hồng huynh thật sự là khách khí. Bắc Minh Đồng Phương tiếp nhận đan dược, thẳng nhận thu vào, mỉm cười nói. Ta không chịu qua phân chia tiêu hao mình cũng là vì chỉnh thể mọi người suy nghĩ, dù sao năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Trần Khai Hồng thịt trên mặt co quắp một chút. Vẫn là nặn ra một khuôn mặt tươi cười đến, nói. Đồng Phương huynh nói cực phải. Bắc Minh Đồng Phương cầm chỗ tốt sau, cũng không giấu rốt nữa, một hàn khí từ trên người hắn phát ra, lập tức một bóng dâm lam sắc lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mở ra, hình thành một nửa vòng tròn đường kính chừng 10 thước, đem cực dương lực đẩy ra bên ngoài. Tất cả đê dài vũ đế vào đi. Bắc Minh Đồng Phương khẽ quát một tiếng, thoáng nhíu chân mày lại,
tựa hồ chống đỡ biến dị lĩnh vực tiêu hao nguyên lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, sắc mặt hơi có chút khó coi. Đám người Trần Phong lập tức đại hỉ, đều xúm lại đi qua. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đông Phương đại nhân cũng quá mức nhỏ mọn, vậy mà chỉ có nhất phương không gian nhỏ như vậy, ta cũng muốn được điểm che chở, nhưng là không có vị trí. Ánh mắt Bắc Minh Đồng Phương nhìn Lý Vân Tiêu giống như đao mang, lạnh giọng nói. Ngươi đối với Bắc Minh thế gia ta quả nhiên lý giải sâu đậm, ta từng nghe nói, thời điểm ngươi ở Hồng Nguyệt Thành còn thi triển ra nhất chiêu bí kỹ phá hết Bắc Minh thế gia hàn băng chân khí ta, bắt đầu ta còn không tin, bây giờ là hoàn toàn tin tưởng. Lý Vân Tiêu cười nói. Võ học thiên hạ, nhất thông bách thông, Bắc Minh thế gia to lớn như thế, sừng sững mấy vạn. Nhiều năm, đắc tội người không có được trăm ức cũng. Ít nhất, có hơn 90 ức. Hơn 90 ức người trong có mấy cái chuyên tâm nghiên cứu ra phương pháp phá giải hàn băng chân khí các ngươi, lẽ nào cũng cảm thấy kỳ quái sao? La Nguyên Khải vừa nghe hai người đối thoại, tựa hồ càng nói càng bắt đầu tức giận, sợ bọn họ đánh nhau, vội vàng hòa giải, nói. Chớ ồn ào, nơi đây không phải là chỗ tranh luận, có chuyện gì chờ ra tiên cảnh rồi hãy nói. Bắc Minh Đồng Phương vốn có sát cơ đã hiện lên ở trong mắt, nhưng suy nghĩ một chút hay là nhịn xuống. Trực tiếp liếc qua. Đi, ngang nhiên hướng phía trước tiến tới. Nội tâm Lý Vân Tiêu một trận cười nhạt, bên trong nghĩ thầm làm sao trừ đi Bắc Minh Đồng Phương, đoàn người Bắc Minh thế gia này, ngoại trừ Bắc Minh Lai Phong vẫn không thể giết ra, còn lại mọi người đều đã vào danh sách hắn phải giết. Thời điểm kiếp trước giống như Bắc Minh thế gia có đụng chạm sâu đậm, nếu là thân phận mình bại lộ ra, sợ là Bắc Minh thế gia sẽ lập tức dốc toàn bộ lực lượng, đưa mình vào tử địa. Sau một lúc tiếp tục đi về phía trước, Lý Vân Tiêu đột nhiên ngừng bước chân, đứng thẳng không tiến lên. Mọi người cũng đều vi kinh, toàn bộ cảnh giác, La Nguyên Khải đề phòng nói. Vân Thiếu, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Cực dương lực quá mạnh mẽ, ta đi không được, càng đi về phía trước ta sẽ đi bán muối a. Hô! Tất cả mọi người là nặng nề thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng xuất hiện trạng huống gì. Sau đó đem toàn bộ ánh mắt hướng Bắc Minh Đồng Phương nhìn lại. Bắc Minh Đồng Phương lộ ra một tia cười nhạt, hừ nói. Đều nhìn ta làm cái gì? Ta tuyệt đối không thể có thể để cho Lý Vân Tiêu đến trong hàn băng lĩnh vực, các ngươi nhanh dẹp ý niệm này đi. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Người nào hiếm lạ ngươi che chở, thật thích tự mình đa tình. La Nguyên Khải cau mày nói. Vậy ngươi làm sao? Lý Vân Tiêu một bộ hình dạng không sao cả. Nhún vai, nói. Không đi được liền không đi thôi, dù sao thời gian một tháng cũng không còn nhiều lắm sắp đến rồi, ta chờ tự động truyền tống đi ra ngoài lập được. Ở đây tuy là trong bích họa, cũng có thể tuân thủ tiên cảnh quy tắc chi lực, đến rồi thời gian tất nhiên sẽ truyền tống đi ra ngoài. La Nguyên Khải nói. Nếu là không có truyền tống chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu là không có truyền tống, ta đây liền kiếm lớn. Trực tiếp tại tiên cảnh nội tu luyện bị một trận vài chục năm, chờ đợi một lần mở ra tiếp theo. Lấy tài nguyên nơi đây, để cho ta tu luyện vài chục năm lại đi ra, thiên hạ này về cơ bản có năng lực hoành hành. Tất cả mọi người là một trận không nói gì, lời này cũng không phải giả, nhưng tiểu tử này cũng đặc biệt lạc quan đi, hình dạng nhìn như không sao cả, thậm chí còn cảm giác cực tốt. Lý Vân Tiêu dừng lại một cái, tất cả mọi người tựa hồ có chút không dám tiếp tục hướng phía trước đi. Lập tức nhanh ngừng lại. Bắc Minh Lai Phong nhíu mày, cố làm ra vẻ tiêu sái cười nói. Làm sao, mọi người cũng đều muốn nghỉ ngơi. Thực lực không được để hắn lưu lại đi, tiếp tục theo chúng ta cũng chỉ có thể là liên lụy mọi người. Mấy tên Bắc Minh thế gia khác cũng đều gật đầu. Trần Khai Hồng cũng là vuốt cằm nói. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Mọi người bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước, Bắc Minh Lai Phong quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu một cái. Khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt. Lý Vân Tiêu vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, ngược lại cũng không tức giận, trực tiếp mỉm cười với hắn. Nhìn mọi người đang chậm rãi đi về phía trước, Lý Vân Tiêu vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Âm thanh yêu long truyền đến, nói. Làm sao không đi tới? Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đỡ được cực dương trình độ này a. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Phía trước hình như có cái gì đó. Thần thức điều tra không được, nhưng trực giác lại nghĩ nguy hiểm. Nga, thì ra là thế, ngươi thật là một kẻ xấu. Yêu Long cũng là hài hước nói rằng. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực,
ngươi còn đùa giỡn ý định này, không bằng trực tiếp nói cho mọi người, nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể giảm thiểu tổn thương. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia màu sắc trang nhã, hừ nói. Đồng tâm hiệp lực, nếu đồng tâm hiệp lực, bọn họ cũng sẽ không đem ta vứt mặc kệ. Nếu là không có vứt ta, ta tự nhiên sẽ đem nguy hiểm nói ra, hiện tại nếu bọn họ mặc kệ ta, ta cũng liền mừng rỡ một bên xem náo nhiệt. Hắn vừa mới dứt lời, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng phanh. Tiếng vang vừa phát ra đã nghe thấy một gã cường giả vũ đế kêu thảm thiết. Chỉ thấy một gã cường giả vũ đế trực tiếp bay lên không lật lên, trên người thổ bắn ra một huyết tuyến. Cả người kinh hãi trên không trung liên tiếp lui về phía sau. May là thân thủ hắn nhanh nhẹn, một chút sau khi công kích không giải thích được bắn ra, thân thể lập tức điều chỉnh đến, quanh thân nguyên khí phóng ra ngoài, vẻ mặt hoảng sợ đề phòng. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, từng người đều vạn phần cảnh giác, thần thức thật nhanh hướng phía bốn phía quét tới. Đột nhiên đại địa rung động một chút, tựa như có vô số vật bay nhanh xông ra, không ngừng bay lên. Một cỗ nhiệt khí tản ra như sóng biển khiến mọi người khó có thể chống lại, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, vội vàng bay nhanh về bốn phía. Đặc biệt khi Bắc Minh Đồng Phương vừa lui lại, nhất thời những đề giai vũ đế được hắn che chở liền bại lộ trước cực dương lực, đồng thời còn bị sóng nhiệt tràn ra cuốn vào khiến vài tên nhất tinh vũ đế nhất thời kêu thảm thiết liên tục, thân thể không thể ức chế bắt đầu bị hòa tan ra. Trần Phong cũng là kinh hãi kêu thảm một tiếng, trên người hiện ra một kiện chiến giáp lam sắc. Tỏa ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, thoáng ngăn cản một chút liền bị đánh cho tan biến. Nhưng mà Trần Phong kịp thời tranh thủ một tia thời gian, thi triển ra một chiêu kiếm thiên khiển, chém bể không gian phía trước, lần thứ hai tạo ra một đường ngăn cách cực dương lực, hóa thành một quang mang liều mạng bỏ chạy hướng phía phương vị Lý Vân Tiêu. Mấy đạo quang mang theo đuôi phía sau, cũng có mấy người chợt phản ứng kịp, một bên thống khổ chống đối cực dương, một bên điên cuồng bỏ chạy. Trần Phong trực tiếp xông qua chỗ Lý Vân Tiêu, thẳng đến khi cách phía sau Lý Vân Tiêu vài trăm thước mới ngừng lại được, nơi này là phạm vi hắn có thể chịu được cực dương lực. Lúc này món chiến giáp trên người hắn đã bị hòa tan nhanh chóng, cả người cũng bởi vì bị cực dương chiếu xạ cho nên thân thể bốc lên hơi nước, hình như thân thể đã bị trưng chín hơn phân nửa, da thịt càng là bị trực tiếp trưng khô, làm cho thân thể từng mảnh cháy đen, trong tròng mắt hiện lên nét kinh khủng, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Mang theo oán độc nhìn về tiền phương. Còn có mấy đạo thân ảnh không có mệnh tốt như vậy, trong quá trình bôn đào đã không đỡ nổi cực dương lực, bị cực dương lực cường đại trực tiếp chiếu xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt hơi nước bốc lên tạo thành không khí quỷ dị, thi thể hóa thành than rơi trên mặt đất, bị cát bụi vùi lấp. Tổng cộng 8 người, chỉ có Trần Phong và hai gã nhất tinh vũ đế khác do có phản ứng khá nhanh nên còn sống, nhưng mà vết thương chồng chất, 3 người đều bị cháy không ít phần cơ thể. 5 người còn lại đều hoàn toàn bỏ mình, 5 cái thi thể ngã trên mặt đất, thế mà chỉ trong chốc lát đã bị cát vàng vùi lấp hơn phân nửa. Mới vừa rồi còn là mấy người hoạt bát đang bừng bừng khí thế, thậm chí ở cùng nhau bên cạnh Bắc Minh Đồng Phương, được hắn che chở đi tới, hiện tại liền âm dương cách biệt, nhìn 5 cái cho thi thể, 3 người may mắn còn sống sót đều là vẻ mặt sợ hãi và khiếp đảm. Võ giả tam đại môn phái nhìn người tông môn mình chết thảm, bọn chúng đều lửa giận ngút trời. Từng ánh mắt mang theo vẻ chất vấn và phẫn nộ đồng thời nhìn phía Bắc Minh Đồng Phương. Trần Khai Hồng tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cắn răng nghiến lợi nói. Bắc Minh Đồng Phương, đạo nghĩa ở đâu? Bắc Minh Đồng Phương nhíu chân mày lại, tựa hồ không cảm thấy chỗ nào không thích hợp, lạnh nhạt nói. Xuất hiện việc không hiểu, tạo thành mối nguy hiểm, chẳng lẽ còn không cho ta tránh né? Trần Khai Hồng giận dữ hét. Lấy năng lực của ngươi. Cũng có thể mang theo mọi người cùng nhau tránh thoát, nhưng tự cố đào sinh, làm hại mọi người uổng mạng, tác phong Bắc Minh thế gia, quả nhiên danh bất hư truyền a. Bắc Minh Đồng Phương nặng nề hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bản năng muốn phản bác vài lời, nhưng tất cả mọi người đều trong cơn giận dữ theo dõi hắn, biết mình đã chọc nhiều người tức giận, chỉ có thể đem tâm tình ngăn chặn, không lên tiếng nữa. Cửu Thiên Vũ Đế đối với bất kỳ môn phái nào đều là chiến lực cao đoan. Khó có thể thừa nhận tổn thất, mà ngay mới một chút vừa rồi, tam đại phái tổng cộng bỏ mình 5 người, bút chướng này sợ là phải tính trên đầu Bắc Minh thế gia bọn hắn. Bắc Minh Lai Phong cũng là nghĩ một trận nhức đầu, không duyên cớ lại cùng 3 thế lực lớn kết xuống ân oán, đây hết thảy đều do Lý Vân Tiêu, nếu không phải hắn vạch trần Bắc Minh Đồng Phương có thể thả ra biến dị lĩnh vực, cũng sẽ không gặp phải việc này bưng tới.
nội tâm của hắn lại tăng thêm vào phần sát khí đối với Lý Vân Tiêu. Đột nhiên tiểu tử kia dừng lại ngay lúc đó, chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện ra có điều nguy hiểm. Đột nhiên nội tâm Bác Minh Lai Phong chấn động, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt của Lý Vân Tiêu, càng cảm thấy suy đoán trong lòng mình cực kỳ chính xác, sắc mặt hắn âm trầm đến mức chảy nước. Bất Quang Lượng, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên La Nguyên Khải quát lên, căm tức nhìn về phía lão giả khô gầy. Trong tay lão giả kia đang cầm một cây phệ hồn phiên mở ra, lâm không bay lên, phía trên nó tản mát ra khí tức âm trầm, vài gương mặt cổ quái chìm nổi bất định. Một tay Bất Quang Lượng bấm niệm pháp quyết, phệ hồn phiên trên không trung dạo qua một vòng rồi lại lập tức trở về trong tay hắn, trong mắt toát lên vẻ khiếp sợ. Trên mặt Thừa Hạo Miểu hiển lên nụ cười nhạt nhưng cũng mở miệng giải thích. Người đã chết rồi không thể sống lại được, bọn họ đều là cường giả vũ đế, không thể lãng phí hồn phách, thế nhưng vừa rồi sư thúc ta vừa ra tay cũng không tìm thấy hồn phách của bọn họ. Thật không ngờ cực dương lực lại có thể biến thái đến mức độ như vậy, có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Trong lòng mọi người đều cảm thấy rùng mình, nội tâm tất cả người tam phái lại càng sinh ra một nỗi bi thương, lửa giận đối với Bác Minh Đồng Phương lại càng tăng thêm một tầng. Bác Minh Lai Phong ngượng ngùng nói. Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận ai đúng ai sai, hẳn là phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối phó với yêu thú trước mắt mới đúng. Hừ, hay cho một cái đồng tâm hiệp lực. Trần Khai Hồng lạnh lùng nói. Đại nhân Bác Minh thế ra, thứ cho Đao Kiếm Tông ta không làm được điều đó. La Nguyên Khải cũng hừ lạnh nói. Ba phái chúng ta cộng đồng đồng tâm hiệp lực, Bác Minh thế ra các ngươi tự mình đồng tâm hiệp lực đi. Người phệ hồn tộc giữ im lặng. Nhưng nhìn qua vẻ mặt mang theo vẻ mỉa mai cũng sự lạnh lùng như băng là có thể thấy được hơn phân nửa là họ khinh thường hợp tác cùng Bắc Minh Thế Gia. Thoáng cái, Bắc Minh Thế Gia rơi vào tình huống khó xử, khuôn mặt Bắc Minh Đồng Phương âm trầm, hừ lạnh nói. Hừ, chẳng lẽ thiếu người ba phái các ngươi, Bắc Minh Thế Gia chúng ta lại gặp nguy hiểm sao? Vậy tất cả đều bằng thủ đoạn của mình đi. Những lời này lập tức tuyên cáo việc hợp tác giữa ba phái và Bắc Minh Thế Gia ngưng hẳn, mỗi người đi một đường. Không khí thoáng cái cứng ngắc, khiến cho mọi người quyết liệt với Bắc Minh Thế Gia, ngược lại là việc vui ngoài mong đợi của Lý Vân Tiêu, nhưng hắn cũng không vui mừng đến quên nguy hiểm. Giờ phút này ánh mắt hắn tập trung vào trên người yêu thú đang tỏa ra ánh sáng như ngọc lưu ly khắp toàn thân. Sau khi trầm tư một hồi, hắn đột nhiên giật mình thầm thốt lên. Không ngờ thứ này là lưu diễm. Yêu long trong linh hồn hắn cũng có chút xúc động, cả kinh nói. Ngươi nói đây chính là hậu đại của chân linh lưu diễm quang la diễn sinh ra. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ừ, ta từng đọc qua một ít tư liệu điển tịch nói về chân linh thượng cổ, tựa hồ lưu diễm quang la sống ở nơi hội tụ cực dương lực, hình thái đặc biệt, toàn thân tản mát ra ánh sáng như ngọc lưu ly, đặc biệt là ánh sáng đó cực kỳ rõ rệt. Mặc dù hậu đại do nó sinh ra không có chân linh chi lực nhưng đã thực sự kế thừa được thân thể của tổ tiên. Chỉ có điều lưu diễm thật sự không phải là đồng tộc, chắc là nó đã bị đồng tộc nào đó phụ thân hơn nữa còn bị khống chế. Yêu Long cười nói. Bị một hậu đại chân linh chặn đường, điều này khiến cho bọn chúng bận rộn. Lý Vân Tiêu nói. Thế nhưng lực lượng lưu diễm không quá mạnh, nếu nó có được lực lượng đầy đủ của tổ tiên chí ít cũng là tồn tại không dưới vũ đế cửu tinh, tăng thêm việc đang trong môi trường cực dương lực, đây đúng là hoàn cảnh tốt nhất cho lưu diễm. Có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của nó cho dù là Khương Sở Nhiên cũng thông qua dễ dàng. Yêu Long thở dài. Có lẽ do thời gian trôi qua quá lâu, lực lượng của nó cũng tiêu hao không ít. Lúc hai người đang trao đổi thì dường như những người phía trước đã thương lượng xong. Lúc này đã chia thành hai phe tiến về phía Lưu Diễm, mỗi một bên đều cố gắng phát huy độn thuật đến mức tận cùng, hy vọng có thể vượt qua mà không cần chiến đấu. Cũng không thấy Lưu Diễm có bất kỳ động tác gì. Chỉ là con mắt đột nhiên trợn to, tản mát do quang mang màu tím yêu dị, không gian bốn phía hơi bị nghịch chuyển. Trong sát na, những võ giả đang lao đến kia đều hoảng sợ khi phát hiện vậy mà mình vẫn đứng im tại chỗ. Điều này, sắc mặt La Nguyên Khải trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói. Biến hóa thời không, thay đổi thiên địa, quản nhiên là tộc nhân đồng tộc. Sắc mặt Trần Khai Hồng cũng trở nên ngưng trọng, nói. Xem ra muốn vượt qua chỉ có mỗi cách là đánh ngã nó, cũng không biết thực lực của nó thế nào, chúng ta có thể chiến thắng hay không. La Nguyên Khải nói, thực lực thế nào thì chỉ cần thử một lần là biết, hoặc không thì học theo Lý Vân Tiêu,
đợi ở chỗ này đến lúc tự động truyền tống đi thôi. Nếu may mắn nó không có ác ý, không chủ động công kích, có thể nó chỉ là thủ vệ tế đàn mà thôi. Hắn vừa nói xong, Lưu Diễm vung tay lên, một chưởng quét qua phía mọi người. Trong lòng bàn tay Lưu Diễm xuất hiện hiện vầng sáng chói mắt, giống như đúc cực dương lực từ trong tế đàn tỏa ra, phảng phất như một mặt trời đang rơi xuôi. Ngươi thật là mỏ quạ đen. Trần Khai Hồng mắng một câu, tất cả mọi người đều hoảng hốt, vội vàng bay về bốn phía tránh né, cố gắng tránh thoát một kích kia. Một đạo trưởng lực của Lưu Diễm trực tiếp rơi về phía cát bụi, thế nhưng không chỉ đơn giản là khởi động một kích mà sau khi đoàn ánh sáng tản ra nhiệt độ cả vùng không gian dường như tăng lên. Thủ đoạn công kích dùng cực dương lực thật mạnh, trong hoàn cảnh này công kích lại càng được tăng cường. Trên mặt La Nguyên Khải là một mảnh ngưng trọng, tất cả mọi người đều lui ra mấy chục thước, tránh xa Lưu Diễm, không ai dám làm con ngựa đầu đàn xung phong. Sau khi dùng một chưởng đánh sơ xác liên quân ba phái, con mắt duy nhất của Lưu Diễm chuyển hướng về phía Bắc Minh Thế Gia, cũng đồng dạng sử dụng một chưởng, mấy đạo cực dương lực từ bàn tay nó lao ra oanh kích bốn phía. Sắc mặt mọi người Bắc Minh Thế Gia đại biến, cũng không cưỡng chế chống lại, đều hóa thành từng đạo độn quang tứ tán khắp nơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như chia rẽ khắp nơi phân bố xung quanh Lưu Diễm, đều lặng lặng ngước nhìn, không người nào chủ động công kích. Tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, không ai nguyện xuất lực nhiều, đặc biệt sau khi đại náo với người Bắc Minh Thế Gia, mọi người đều đợi người khác động thủ trước. Lý Vân Tiêu ở phía xa xa nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đợi đến bao giờ, hắn lớn tiếng kêu lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bất kể hiềm khích lúc trước, hợp sức lại đánh bại yêu thú này mới là chính đạo. Nếu không trong hoàn cảnh cực dương lực, nếu so sánh sự tiêu hao thì ở lại càng lâu càng nguy hiểm, nếu có cừu hận gì thì đợi sau này giải quyết. Đạo lý này ai cũng hiểu rõ, chỉ là không người nào nguyện ý mở miệng nói trước, giống như hai cô gái đang hờn dỗi nhau vậy. Có Lý Vân Tiêu làm lời dẫn, mọi người cũng có khả năng nói chuyện, La Nguyên Khải nghiêm mặt nói. Vân Thiếu nói cực kỳ chính xác, sự tình có nặng có nhẹ, giờ phút này đại sự hàng đầu chính là liên thủ giết địch. Trần Khai Hồng cũng thuận thế nói. Không sai, trong khi ba phái chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng không biết Bắc Minh Thế Gia có suy nghĩ gì, sẽ không ở sau lưng thọc chúng ta một dao chứ. Bắc Minh Lai Phong tức đến phát điên, chính mình vừa mới nói phải đồng tâm hiệp lực thì một đám châm chọc khiêu khích, hiện tại Lý Vân Tiêu vừa mới nói một câu phải đồng tâm hiệp lực thì cả một đám lên tiếng phụ họa. Bản thân mình chính là người cung chủ kế nhiệm Bắc Minh Huyền Cung cũng không bằng một tên vớ vẩn như Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thì tính là cái gì, một đám ngu xuẩn kia lại nghe lời hắn. Nhưng giờ khắc này cũng không phải do hắn làm chủ, Bắc Minh Đồng Phương cũng bất động thanh sắc nói. Chư vị nói đùa, đối đầu với kẻ địch mạnh, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực, mặc dù chư vị có hiểu lầm với ta nhưng Bắc Minh Đồng Phương ta cũng không để trong lòng, thời gian trôi qua tự nhiên mọi người sẽ hiểu rõ phong cách hành sự quang minh lỗi lạc của Bắc Minh Huyền Cung. Trần Khai Hồng nhẹ nhàng hừ lạnh một chút, tỏ vẻ nội tâm cực kỳ bất mãn, tuy rằng trên miệng mọi người đều là lời giả dối nhưng thật sự không thể không biết xấu hổ như Bắc Minh Đồng Phương. Tuy vậy lòng dạ mọi người thế nào tất cả đều hiểu. Khi đã cần liên thủ thì cần phải có cái tiếng, việc tiếp tục đi đâm chọc thật sự không tốt. Đột nhiên Bắc Minh Đồng Phương cất cao giọng nói. Để tỏ thành ý của Bắc Minh Thế Gia chúng ta, lần này để lão phu tự mình ra tay, chư vị lược trận cho ta. Người ba phái đều mừng thầm, Thừa Hạo Miểu híp mắt cười nói. Có Đồng Phương đại nhan ra tay, lo gì không diệt được yêu thú. Một mình Bắc Minh Đồng Phương tiến lên, mỗi bước hắn bước ra. Hàn khí trên người liền gia tăng vài phần, sau khi hắn bước ra ba bước, quyền phải đột nhiên tách ra một đạo quang mang màu lam, đúng là hàn băng chi khí cực hạn, trực tiếp thành hình thái quang mang, lập lòe bao bọc phía trước quyền mang. Tất cả mọi người đều biến sắc, quyền này ngưng tụ mà thành, nhiệt độ bốn phía đột nhiên tùy theo đó mà giảm đi mãnh liệt, cực dương lực bị áp chế đi xuống, không ít người đều âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ lão nhân này vì thay đổi hình tượng của mình đoán chừng đã thật sự động thủ. Lưu Diễm cũng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, hai tay giơ cao quá đầu, hai tay nhanh chóng kết xuất một đạo ấn ký, đột nhiên oanh xuống. Cái gì, yêu thú cũng biết kết ấn. Trong lòng Bắc Minh Đồng Phương kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không bối rối, dẫm mạnh chân lên mặt đất liền lùi lại mấy chục thước, quyền kình trong tay động lại, oanh khứ hướng về phía bầu trời. Hả, lão nhân kia đang làm gì vậy? Con mắt có vấn đề sao? Tự nhiên lại oanh phá về phía bầu trời.
Con mẹ nó, thế này cũng quá mức đi. Quả nhiên không thể tin tưởng được người Bắc Minh thế gia. Đúng lúc mọi người há miệng măng to, sắc mặt bất quang lượng của phệ hồn tộc thay đổi nói. Chẳng lẽ là chiêu đó sao? Chỉ thấy một quyền kia đánh vào bầu trời liền tụ lại thành một điểm rồi nổ bung. Một cỗ băng khí màu lam tràn ra bốn phương tám hướng, quyền kình tụ lại thành một điểm tọa độ trong không gian tạo thành một đóa hoa băng trong suốt. Lấy hoa băng làm trung tâm, lại hiện ra một điểm kết tinh, càng ngày càng xuất hiện nhiều điểm kết tinh, bắt đầu che kinh cả bầu trời. Quả nhiên là băng thiên đống địa. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu đạm nhiên nhìn qua, một chiêu này hắn cũng không quá lạ lẫm. Năm đó cung chủ Bắc Minh Huyền Cung cũng sử dụng một chiêu băng thiên đống địa, trực tiếp đóng băng ngàn dặm sông núi, tất cả sinh linh trong đó đều bị đổ thán, so sánh với nó thì một chiêu này của Bắc Minh Đồng Phương chỉ là tiểu hoa nhi. Một chiêu Bắc Minh Đồng Phương đánh ra, lập tức cả thiên địa đều kết xuất bông tuyết, cực dương lực hoàn toàn bị bài xích bên ngoài, phạm vi trực tiếp bao phủ xung quanh vài trăm mét. Trong lòng tất cả mọi người đều hoảng sợ, đối với thực lực của Bắc Minh Đồng Phương kiêng kỵ vạn phần. Ở trong hoàn cảnh này mà có thể đóng băng phạm vi lớn như vậy đủ thấy tu vi của hắn khủng bố cỡ nào. Bắc Minh Đồng Phương cũng âm thầm kinh hãi, một kích toàn lực của hắn thế mà chỉ có thể tạo ra cảnh tượng băng thiên tuyết địa nhỏ như thế, không chỉ có như vậy bông tuyết trên bầu trời cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, cảnh vật xung quanh ác liệt vượt ra ngoài dự tính của hắn. Bên trong một chiêu băng thiên đống địa của ta đã đoạn tuyệt liên hệ giữa yêu thú và cực dương lực, lúc này hẳn là thời điểm lực lượng yêu thú yếu nhất. Mọi người cùng nhau động thủ. Bắc Minh Đồng Phương hét lớn một tiếng, tiện tay ném ra một lăng kính, trên không trung biến lớn, hội tụ hàn khí bốn phía lại oanh kích về phía Lưu Diễm. Tựa hồ Lưu Diễm cũng nhận thấy chiêu đó tạo thành thương tổn với bản thân mình cực lớn. Hai tay đan trước người tạo thành một ấn quyết đơn giản, con mắt trợn to, bốn phía hiện ra từng vòng ánh sáng, cản toàn bộ hàn khí ra phía ngoài. Sau đó con mắt nó lóe lên, cả người Lưu Diễm hóa thành một nguồn nhiệt lượng. Càng lúc càng phình lớn, tựa hồ muốn nổ nát phiến băng thiên đống địa này. Sắc mặt tất cả mọi người ba phái đều biến hóa, đồng thời động thủ, trong lúc nhất thời các loại chiêu thức đều thi triển đi ra, toàn bộ quang ảnh đầy trời đều hướng về phía Lưu Diễm. Đã không còn cực dương lực áp chế, thực lực mọi người đều có thể phát huy ra hết, dập tắt khí thế Lưu Diễm. Trong ngọn lửa dần hiện ra một con mắt, trong con mắt tràn đầy khí thế sắc bén, không có bất kỳ loại tình cảm giác báo trước nào. Con mắt vừa xuất hiện, ngọn lửa kia bắt đầu kịch liệt co rút lại, áp xúc thành một cầu thể, lại tản mát ra khí tức khiến mọi người sợ hãi. Tuy rằng công kích của mọi người nhìn qua thì cực kỳ uy mãnh thế nhưng thật giống như không có nhiều lắm uy lực, tạo ra cảm giác có điểm không đến nơi đến chốn. Không tốt, mau lui. Đột nhiên Bắc Minh Đồng Phương hét lớn một tiếng, tại thời khắc này hắn cảm thấy băng thiên đống địa mà mình khống chế có dấu hiệu tan rã. Thấy tính thế không tốt. Hắn liền quay lưng bỏ chạy về phía sau. Mọi người còn lại đều dùng mình, sau đó liền cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm khủng bố lan tràn khắp toàn thân, mọi người hoảng sợ đều lập tức rút lui. Oanh! Hảo cầu kia tự bạo, bỗng nhiên phá tan băng thiên đống địa, đóa hoa băng trên không trong nháy mắt rạn nứt, phanh một tiếng hóa thành oánh quang tiêu thất trong thiên địa. Đột nhiên, một đạo hào quang chói mắt giống như liệt dương từ phía tế đàn xa xa bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu không gian rơi vào trong ngọn lửa. Một cỗ khí tức dị thường cường đại không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh, ngọn lửa cũng dần thu nạp, hóa ra thân ảnh Lưu Diễm, chỉ là so với lúc nãy thì khí thế của nó cường đại hơn mấy phần. Nó giơ cao một tay, hứng lấy cực dương lực. Làm sao bây giờ, thằng nhãi kia thật cường đại. Trong lòng Bắc Minh Lai Phong thất kinh, bỗng nhiên lui ra sau hơn trăm mét, toàn bộ tinh thần tập trung để phòng cao độ. Trần Khai Hồng cả kinh nói, nếu năng lượng của nó có thể bổ sung vô hạn, vậy còn đánh thế nào đây? Trừ phi có thể một kích diệt sát nó. Hừ, diệt sát thế nào? Trừ phi mọi người thật sự ứng phó toàn lực, nhưng theo ta thấy từ lần liên thủ vừa rồi, tựa hồ không có ai xuất toàn lực cả, đều chỉ là ra tay qua loa cho xong. La Nguyên Khải bất mãn nói, Bắc Minh Đồng Phương hừ lạnh, ngươi cũng vậy còn nói móc ai? Ngoại trừ một chiêu băng thiên đống địa của ta là động thủ thật sự, còn tất cả các ngươi có ai là thật sự ra tay? Nghiêm Khải huynh quả thật là thoải mái với bản thân còn khắt khe với người khác. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong khó coi nói. Nếu mọi người còn không đồng lòng như vậy, thật sự là chúng ta gặp phiền toái lớn. Đột nhiên không trung truyền đến một âm thanh lạnh như băng, tràn đầy ý khinh thường, nói. Hừ,
một đám tiểu nhân tư lợi, cùng là thất đại môn phái, thật sự là sỉ nhục chúng ta. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, thần sắc hiện ra vẻ tức giận, thần thức tản ra mọi hướng, thế nhưng lại không thể phát hiện bất cứ tung tích nào. Bắc Minh Đồng Phương lạnh lùng nói. Là ai, có dám đứng ra nói chuyện? Đạo âm thanh nọ thế mà không xuất hiện lại, tựa hồ như là đi ngang qua chỉ phát biểu vu vơ. Trần Khai Hồng bất động thanh sắc nói. Các hạ tự xưng là người thất đại môn phái, nơi đây đã tụ tập bốn phía, người Hồng Nguyệt Thành thì đã chạy đến phía trước, thần Tiêu Cung Phong Sơn nhiều năm, hơn nữa đa số là nữ nhân, vậy chẳng lẽ các hạ đến từ Bắc Thổ, là Thiên Lĩnh Long Gia? Lý Vân Tiêu ở đằng xa cũng khẽ động sắc mặt, hắn cũng không có phát hiện ra người nào đang ầm thầm che giấu, mãi đến khi âm thanh kia vang lên hắn mới mơ hồ cảm giác có người trong hư không. Mà cỗ hơi thở này đúng là lúc nhập tiên cảnh hắn cũng đã có ít nhiều nhận ra người thần bí, không nghĩ rằng đó lại là Thiên Lĩnh Long Gia. Cái gọi là Thiên Lĩnh Long Gia, thật sự thì cũng không phải là gia tộc họ Long, sở dĩ bọn họ sử dụng Long Gia vì thời thượng cổ chân Long chính là tồn tại đỉnh tiêm, mà những người Bắc Thổ trên dãy Thiên Lĩnh đều có ít nhiều huyết mạch chân loanh, cũng được truyền thừa nhiều võ giả tuyệt cường. Đột nhiên không trung xuất hiện một hắc tuyến đang không ngừng du động, cuối cùng đứng yên trên không trung. Chậm rãi xé rách, mở ra. Ba đạo nhân ảnh mạnh mẽ uy vũ cũng bước ra từ đó, từng người một đi ra, đứng thẳng lưng uy phong lẫm liệt, một cỗ uy áp từ đó dần tản ra. Người cầm đầu mặt tròn tai lớn, trên thân thể ba người đều lộ ra dã tính rất mạnh, tựa hồ có liên quan đến huyết mạnh chân linh thức tỉnh. Sắc mặt mỗi người đều là lãnh băng và khinh miệt, giống như là cường giả cao cao tại thượng đang hướng mắt xuống dưới nhìn đám kiến hôi. Bảy đại siêu cấp thế lực. Không có nhà nào là đơn giản, trong đó phạm vi lớn nhất là Bắc Minh Huyền Cung, thần bí và khó lường nhất là Phệ Hồn Tộc, lịch sử lâu đời nhất là Thần Tiêu Cung, mà được mọi người công nhận có nhiều cường giả nhất chính là Thiên Lĩnh Long Gia. Trần Khai Hồng khinh thường cười lạnh nói. Nhìn bộ dáng của các vị kia, đều là người thất đại môn phái, việc đó cũng chứng minh thực lực mỗi nhà ngang nhau, còn bày đặt biểu cảm về sự ưu việt, có giỏi thì tìm thánh vực hay hóa thần hải mà trang bức. Đối với thái độ của ba người vừa mới xuất hiện hắn sinh ra cực độ phản cảm, nhịn không được mỉa mai. Những người khác cũng gật đầu thập phần đồng ý, các ngươi đã có ý khinh thường chúng ta tự nhiên chúng ta cũng lười nể mặt các ngươi. Thất đại môn phái, nhà nào cũng cảm giác mình cao cao tại thượng, là tồn tại coi trời bằng vung, muốn để cho hợp tác công bằng là điều hết sức khó khăn. Trên mặt ba người Long Gia hiện lên vẻ tức giận, người cầm đầu tên là Vũ Trác, lạnh giọng nói. Lực lượng các thế lực ngang nhau, cũng không đại biểu lực lượng ba người chúng ta và mấy con kiến hôi các ngươi ngang nhau, nhất là chỉ mỗi việc một con hậu duệ của Lưu Diễm Quang La Mã cũng không bắt được, thật khiến cho thất đại môn phái mất mặt. Lưu Diễm Quang La, tất cả mọi người hơi sững sờ, không thể tưởng tượng thế mà ba người này lại nhận ra lai lịch của con yêu thú, chỉ có diều danh tự cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ căn bản là chưa từng nghe qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất Quang Lượng trầm tư sắc mặt, đột nhiên cả kinh, sợ hãi nói. Thượng cổ chân linh Lưu Diễm Quang La, không ngờ là hậu duệ chân linh. A, không thể tưởng được, trong các ngươi cũng có người có chút kiến thức. Vũ Trác mỉa mai nói. Không cần ngạc nhiên, chỉ là hậu duệ chân linh mà thôi, còn kém cực xa. Các ngươi đều lui ra đi, ta liền thoáng bày ra một điểm lực lượng cho các ngươi mở mang tầm mắt. Tất cả mọi người nghe được lời đó đều giận dữ. La Nguyên Khải lạnh lùng châm chọc nói. Đều là hậu đại chân linh, huynh đệ các ngươi thương tàn không tốt lắm đâu. Trong mắt người Thiên Lĩnh Long Gia hiện lên một tia tàn khốc, ba ánh mắt đồng thời nhìn tới, Vũ Trác lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì, xem ra trước khi bắt Lưu Diễm cần hoạt động gân cốt một chút. Khí tức trên thân người nọ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, một cỗ lực lượng vô cùng phách đạo ngang trời xuất hiện, áp về phía La Nguyên Khải. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi khi cảm nhận được phách lực đầy cuồng bạo, dã tính lan đến. Bất Quang Lượng vốn ít nói lần này cũng mở miệng. Ba vị nếu là có bản lĩnh hay là trước thu phục con yêu thú này đi, mặc kệ thực lực ba vị làm sao, chẳng lẽ còn muốn đối kháng tứ phái chúng ta cùng lúc sao? Gương mặt La Nguyên Khải không đổi sắc, đối với việc Vũ Trác khiêu khích không sợ chút nào, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn. Trần Khai Hồng cũng chậm rãi nói rằng. Ba vị vẫn theo dõi chúng ta nãy giờ, mãi đến lúc này mới xuất hiện, chắc cũng không phải để cố ý ra đây châm chọc chúng ta,
vậy thì mời biểu hiện ra thực lực của chính mình đi. Thần sắc Vũ Trác khẽ biến, đem khí tức trên người thu vào, ngang nhiên nói. Không sai, chúng ta xuất hiện cũng đích thật là vì Lưu Diễm, tuy rằng huyết mạch chân linh trong cơ thể nó cực yếu, nhưng dù sao cũng là hậu duệ chân linh, đối với chúng ta có trọng dụng. Lúc trước còn trông cậy vào các ngươi nhiều hoặc ít có thể ra điểm lực, hiện tại xem ra hoàn toàn không đáng tin cậy. Hắn lạnh lùng nhìn về phía La Nguyên Khải, nói. Chờ ra tiên cảnh lại tính sổ với ngươi. Hắn hử lạnh một tiếng, liền xoay người hướng Lưu Diễm đi đến. La Nguyên Khải khinh miệt nói. Bơi vào. Lý Vân Tiêu xa xa nhìn âm thầm thở dài, tuy rằng thực lực Long Gia Nhân không sai, nhưng tựa hồ vô cùng tự ngạo và đơn thuần, sợ là cấp cho những lão hồ ly này lợi dụng làm kẻ xung phong. Quả nhiên, tất cả mọi người là đứng xa xa nhìn ba người Vũ Trác xông lên, toàn bộ là một bộ thần sắc đắc ý, híp mắt nhìn ba người kia ngốc mạo ra tay. Lưu Diễm tại nơi cực dương, không chỉ có khôi phục toàn bộ tiêu hao, hơn nữa càng tốt hơn, ánh mắt bén nhọn dừng trước ba người đang đi tới, nhẹ nhàng nháy mắt, giơ tay lên đột nhiên ba đạo cực dương lực chiếu xuống. Vô thanh vô tức, ba người trong nháy mắt lánh khai, cực dương bắn vào vùng đất cũng không gây ra động tĩnh, trực tiếp khuếch tán ra, lại làm nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút. Vũ Trác lạnh lùng nói. Bầy binh bố trận, bắt giữ con thú này. Ba người trong nháy mắt xa nhau, thành thế tam giác đem Lưu Diễm khốn vào ở giữa, liên thủ bầy kỳ trận, cảnh tượng bốn phía mơ hồ một chút, sau đó vô số kim quang điểm điểm trào hiện ra, ngưng tụ thành một mảnh tường đồng vách sắt, hướng Lưu Diễm ép tới. Lưu Diễm nháy mắt một cái, hỏa diễm quanh thân bắt đầu co rút lại, cùng một màn lúc trước không sai biệt lắm. Không phải yêu thú này lại chơi chiêu tự bạo kia đi. Lẽ nào nó không có chút ý tưởng mới nào sao? Thừa Hạo Miểu nhìn không được nói. Nếu cứ động một chút là tự bạo, vậy thì còn đánh thế nào? Bắc Minh Lai Phong cười nói. Ha ha, vậy thì phải xem ba vị cao thủ thiên lĩnh Long ra đối phó thế nào. Thế nhưng tình cảnh trước mắt lại không như mọi người nghĩ, Lưu Diễm không có tự bạo mà trực tiếp hóa thành một con mắt, mang theo một cái đuôi hỏa diễm thật dài, giống như sao chổi đang không ngừng áp xúc chạy quanh bên trong trận pháp, cố gắng phá vỡ kết giới. Bang bang phanh. Lưu Diễm đánh vài cái về bốn phía xung quanh, thế nhưng mỗi lần lại văng trở về, mỗi một lần bị chấn văng ra ngoài lại tạo thành những âm thanh không tương đồng, sau đó nó lại hướng phía đối diện lao đến. Sắc mặt ba người đồng thời đại biến, vội vàng biến hóa vài pháp quyết biến thành những đạo phù ấn tập trung đánh vào trong trận pháp, đúng lúc này Lưu Diễm đã xông đến trước mặt. Khi cỗ lực lượng kia va chạm vào kết giới phát ra một tiếng nổ lớn rồi bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Lão giả kia cũng bị chấn lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi. Sau khi phá trận, Lưu Diễm lập tức xoay tròn lao về phía trước, lần thứ hai hóa ra chân thân trên không trung, nó giơ tay lên, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ cực dương lực. Vũ Trác hơi biến sắc mặt, nghi ngờ nói. Tại sao thứ này giống như có trí tuệ vậy, thế mà có thể nhận ra điểm yếu nhất của trận pháp? Kỳ thực hắn không biết là vào thời điểm này Lưu Diễm chỉ còn lại thân thể mà thôi. Thực tế là do đôi mắt kia điều khiển thân hình, trí tuệ cực cao không thua kém gì bọn họ, lúc trước đám người Khương Sở Nhiên đi qua, nó căn bản là ẩn núp không xuất hiện. Một vòng quầng sáng xuất hiện trên đầu ngón tay Lưu Diễm, toàn bộ không gian hơi chấn động một chút. Bọn người Bắc Minh Đồng Phương ở phía xa xa đều hơi biến sắc mặt, không tự chủ được lui về phía sau một khoảng cách, rất sợ chiến sự lan đến mình. Tựa hồ như Lưu Diễm không sử dụng đến lực lượng của bản thân. Trực tiếp mượn lực lượng khác, cực dương trên tế đàn liên tục soi sáng, trên đầu ngón tay Lưu Diễm lại tiếp tục ngưng tụ lần thứ hai hóa thành một dương vũ bắn ảo ảo xuống thiên địa. Vân Trác cả kinh, hai tay ôm chặt trước người, một cỗ lực lượng dựng dục lao ra, trong nháy mắt hóa thành vô số cái khe hắc sắc, cảnh tượng trước mặt vậy mà giống như từng con giun nhảy vào bầu trời, cái khe bắt đầu hôn phệ từng đoàn cực dương lực đó. Hai người còn lại cũng không hoảng loạn, đều bấm tay niệm thần chú, trực tiếp ẩn độn thân hình. Không để lại bất kỳ dấu vết nào, giống như tiêu thất giữa hư không vậy. Một khắc sau, đột nhiên thân hình hai người xuất hiện bên cạnh Lưu Diễm, một trái một phải, một quyền một trường, tựa hồ như diêu tương chiếu rọi, nghiền ép xuống phía Lưu Diễm. Thần sắc Lưu Diễm biến đổi, nó khẽ nhúc nhích môi, tựa hồ như muốn nói cái gì đó, sau đó lập tức tạo ra vài đạo ấn quyết, ngưng tụ lại thành một ngón tay rồi giơ lên cao, tựa hồ như chỉ một ngón tay kia nhưng đã hút toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh. Huyền hóa thành chân không.
Quang mang khiến hai mắt mọi người đau nhức, khó có thể nhìn thẳng, dưới cái nhìn của đông đảo cường giả, từ trong quang vượng hội tu ra một đạo thân ảnh hiện ra phía sau Lưu Diễm. Đạo thân ảnh kia phảng phất như là do ánh sáng xếp thành, cả vật thể trong suốt như ngọc lưu ly, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại tạo ra một cảm giác cường đại không thể địch lại. Trong lòng tất cả mọi người đều đánh thót, lập tức phải ứng lại, cái bóng kia chính là chân linh Lưu Diễm Quang La. Sắc mặt Vũ Trác đại biến, hai tay ở trước người bấm niệm thần chú, trong nháy mắt thân thể nở khai, đột nhiên thân thể cường tráng lên không ít, khuôn mặt nhìn như một nhân tướng, dữ tợn dị thường, tựa hồ phía sau người cũng xuất hiện dị tượng, đánh ra một quyền. Quyền phong và nhất chỉ cực dương đụng vào nhau, lập tức một cơn lốc to lớn cuồn cuộn nổi lên, ba người một thú toàn bộ cuốn vào trong đó, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài. Người của tứ đại phái lần thứ hai lui về phía sau, hầu như đều phải thối lui đến bên cạnh Lý Vân Tiêu. Khắp bầu trời cát bụi cuồn cuộn nổi lên, từng đạo dị lực thỉnh thoảng từ bên trong bắn ra, lực lượng dị thường phức tạp và cuồng bạo ở trong đó tàn sát bừa bãi. Thần thức của mọi người đều không thể thăm dò đi vào, chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Bắc Minh Đồng Phương khẽ cười nói. Các ngươi nói ba người của Long Gia đã chết chưa? Trần Khai Hồng khẽ nhíu mày, không vui nói. Đồng Phương huynh vì sao lại hỏi như vậy, tại sao không hỏi yêu thú kia chết chưa? Tất cả mọi người liếc mắt nhìn Bắc Minh Đồng Phương một cái, mặc kệ thế nào, người của Long Gia dù sao cùng mình là chung một trận tuyến, sao có thể nguyền rủa người một nhà chế như vậy? Bắc Minh Đồng Phương cười nói. Ta xem một kích cuối cùng kia của Lưu Diễm dĩ nhiên hiển hóa ra chân linh hư ảnh, quả nhiên là uy lực vô cùng, thực sự rất thay ba vị bằng hữu Long Gia lo lắng đấy. La Nguyên Khải cũng cười nói. Ha ha, ta cũng như vậy, bất quá ta thấy ba vị bằng hữu cũng hình thể to lớn, nói vậy rất cường tráng, sẽ không dễ dàng chế đi như thế. Hai người đang nhạo báng, khắp bầu trời trong cát vàn di truyền đến một tiếng hừ lạnh, chính là thanh âm của Vũ Trác, lạnh lùng nói. Không nhọc lo lắng, chính là hậu duệ chân linh bậc thấp, còn không làm khó được chúng ta. Cát bụi dần dần ngừng lại, một màn rung động hiện lên ở trước mắt mọi người, hai gã Long Gia liên thủ kết ấn, đem Lưu Diễm vây khốn ở trước người, con mắt to trên mặt hắn chẳng biết lúc nào đã bị trọng thương, lúc này đang khép một nửa, chảy xuống một đạo tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình. Vũ Trác vẫn là hình thái to lớn, trên cánh tay phải một mảnh đỏ bừng, gân xanh tất lộ ra. Trên quyền đầu huyết nhục không rõ, hoàn toàn biến hình. Hắn tay trái bấm tay niệm thần chú, đánh ra vài đạo pháp ấn, không trung đột nhiên hiện ra một quyển trục, chậm rãi mở ra. Bên trong quyển trục miêu tả rất nhiều chữ nhỏ, từng đạo kim quang sáng lạn. Sau khi mở ra hiện lên đủ loại đồ án, đều là ác điểu yêu thú linh hoạt linh hiện. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, chữ nhỏ bên trong đồ án chính là Ma Ha Cổ Văn, vội vã đảo qua xem. Dĩ nhiên thấy hình thái không rõ chữ, chỉ có một mảnh mơ hồ, nhưng ít ra cũng có trên 100 chữ cái. Hỏa quyển từ trong tay Vũ Trác bay ra ngoài, trực tiếp bay ở trên đầu Lưu Diễm, phát sinh từng đạo kim quang phóng xạ xuống, lại muốn đem Lưu Diễm thu vào trong đó. Lưu Diễm hoảng sợ phát sinh gầm nhẹ, không ngừng giãy giụa, nhưng khí tức trên người cũng càng ngày càng yếu, từ từ bay đi tới. Đó là Bách Linh Đồ. La Nguyên Khải cả người đại chấn, sợ hãi nói. Long Gia vô thượng bí bảo Bách Linh Đồ lại ở trên người của ngươi. Bách Linh Đồ. Lý Vân Tiêu cũng là kinh hãi, hoảng sợ đến cực điểm, khó có thể tin nói. Bách Linh Đồ chính là vật trong truyền thuyết, có người nói có hơn trăm chân linh bắt vào trong đó, làm sao có thể thật tồn tại. Hắn từng ở trong cổ tịch gặp qua miêu tả về vật này, lúc đó hoàn toàn là cười nhạt, căn bản không tin, nằm mơ cũng không nghĩ ra có một ngày dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy được. Những người còn lại lúc trước cũng không rõ ràng, vừa nghe Lý Vân Tiêu giải thích, đồng dạng là cả kinh há hốc miệng, mỗi một người đều hóa đá ngây ngốc. Ánh mắt của Vũ Trác Nghiên nhìn mọi người một chút, hừ lạnh nói. Các ngươi dĩ nhiên cũng nghe qua Bách Linh Đồ, ngược lại là có chút kiến thức. La Nguyên Khải ngưng thanh nói. Thiên lĩnh Long Gia Bách Linh Đồ tự nhiên không phải loại tồn tại biến thái trong truyền thuyết, mà là căn cứ mấy điểm linh tinh trong truyền thuyết luyện chế mà thành. Nhưng bên trong thu nhận sử dụng cũng đều là yêu thú rất mạnh trên cửu giai, một ngày thi triển ra, uy lực mạnh mẽ như thế nào, chưa từng có người thấy qua. Mọi người lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù vậy, cũng không tránh khỏi quá mức biến thái đi. Nếu thật có thể thu vào 100 con cửu giai yêu thú,
đó không phải là quét ngang thiên hạ. Vũ Trác gật đầu nói. Bách linh đồ của Long gia ta đích thật là phỏng chế, nhưng dù vậy cũng là huyền khí tồn tại đứng đầu đại lục, mà trong tay ta quyển này bất quá là một luồng phân thân của bách linh đồ mà thôi. Cũng không phải là tất cả cửu gia yêu thú đều có tư cách thu vào bên trong, nhất định phải có chân linh huyết mạch, hoặc giả bản thân cực kỳ hung hãn cường đại. Con lưu diễm này tuy rằng thực lực không được, nhưng sinh ra không sai. Mọi người trái tim vừa mới thả lỏng xuống lại nhảy lên, huyền khí có thể hóa ra phân thân, đây là hạng tồn tại nào? Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn thân là đứng đầu thuật luyện sư, tự nhiên có thể minh bạch bách linh đồ lợi hại, sợ rằng đủ để chống lại thần tiêu cung vạn kiếm đồ. Bắc Minh Đồng Phương đột nhiên nói rằng, ba vị, Lưu Diễm mặc dù là các ngươi đánh bại, nhưng chúng ta ít nhiều cũng có công lao, các ngươi toàn bộ thu lấy, chuyện này không tốt lắm đâu. Tất cả mọi người đều một trận choáng váng, Bắc Minh Đồng Phương cũng không tránh khỏi quá vô sỉ, cho ngươi xuất lực không xuất lực, hiện tại người khác bắt được, cư nhiên nhảy ra tranh đoạt thành quả thắng lợi. Người của ba phái khác thoáng cái đứng ra một điểm cự ly, làm bộ dáng không quen biết hắn. Quả nhiên, Vũ Trác biến sắc, cả giận nói. Có ý tứ gì, nếu không ta đem nó thả ra, cho ngươi đi bắt. Bắc Minh Đồng Phương mặt không đổi sắc nói. Mọi người đều là thất đại môn phái, không cần xa lạ như thế, Lưu Diễm này tự nhiên là thuộc về Long gia, tất cả mọi người không có ý kiến. Chỉ là nếu phía trước còn bảo bối khác thì hy vọng Long gia cũng có thể nhường cho một chút, chỗ tốt tất cả mọi người đều nên có phần mới đúng. Lần này người ba phái khác cũng đều phụ họa theo, lời này hoàn toàn hợp với tâm khảm mọi người nên đều nhao nhao đồng ý. Vũ Trác chán nản, mặt cũng phát xanh rồi, tất cả đều là một đám tiểu nhân vô sỉ, khiến hắn tức đến không biết nói lời nào nữa. Rất nhanh, Lưu Diễm kia liều mạng giãy giụa, bị thu vào trong bách linh đồ, trở thành một bức họa trong đó. Họa trục lập tức bị thu vào, bị Vũ Trác lập tức thu vào trong mi tâm. Hai tên Long gia khác lúc này mới nhẹ thở ra, nhao nhao vận khí điều tức, thoáng khôi phục một chút khí lực. Pháp tắc thế gian trước giờ đều là cường giả có quyền, có bản lĩnh thì tự mình cầm thôi. Vũ Trác vừa dứt lời liền lập tức tiến về trước. Trên mặt mọi người lộ ra dáng cười, bọn hắn muốn đúng là người mở đường, nguyên một đám đều lục tục theo sau. Chỉ còn lại Trần Phong và ba người ở phía xa không dám tiếp tục tiến lên, định dừng lại đây cho đến khi bí cảnh chấm dứt, truyền tống ra ngoài. Sau khi suy nghĩ một chút, ba người cũng trở nên thản nhiên, bắt đầu ngồi xuống điều tức, an dưỡng thương thế trên người. Hơn nữa dưới cực dương chi lực như thế này thì đây cũng là một chỗ tu luyện khó cầu, ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng cũng coi như có thu hoạch rồi. Trong lòng Bắc Minh Lai Phong đột nhiên khẽ động, quay đầy lại nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu đang thản nhiên đi tới ở sau đội ngũ, âm lãnh nói. Vân Thiếu, không phải là ngươi không ngăn được cực dương chi lực kia, chỉ có thể dừng bước sao? Hiện giờ sao lại tựa như không có việc gì vậy? Lời hắn nói lập tức khiến tất cả mọi người đều quay đầu, nguyên một đám tràn đầy nghi hoặc. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc nói. Đúng rồi, sao không có việc gì nữa nhỉ? Hắn nhìn qua chung quanh, kinh hỉ vạn phần nói. Ha ha, nhất định là Lưu Diễm kia bị thu, cho nên cực dương chi lực giảm đi rồi. Đánh rắm, cực dương chi lực là từ tế đàn truyền đến, có quan hệ gì đến Lưu Diễm chứ? Bắc Minh Lai Phong cực kỳ tức giận, mọi người cũng đều nhìn ra mánh khóe, biết rõ Lý Vân Tiêu lúc trước nhất định là giả vờ, không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này chỉ có thể nói rõ Lý Vân Tiêu đã sớm đã nhận ra sự tồn tại của Lưu Diễm. Bởi vậy mới giả hồ đồ như thế. Lý Vân Tiêu trợn trắng mắt liếc qua Bắc Minh Lai Phong, vô tội nói. Ta nào biết chúng có quan hệ gì hay không, tóm lại vừa rồi thấy không thoải mái, nhưng giờ lại rất thoải mái, làm sao vậy? Chẳng lẽ còn không cho phép ta thoải mái sao? Bắc Minh Lai Phong tức đến kêu lên oa oa, hận không thể xông lên đánh chết hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, liền nghiêng đầu đi, không muốn nhìn hắn thêm lần nào nữa. Sau khi không còn Lưu Diễm, mọi người một đường thông, tế đàn xa xa nhìn qua giống như gần nơi trước mắt vậy. Ba người Long gia ở trước đột nhiên dừng bước, thần sắc trở nên ngưng trọng, tựa hồ phát hiện dị trạng. Ở hơn 400 mét, người bốn phái và Lý Vân Tiêu cũng đồng thời dừng lại, nguyên một đám cảnh giác đề phòng. Bắc Minh Đồng Phương từ xa hô lên. Ba vị bằng hữu, sao lại đột nhiên dừng lại thế? Ba người kia không trả lời. Đột nhiên một hồi thanh âm ông truyền đến, giống như ong mật vậy, ban đầu còn cực kỳ nhỏ,
sau đó chậm rãi càng lớn càng nhiều hơn, thoáng cái toàn bộ thiên địa đều tựa hồ như tràn ngập thanh âm này, khiến người một hồi tâm phiền ý loạn, khí huyết trong cơ thể sôi trào không thôi. Phanh! Lý Vân Tiêu là người đầu tiên xông lên bầu trời, hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống dưới. Mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đã đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, chỉ thấy hai chân một gã đệ tử Bắc Minh Thế Gia đã bị một đám gì đó màu đen bò đấy lấy, tựa hồ như đang cắn nuốt thân thể của hắn vậy, chúng không ngừng bò lên trên người. Lúc này mọi người mới hoảng sợ phát hiện, trong hạt cát dưới chân lại là một đống điểm nhỏ màu đen, chúng đang bắt đầu bò lên thân thể mọi người. Lần này toàn bộ đều sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng vận chuyển nguyên lực rót vào hai chân, muốn chấn bay những điểm đen kia, nhưng vừa mới đánh tan một tầng, lại có càng nhiều hơn nữa bò lên, hơn nữa điểm đen kia vậy mà có thể nuốt cửu thiên đế khí, không ít đều chui vào trong bắp chân mọi người. Đáng chết! Bắc Minh Đồng Phương tức giận mắng một câu, trực tiếp đạp xuống một cước, một đạo hàn băng chi khí lan khắp mặt đất, lập tức khiến mọi thứ trong phạm vi trăm mét đều đông lại, lúc này mới ngưng được điểm đen kia lan tràn. La Nguyên Khải kinh hãi nói. Đều giết sạch rồi sao? Bởi vì băng hàn chi khí nên khiến hai chân mọi người đều bị đông lạnh đến tê dần, cho nên tạm thời không cảm thụ được điểm đen kia lan tràn nữa, hơn nữa thiên địa cũng yên tĩnh lại. Bất Quang Lượng chậm rãi nói. Có lẽ đều chết hết, hàn băng chi khí của Bắc Minh Thế Gia là vật chí âm, loại côn trùng ra đời tại nơi cực dương thế này căn bản không thể nào ngăn cản nổi. Hắn vừa nói xong, một tiếng băng nứt nho nhỏ vang lên, là liền biết bản thân đã sai rồi. Sau đó đại lượng tiếng rầm 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 rất nhỏ như là hạt mưa đánh vào trên cửa, liên tiếp không ngừng, vang khắp đầy trời. Mọi người hoảng hốt nhao nhao chấn vỡ hàn băng, cũng bắt trước Lý Vân Tiêu lao lên không trung, dốc sức liều mạng vận chuyển đế khí bước ra đám côn trùng trên hai chân, lại dùng đế khí giết chết. Lúc này mọi người mới phát hiện, nhưng côn trùng này vậy mà là một đám phong tử hình thể cực nhỏ, hơn nữa ẩn chứa kịch độc, sắc mặt không ít người bắt đầu xám ngắt phát tím. Độc tính có thể khiến võ đế chúng chiêu, có thể nghĩ. Mọi người lập tức hoảng sợ nuốt vào các loại đan dược, các loại linh đan nhao nhao vào bụng. Thừa Hạo Miểu đột nhiên giật mình nói. Sao ba người Long Gia kia lại không có việc gì thế? Lúc này mọi người mới phát hiện, ba người Vũ Trác vẫn còn im im lặng lặng đứng ở phía trước, dưới chân không có một đầu phong tử, cực kỳ an toàn. Mà sau lưng chỗ mọi người đứng lúc trước lại không ngừng có phong tử tuôn ra, hơn nữa ngày càng nhiều. Bản thân ba người Vũ Trác cũng cảm thấy kỳ quái, cau mày, cảm thấy khó hiểu. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Chẳng lẽ là huyết mạch chân linh trong cơ thể bọn họ khiến phong tử này không dám tới gần sao? Mặc dù suy đoán này có chút gượng ép, nhưng cũng chỉ có loại giải thích này. Đám phong tử trên cát càng ngày càng nhiều, vậy mà ngưng tụ thành nguyên một đám phong đoàn, tạo thành các loại đồ án, bắt đầu bay lên chỗ mọi người, thanh âm ông ông tràn ngập bầu trời. Chư vị tránh ra, đám côn trùng này giao cho ta đối phó đi. La Nguyên Khải đột nhiên mở miệng nói, trong mắt chớp động tinh mang. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với đám phong tử này. Trần Khai Hồng nói. Nghe nói Nguyên Khải huynh có một loại ngự trùng chi thuật, xem ra là sự thật, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi. Hắn thoáng cái thối lui ra ngoài mấy chục thước, trực tiếp nhượng suất không gian CS La Nguyên Khải phát huy. Người còn lại cũng ước gì có người xuất đầu, đều nhao nhao thối lui về sau. Chỉ thấy phong tử đầy trời từng đoàn bay về phía La Nguyên Khải. Trong khoảnh khắc liền vây kín lấy hắn. Trước ngực La Nguyên Khả huyễn hóa ra một kiện chiến y nhỏ, phát ra đạo đạo ánh sáng tím, ngưng tụ ra lực phòng ngự ở quanh thân, lập tức ngăn trở lấy phong đoàn kia. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền đại biến, ánh sáng tím kia nhanh chóng giảm bớt đi, không ngừng bị phong tử thôn phệ, trong lòng của hắn cả kinh, phát hiện mình tựa hồ đã đánh giá sai những lực thứ này rồi. Trong lúc bối rối hắn vội đánh ra mấy đạo quyết ấn, từ trong tay ném ra một cái túi bình thường. Cái túi kia bay vào không trung, trên túi vốn bình thản không có gì lạ đột nhiên hiện ra từng vòng hoa văn màu vàng, giống như ký hiệu cổ quái nào đó tách ra kim mang, dưới sự khống chế của hắn miệng túi liền mở ra, một đạo vòng xoáy rất mạnh lập tức hình thành chỗ miệng túi, bắt đầu điên cuồng thu nạp phong tử vào trong. Rất nhiều phong tử bị hút vào trong thành đoàn, tiếng ồn ào thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều. Thần sắc Bắc Minh Đồng Phương động dung, nói, ngự trùng chi khí thật mạnh. Cũng không biết có thể nuốt bao nhiêu. La Nguyên Khải đạt được những phong tử này, sợ rằng thực lực sẽ tăng nhiều rồi.
Hoa văn màu vàng trên túi càng ngày càng sáng, tựa hồ đã đến cực hạn, cổ hấp lực kia cũng dần nhỏ đi. La Nguyên Khải hơi kinh hãi, pháp quyết trong tay biến đổi, lập tức ở bên hông lần nữa bay ra ba cái túi, liên tục mở ra trên không. Chỉ bất quá lần này không còn là kim văn, mà là ngân văn, miệng túi cũng nhỏ hơn một chút, tiếp tục thay thế cái túi màu vàng lúc trước hấp lấy, phong tử đầy trời lập tức hóa thành ba đợt, dũng mãnh lao tới ba cái túi kia. Quyết ấn trong tay La Nguyên Khải lại thay đổi vài cái túi màu vàng kia lập tức đóng lại, bay về lại trong tay hắn, biến thành bộ dạng không có gì đặc biệt như trước. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng lâm không vẽ ra vài đạo ấn phù, trực tiếp đánh vào trên túi, lúc này mới an an ổn ổn thu vào. Rất nhanh, ba cái túi bạc cũng đã thu đây, La Nguyên Khải cũng dùng thủ pháp như trước phong ấn miệng túi, thu vào. Lúc này hắn cũng nhíu mày, bốn cái túi đều đã đầy. Nhưng mới chỉ thu được 2/3, 1/3 phong đoàn còn lại bắt đầu ông ập tới chỗ hắn. Giang phong vũ thu nguyệt, nhất kiếm nhâm bát phương. Trong mắt La Nguyên Khải hiện lên một tia hàn khí, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trước người hiện ra một thanh kiếm hình, quyết ấn biến đổi, lập tức hóa xuất kiếm khí chi hải chém tới bốn phía. Những nơi kiếm khí đi qua đều truyền đến một mảnh thanh âm xa xa xa, khiến tất cả phong đoàn đều bị chấn khai, chỉ có cực nhỏ bị kiếm khí giết chết. Rơi xuống dưới. Cái gì? Trong mắt La Nguyên Khải cũng như lồi ra, kiếm khí của mình cực mạnh, chính là lực lượng võ đế ngũ tinh tiêu chuẩn A, vậy mà lại không thể giết chết đám phong tử này sao? Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, mừng chính là mình thu được nhiều như vậy, nếu có thể luyện hóa toàn bộ vậy thì thực lực sẽ tăng cao đến mức khó có thể tưởng tượng, sợ là hiện giờ phải làm sao mới tốt đây. Những phong đoàn kia lần nữa ông lao qua, như từng đoàn mây đen vậy. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc nói. Những phong tử này ngưng tụ cùng một chỗ vậy mà có thể trực tiếp điệp ra lực lượng, ngàn vạn tổ hợp thành đoàn, rõ ràng có thể chống lại võ đế, quá thần kỳ rồi. La Nguyên Khải nghe được trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Vân Thiếu, dùng kiến thức của ngươi có nghĩ ra cách nào tốt không? Chính hắn khoa trương bảo mọi người lui ra sau, hiện giờ cũng không có ý tứ cầu viện. Chỉ có thể kiên trì hỏi Lý Vân Tiêu kế sách đối địch. Bản thân hắn lại khẽ động chỉ quyết, kiếm khí tản ra tám phương, chỉ có thể cơ bản duy trì kết quả bất bại, trong lòng lại đang âm thầm lo lắng. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Để ta thử xem. Hắn bước ra trước một bước, trong tay ngưng xuất thần hỏa, trực tiếp hóa thành hình thái phượng hoàng, hót vang lên một tiếng lập tức lượn vòng mà đi. Chân linh chi hỏa. Toàn thân vũ trác run lên, hoảng sợ thất thanh nói. Trên mặt đều là vẻ không thể tin được, khiếp sợ nhìn qua ngọn lửa xẹt qua ngang trời, đốt cả bầu trời thành một mảnh đỏ bừng kia. Sắc mặt người Bắc Minh thế gia cũng biến hóa, lộ ra vẻ không thích. Bọn hắn tu luyện thần thông cực hàn, ghét nhất chính là loại vật thuộc tính liệt dương thế này. Thần hỏa Phượng Hoàng trực tiếp ngang trời đốt tới, lập tức nuốt hết phong đoàn kia, phát ra đại lượng tiếng đùng đùng như giang đậu vậy. La Nguyên Khải cũng là cảm thấy hơi kinh. Những phong tử mà kiếm khí của hắn cũng không thể tổn thương vậy mà lập tức bị ngọn lửa kia bạo chết, tử thương vô số. Hắn vội vàng mở ra một đạo phòng ngự, cách ly hỏa diễm khỏi thân thể, để tránh đốt tới bản thân, lại phát hiện tựa hồ lửa này cũng không cường đại như tưởng tượng, có thể dễ dàng ngăn cản được. Sau một lát, phong đoàn đầy trời dưới thần hỏa kia liền bị đốt không còn một mống. Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, ngọn lửa kia mới dần tắt mất. La Nguyên Khải bay tới, có chút kiêng kỵ nhìn Lý Vân Tiêu, ôm quyền nói. Đa tạ Vân Thiếu trượng nghĩa. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Việc nhỏ thôi mà, có gì đâu. Tuy rằng Lý Vân Tiêu có tiếng là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, nhưng trong mắt những võ đế này quả thật cũng không quá coi trọng hắn. Dù sao kém một đại cảnh giới, không phải có thể dễ dàng vượt qua, thẳng đến khi hắn động thủ với Trần Văn, mới xem như chính thức lọt vào pháp nhãn mọi người. Mà giờ khắc này, mới xem như đã được mọi người coi trọng. Vũ Trác ở dưới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu, vừa rồi ngươi thi triển chính là một đám chân hỏa chi khí của chân linh Phượng Hoàng sao? Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói. Đúng vậy, đúng là Phượng Hoàng chân hỏa, chỉ có điều vẫn chưa bị ta luyện hóa, cho nên uy lực có hạn. Nhưng những phong đoàn kia tựa hồ cực kỳ sợ hãi những thứ thuộc về chân linh, có lẽ là bị khắc chế a. Vũ Trác trầm tư thoáng một chút nói. Ngọn lửa này có ra giá không? Hắn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng nói.
Ta tự nhiên biết rõ đây là bất thế chi bảo, nhưng trên đời bất cứ thứ gì tóm lại đều có giá cả. Vân Thiếu không ngại nói ra, có lẽ chúng ta có thể làm được cũng không chừng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không cần bàn tới nữa. Trên mặt Vũ Trác lộ ra vẻ thất vọng nói. Vân Thiếu nếu lúc nào đó hồi tâm chuyển ý thì có thể tùy thời đến Long Gia tìm ta. Trải qua chuyện Lưu Diễm và Phong Đoàn, mọi người đối với đoạn đường phía trước lại càng thêm cẩn thận. Mặc dù có ba người Long Gia mở đường cũng không yên tâm lắm. Nhưng một mực rất thuận lợi, thẳng đến khi đến trước tế đàn cũng không còn gặp bất kỳ nguy hiểm nào ngăn trở nữa. Một cánh cửa cực lớn cao tới mấy chục thước xuất hiện trước mắt mọi người. Chất liệu của nó không phải vàng không phải ngọc, không biết do vật gì cấu thành, nhìn qua mộc mạc dị thường, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào cả, toàn thân đều là màu xám trắng. Nhưng bởi vì cao lớn dị thường và không hợp với màu sắc bốn phía nên nó lộ ra có chút đường đột và hùng vĩ. Hơn 10 người im im lặng lặng đứng ở trước cửa, nhìn lên một phen, không biết nên tiến vào thế nào. Vũ Trác quan sát một hồi, sau đó một mình một người tiến tới trước, cẩn thận từng ly từng tí để tay lên cửa, sau khi không thấy có gì dị thường liền dùng sức đẩy. Phanh! Một tiếng nổ vang, cả người Vũ Trác trực tiếp bị đẩy lùi mấy chục thước, mới dừng thân hình lại. Tuy rằng giật mình, nhưng đây cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Trần Khai Hồng nói. Trác huynh, cảm giác như thế nào? Vũ Trác nói. Gấp 10 lần, lực phản chấn gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Mọi người đều kinh hãi, nếu là như thế, vậy thì làm sao mới có thể mở ra đại môn đây? Bắc Minh Đồng Phương nói. Vậy thì chỉ có vượt qua cực hạn mà cánh cửa này chịu được thì mới có thể đi vào rồi. Trần Khai Hồng cau mày nói. Cực hạn cánh cửa này đến cùng bao nhiêu, không ai biết rõ cả. Nếu một kích toàn lực vẫn không thể vượt qua, vậy thì lực phản chấn gấp 10 lần, ai gánh vác được đây? Vũ Trác đột nhiên nói. Lý Vân Tiêu, người có thể dùng Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt cánh cửa này thử, có lẽ có thể phá vỡ nó cũng không chừng. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Phượng Hoàng Chi Hỏa nếu ta có thể hoàn toàn luyện hóa, có lẽ có thể được, nhưng hiện giờ uy lực thật sự có hạn, người đánh giá quá cao rồi. Ngược lại hàn băng chân khí của Bắc Minh Thế Gia có thể thử một lần. Bắc Minh Đồng Phương lần này ngược lại là không phản đối, tiến lên trước vài bước, đến ngay trước cửa, duỗi ra một tay thử phóng xuất ra một ít hàn khí, chậm rãi tuôn tới đại môn, rất nhanh một tầng băng mỏng bắt đầu đông cứng lấy cánh cửa kia. Lúc này biến hóa đã xảy ra, đại môn vốn bình thản không có gì lạ đột nhiên biến thành một khối mỹ ngọc toàn thân óng ánh, trên thân bắt đầu xuất hiện một ít hoa văn, ngày càng nhiều, giống như có một cây viết đang nhanh chóng vẽ lấy vậy, sông núi cỏ cây, chim quý thú lạ. Trông rất sống động. Phanh! Tầng hàn băng hơi mỏng đột nhiên nát bấy, một cái ma ha cổ văn cực lớn bắn ra, lóe lên liền tắt ngay. Ma ha cổ văn! Vũ Trác cả kinh nói. Thậm chí có quy tắc chi lực thủ hộ, người Hồng Nguyệt làm sao đi vào được. Ma ha cổ văn! Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Bắc Minh Lai Phong và Thừa Hạo Miểu đã từng nghe Cửu Di giải thích qua, hiểu rõ đó là thứ gì, nhưng cũng thầm giật mình. Người còn lại đa số đều là lần đầu tiên nghe thấy, đều lộ vẻ hoài nghi. Bắc Minh Lai Phong nói lại lời Cửu Di một lần, mọi người mới giật mình, cảm khái thế giới to lớn, lực lượng bản thân thật sự quá nhỏ bé. Trần Khai Hồng đột nhiên nói. Ta thấy cái gọi là ma ha cổ văn này tựa hồ phi thường tương tự với ký hiệu lúc Vân Thiếu thi triển thần lôi điện kia, Vân Thiếu có lẽ rất có nghiên cứu về những thứ này đúng không? Lý Vân Tiêu thừa nhận nói. Cái của ta đích thật là ma ha cổ văn lôi chi quy tắc, thứ này cũng không thần kỳ như chư vị tưởng tượng đâu, chẳng qua là thời này người nắm giữ nó đã cực kỳ thưa thất thôi, mà ta cũng chỉ là nhận được vài chữ. Vừa rồi trên bách linh đồ của Long Gia, tựa hồ xuất hiện cả trăm ma ha cổ tự đấy. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển rời khỏi người Lý Vân Tiêu đến trên thân ba người Vũ Trác. Vũ Trác gật đầu nói, những thứ kia đích thật là ma ha cổ tự. Hơn nữa còn là một đoạn của một quyển sách nguyên vẹn, chỉ có điều ta cũng không hiểu rõ. Bắc Minh Đồng Phương nhàn nhạt nói. Hai vị đừng khiêm nhường nữa, giờ không phải là lúc khiêm tốn, chỉ có hai người các vị hiểu được loại văn tự này, mong rằng hãy nghĩ ra một cách đi qua đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Một đường tới, ba người Long Gia thu Lưu Diễm, ta và Vạn Tinh Cốc phá Phong Đoàn, còn lại Phệ Hồn Tộc, Bắc Minh Huyền Cung và Đao Kiếm Tông các ngươi. Chẳng lẽ không muốn làm ra chút cống hiến nào sao? Ít nhất cánh cửa này,
các ngươi phải nghĩ biện pháp phá vỡ đi chứ. La Nguyên Khải liền nói ngay. Vân Thiếu nói rất đúng, các cường giả ba phái kính xin các hiện thân thủ. Nói xong, hắn vô cùng ăn ý cùng Lý Vân Tiêu thối lui qua một bên, ba người Vũ Trác sau khi khẽ nhíu mày cũng thối lui, nhường ra vị trí. Ba người này tuy rằng ngạo khí đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu, lưu lại người ba phái hai mặt nhìn nhau. Khục, khục khục. Bất Quang Lượng ho khan vài tiếng, nói. Đã như vậy, vậy thì lão hủ xin bêu xấu, nếu không thể qua được thì kính xin mấy vị xuất thủ tương trợ. Thân hình của hắn là nhỏ nhất trong mọi người, rất ít gây chú ý, nhưng không ai dám khinh thường lực lượng của hắn cả, mà ngay cả Bắc Minh Đồng Phương tu vị cao nhất, đối với hắn cũng kiêng kỵ ba phần. Bất Quang Lượng lấy ra phệ hồn phiên dương lên không trung, lập tức thiên địa trở nên âm u, hỗn loạn khiến lòng người cảm thấy áp lực và phiền muộn. Một đạo quang mang kim sắc chậm rãi ngưng tụ ra, hóa thành một cái mặt quỷ mặt mỉm cười, lắc lư du đãng trên không trung. Đừng đùa, nên chuyển gạch rồi. Bất Quang Lượng hét to một cái. Mặt quỷ màu vàng kia thu liễm dáng tươi cười, biến thành bộ dáng dữ tợn xông tới cánh cửa cực lớn kia, lúc kim quang đụng lên cánh cửa kia, ba một tiếng vỡ tan ra như bọt biển, vậy mà trực tiếp đi vào bên trong. Đồng tử tất cả mọi người đột nhiên co lại, thoáng cái trở nên cảnh giác. Cánh cửa này xem ra chỉ biết phản chấn lực công kích, đối thứ như hồn phách cũng không có phản ứng gì cả. Ma ha cổ tự kia vẫn còn lơ lửng trên cánh cửa, không có phản ứng gì cả. Trong mắt Bất Quang Lượng cũng lộ vẻ vui mừng, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, động tác thập phần chậm, nhưng mỗi một cái đều tựa hồ dẫn động lực lượng thiên địa. Trong lúc đó phía trên đại môn kia, đằng sau ma ha cổ tự, gương mặt dữ tợn kia liền lộ ra, giống như nó vốn đã ở chỗ đó vậy, sinh động như thật. Bí quyết trong tay Bất Quang Lượng lần nữa thay đổi, hồn nô kim sắc kia bắt đầu động, bắt đầu du đáng trên cảnh cửa, nhưng thủy chung vẫn quay chung quanh ma ha cổ tự kia, trên mặt không có cười cũng không có dữ tợn, vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua, phệ hồn tộc vẫn luôn là tồn tại thần bí nhất, cũng khiến người kiêng kỵ nhất trong bảy phái, hiện giờ loại tình huống này mọi người càng chưa bao giờ thấy qua, tuy rằng bụng đầy nghi vấn, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Thần sắc trên mặt Bất Quang Lượng thay đổi vài lần, tựa hồ thập phần do dự, giống như đang suy tư gì đó vậy. Đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên nghị, đột nhiên hai tay liên tục khắp động, đánh ra một ký hiệu cổ quái. Mà hồn nô kim sắc trên cánh cửa kia cũng lập tức phát sinh biến hóa, lập tức hóa thành một đoàn, sắc mặt lần trở nên dữ tợn, trực tiếp lao ra khỏi cánh cửa kia, há to mồm một ngụm cắn tới ma ha cổ tự kia. À! Thừa Hạo Miểu ở bên không nhìn được kinh hô lên, sợ tới mức lui về sau một bước. Mọi người cũng há to miệng, không thể tưởng được lại là một màn như vậy, bắt đầu nhao nhao cảnh giới, sợ phát xảy ra biến cố ngoài ý muốn gì đó. Ọt ọt! Nhìn bộ dạng hồn nô kim sắc kia, trong cổ họng Bất Quang Lượng cũng vang lên thanh âm xì xào, thần sắc khẩn trương dị thường, quyết ấn trong tay trở nên cực nhanh, nháy mắt công phu đã đánh ra mấy trăm pháp quyết, đều bay vào trong hồn nô kim sắc. Hồn nô kim sắc sau khi cắn nuốt ma ha cổ tự tựa hồ không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là bộ dạng như ăn quá no nên thấy khó chịu vậy. Nhưng dưới các loại pháp quyết của Bất Quang Lượng sắc mặt nó cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hai mắt dần dần khép lại, cuối cùng giống như ngủ thiếp đi vậy. Trên mặt Bất Quang Lượng lại lộ vẻ mừng như điên, vội vàng duỗi tay ra, vẫy lấy phệ hồn phiên trên không trung, lập tức vẻ u ám đầy trời đều bị thu vào trong, bay về lại trên tay hắn, hắn còn không nhịn được bật cười lên. Trên đại môn sau khi mất đi ma ha cổ tự kia, linh khí trên đại môn lập tức tán không, những bức vẽ núi non sông ngòi, chim quý thú lạ kia cũng không còn, lần nữa biến về lại trạng thái bình thường. Tất cả mọi người có chút không thể kịp phản ứng, đặc biệt là Lý Vân Tiêu và Vũ Trác, bọn hắn biết rõ sự lợi hại của dị thường, mắt thấy vậy mà có thể trực tiếp nuốt mất, quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn hắn, trong đầu tràn ngập các dấu chấm hỏi. La Nguyên Khải nhìn không được nói. Quang Lượng huynh, sao rồi? Thấy sắc mặt Quang Lượng huynh vui mừng, tựa hồ thu hoạch không nhỏ a. Bất Quang Lượng mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, tựa hồ thoáng cái như trẻ đi vài tuổi, chỉ cười ha ha, cũng không đáp lại. Trần Khai Hồng đột nhiên biến sắc, cả kinh nói. Chẳng lẽ là hồn nô của Quang Lượng huynh muốn tấn cấp sao? Bất Quang Lượng vui tươi hớn hở cười nói. Khai Hồng huynh quả nhiên thật tinh mắt, hồn nô của ta vốn là hoàng cấp đỉnh phong. Vừa rồi tựa hồ đã có bộ dạng bước vào địa cấp bộ dạng, không thể tưởng được,
không thể tưởng được a, ha ha. Tất cả mọi người trong lòng đều rùng mình, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Trần Khai Hồng nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Vậy chúc mừng Quang Lượng huynh rồi. Người còn lại cũng nhao nhao chúc mừng, nhưng trong lời nói đều là chua xót, nào có nửa điểm thật sự vui mừng chứ. Cũng chỉ có mấy người Phệ Hồn Tông là thật tâm chúc mừng, bất Quang Lượng cũng không để ý, không ngừng cười vui vẻ. La Nguyên Khải nói, Ma Ha cổ tự đại biểu quy tắc chi lực kia đã bị hồn nô ăn mát, cánh cửa này tựa hồ cũng đã mất đi linh khí, không biết có thể dễ dàng phá vỡ không nữa. Vũ Trác nói, để ta thử xem. Hắn lui ra hơn 10 mét, Lâm Không đánh ra một chưởng, chưởng phong lập tức đánh lên cửa. Oanh! Cánh cửa kia lắc lư kịch liệt vài cái, đại lượng bụi bặm rơi xuống, quả thật đã không còn lực phản chấn nữa. Vũ Trác biến chưởng thành quyền, tăng thêm vài phần lực đạo, trực tiếp Lâm Không đánh ra một quyền, không khí bị áp xúc đến cực hạn, lập tức bắn đi. Phanh! Đại môn kia lập tức lủng ra một cái động lớn. Thanh âm chấn động xa xa truyền vào, tiếng vọng không ngừng vang bên tai. Từ bên ngoài nhìn vào trong, là một đầu trường đạo đen kịt, hơn nữa thần thức chỉ có thể thăm dò vào mấy mét, bên trong hiển nhiên có gì đó che đậy thần thức. Tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ có điều đứng ở đó bất động, không ai dám bước vào trước cả, sau khi nhìn nhau, tất cả mọi người đều rơi ánh mắt vào trên người Vũ Trác. Hừ, một đám chuột nhắt. Vũ Trác hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bay vào trong cái động kia, hai gã người long gia khác cũng theo sát phía sau. Mọi người lúc này mới vui mừng đi sau, Lý Vân Tiêu cũng không muốn mạo hiểm xung phong, lăn lộn trong đám người, một đoàn người rất nhanh toàn bộ đều tiến vào trong tế đàn. Thông đạo tuy rằng hẹp dài, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm gì cả, sau khi thông qua liền thấy được ánh mặt trời, còn có cỏ xanh, cây xanh, dĩ nhiên là một mảnh hoa viên, hơn nữa linh khí 10 phần. Cái này, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, Vũ Trác cau mày nói. Toàn bộ tế đàn đều là phong bế, mặc dù bên trong tự thành thế giới cũng không có khả năng diễn biến ra thiên địa, đây rốt cuộc là sao? La Nguyên Khải nói, toàn bộ tế đàn đã không thể dùng lẽ thường để suy luận nữa rồi, đừng quên chỗ chúng ta đang ở, vốn là trong bích họa trên tế đàn cũ nát tại huyết nguyệt A. Quả thật có lý, chư vị mau nhìn, đã bị người thành hồng nguyệt nhanh chân đến trước rồi. Trần Khai Hồng chỉ vào hai bên hoa viên, thực vật trồng ở đó đều tản ra linh khí kinh người, chỉ là toàn bộ không trọn vẹn không được đầy đủ, bộ dạng như vừa bị người hái lấy, còn có một ít thứ ngay cả gốc cũng bị đờ. Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua, sắc mặt biến hóa, trong mấy chục loại tài liệu này vậy mà chỉ có hơn 10 loại là hắn có thể nhận ra, hơn nữa đa phần đều là linh hoa dị thảo tuyệt phẩm đã tuyệt tích, có vài loại linh hoa hắn thậm chí đã từng hoài nghi chỉ là bịa đặt, không thể tưởng được cũng có thể gặp phải. Đáng chết a, Khương Sở Nhiên chết tiệt. Lý Vân Tiêu lao nhanh đi kiểm tra những thứ còn sót lại, sắc mặt trở nên khó coi hơn cả gan heo, giận dữ hét lên. Tội nhân, hắn là tội nhân. Lý Vân Tiêu thân là thuật luyện sư tự nhiên biết rõ sự chân quý của những vật này, thoáng cái trở nên cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ đau lòng, hai mắt cũng có chút phát đỏ lên. Hắn đào lên một ít thứ còn sót lại, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong mấy cái hộp ngọc thu vào. Sau đó lần nữa kiểm tra mấy lần, lúc này vẻ mặt mới đầy đáng tiếc, ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả mọi người đều lộ vẻ cổ quái, Lý Vân Tiêu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trong ấn tượng của bọn hắn thì hắn còn cáo giả hơn cả mấy lão hồ ly, chưa thấy hắn bạo lộ cảm xúc trong lòng như thế bao giờ cả, xem ra thuật luyện sư đều là bệnh tâm thần, thật không sai chút nào. Thừa Hạo Miểu nhịn không được nói. Vân Thiếu, chẳng lẽ những thứ gì đều là tài liệu đỉnh cấp sao? Đỉnh cấp, hừ, người biết cái gì là đỉnh cấp sao? Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, khinh thường mỉa mai. Hắn đang suy nghĩ làm sao cướp đồ từ trong tay Khương Sở Nhiên, nếu bị mọi người biết rõ tâm tư của hắn, sợ rằng càng sẽ mắng hắn bệnh tâm thần. Thừa Hạo Miểu bị đâm chọt, cũng không để ý, cười nói. Vân Thiếu thân là đại thuật luyện sư bát giai, ta tự nhiên không dám qua mặt, nhưng một ít tài liệu đỉnh cấp thông thường cũng biết một chút. Ở đây tựa hồ cũng không thấy có loại nào a. Ha ha, tiểu nhi vô tri. Lý Vân Tiêu giờ phút trong lòng một bụng lửa, hận không thể tìm người xông lên đánh một trận, nào sẽ có sắc mặt tốt chứ, hắn sủi nói. Ngươi ngược lại nói một ít linh hoa dị thảo đỉnh cấp mà ngươi biết cho ta nghe xem thử. Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến, nơi đây sợ rằng hắn là nhỏ tuổi nhất, rõ ràng mắng người khác là tiểu nhi.
Thừa Hạo Miểu cũng lần đầu tiên thấy Lý Vân Tiêu phát hỏa như vậy, không chỉ không tức giận, ngược lại rất tò mò, trầm tư một lát nhân tiện nói. Ví dụ như tam trùng tam thảo mọi người quen thuộc nhất, đều là vật đỉnh tiêm, tất cả đều có hiệu quả cực lớn, giá trị bất cứ thứ nào cũng đều trên huyền khí cửu giai cả. Vẻ châm chọc trên mặt Lý Vân Tiêu không giảm, chỉ nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, nói. Rác rưởi. Sắc mặt mọi người biến hóa, đều lộ vẻ không phục. Tam trùng tam thảo là cách gọi chung của 6 loại tài liệu đỉnh cấp, chính là tài liệu hạch tâm để luyện chế một ít đan dược cửu giai đỉnh cấp, gần đây có tiền mà không mua được, mặc dù là thuật luyện sư cửu giai cũng chạy theo như vịt, muôn vàn khó khăn một cầu. Sắc mặt Thừa Hạo Miểu bình tĩnh, tiếp tục nói. Vạn diệu kỳ hoa, vật ấy chính là chủ tài luyện chế vạn diệu đan. Vạn diệu đan mặc dù là võ đế cao giai phục dụng, cũng có thể đề cao tỷ lệ đột phá cổ trai. Loại đan dược này cơ hồ chỉ tồn tại ở 2 đại thánh địa và 7 đại tông môn, chưa từng nghe qua có lưu thông trên thị trường. Vẻ châm chọc của Lý Vân Tiêu thoáng thu liễm một ít, nhưng vẫn rất khinh thường, khẽ nói. Bình thường. Lúc này Thừa Hạo Miểu cũng thay đổi sắc mặt, khẽ nói. Ngay cả vật ấy cũng bình thường, Vân Thiếu không khỏi quá lời rồi, giữa thiên địa kỳ hoa dị thảo có thể siêu việt vật ấy, sợ là khó có thể vượt qua 2 bàn tay. Ha ha. Nói ngươi là tiểu nhi vô tri ngươi còn không tay, còn cái gì mà khó vượt khỏi 2 bàn tay, đánh rắm. Lý Vân Tiêu châm chọc một phen, lúc này mới bổ sung nói. Vạn diệu kỳ hoa từng xuất hiện một lần trên đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu, chỉ có động tĩnh lần đó quá lớn, ngay cả 2 vị ti trưởng linh ti và tình báo ti của thánh vực cũng xuất hiện, còn có một gã phó tông chủ của Đao Kiếm Tông, hóa thần hải đến 4 thuật luyện sư cửu giai, cùng với người thiên lĩnh Long Gia, thân phận không rõ. Cuối cùng còn có thế lực thần bí lâm không nhúng tay vào, dẫn phát đại chiến, mấy tên cường giả võ đế vẫn lạc. Kết cục gốc vạn diệu kỳ hoa kia cũng trở thành bí ẩn, đến tận sau này, Vạn Bảo Lâu cũng không còn dám đấu giá vật như thế nữa. Tất cả mọi người nghe thế đều cả kinh, nhao nhao lộ ra thần sắc hoài nghi, nếu thật có bí mật như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết. Bắc Minh Đồng Phương cười lạnh nói. Ha ha, ăn nói bừa bãi, đại sự như thế. Mọi người ở đây sao có thể chưa nghe qua chứ? Lý Vân Tiêu lãnh phúng. Chưa nghe nói qua chỉ có thể nói rõ ngươi kiến thức ngắn, bản thân kiến thức ngắn còn không biết xấu hổ tuyên dương. Nếu ta là ngươi, khẳng định đã trùm kín lấy mặt mình, không còn mặt mũi nào gặp người nữa rồi. Bắc Minh Đồng Phương giận dữ, đang muốn làm khó dễ thì Trần Khai Hồng đột nhiên mở miệng nói. Vân Thiếu nói không sai, quả thật có chuyện như vậy. Năm đó phóng tông chủ đại nhân Đao Kiếm Tông ta mang theo mấy tên cường giả võ đế đến tham dự, hơn nữa còn vẫn lạc một người. Việc này bởi vì tại hệ quá lớn, đối với thanh danh của Vạn Bảo Lâu cũng không có lợi, cho nên tất cả thế lực lớn liên thủ áp xuống, cũng không truyền ra. Hắn hoài nghi liếc qua Lý Vân Tiêu, hắn không rõ bí mật như thế Lý Vân Tiêu sao lại biết được. Gốc vạn diệu kỳ hoa kia cuối cùng nhất bị ti trưởng linh ti thánh vực phiên cao hàn cầm đi. Một trong 3 người Long Gia, một gã nam tử trung niên râu dài đột nhiên mở miệng nói. Vũ Trác kinh ngạc quay đầu lại nói. Chẳng lẽ thật có chuyện này ư, ta sao lại không biết? Tên nam tử trung niên kia cười khổ nói. Năm đó ta là một trong những người tham dự, đi cùng với Thiệu Viễn đại nhân, không thể tưởng được chỉ một cây linh hoa, vậy mà dẫn tới đại chiến kinh thiên. Lúc ấy ta vừa mới đột phá đến võ đế nhất tinh, căn bản chính là pháo hôi. May mắn mà giữ được một mạng. Nam tử này vừa nói, mọi người đối với lời Lý Vân Tiêu nói cũng không hề nghi ngờ nữa, trên mặt Bắc Minh Đồng Phương trận trận phát xanh phát đỏ, trong lòng muốn giết chết Lý Vân Tiêu cả vạn lần. Thừa Hạo Miểu cau mày nói, nếu Vân Thiếu cũng biết bí mật như thế, chẳng lẽ còn nói vạn diệu kỳ hoa bình thường sao? Lý Vân Tiêu thần thái không thay đổi, lạnh nhạt nói. Bình thường. Lúc này mọi người cũng không nhịn được nữa. Bắc Minh Lai Phong mỉa mai nói. Vậy ngươi ngược lại nói xem, còn có thứ gì không bình thường đi. Thừa Hạo Miểu lại tiếp tục rơi vào trầm tư, bọn hắn cũng không phải là thuật luyện sư, đối với các loại kỳ hoa dị thảo cũng chỉ hiểu được một ít mà thôi, không thể thuộc như lòng bàn tay, đột nhiên sắc mặt của hắn giảm bớt ra, khẽ cười nói. Nếu vật này mà Vân Thiếu còn nói là bình thường vậy thì ta cũng chỉ có thể cam chịu bản thân kiến thức ngắn rồi. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại. Khẽ nói. Ta ngược lại muốn nghe thử ngươi nói tới vật gì. Thừa Hạo Miểu tựa hồ tin tưởng 10 phần, nói.
Trong truyền thuyết có một loại linh hoa cực phẩm gọi là thất diệp kim liên, nghe nói đóa hoa của vật ấy cũng không có kỳ hiệu, nhưng bảy cái lá cây lại phân biệt đại biểu bảy loại lực lượng thuộc tính bất đồng, không cần luyện hóa, chỉ cần nuốt vào bất luận loại nào trong đó, liền có thể đạt được một loại thần thông chi lực đối ứng, thật là linh thảo đỉnh tiêm của đại lục. Thất diệp kim liên, vật ấy ta cũng nghe qua, nhưng quá mức thần kỳ, chưa hẳn thực sự tồn tại. Vũ Trác lạnh nhạt nói. Vật này là thật, trên đời quả thật có thất diệp kim liên. Thần sắc Lý Vân Tiêu lúc này mới hòa hoãn lại, nói. Vật ấy cũng coi là đỉnh cấp rồi. Thừa Hạo Miểu nhịn không được cười to nói. Ha ha, coi là đỉnh cấp, chẳng lẽ vật nơi đây có thể so được với thất diệp kim liên sao? Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, trong lòng lại một hồi đau lòng, chỉ vào một cái rễ cây đã mất hết linh khí trong vườn, nói. Ngươi xem trên rễ gốc linh hoa này, ẩn ẩn có đường vân thất diệp tản ra a. Thừa Hạo Miểu trong nội tâm đột nhiên chấn động, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên rễ cây khô héo kia quả nhiên có đường vân thất diệp, phân ra đều đều, bày biện ra hình thái một đóa hoa sen, hắn đột nhiên hoảng hốt nói. Chẳng lẽ gốc linh hoa này chính là thất diệp kim liên sao? Thừa Hạo Miểu trong nội tâm đột nhiên chấn động, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên rễ cây khô héo kia quả nhiên có đường vân thất diệp, phân ra đều đều, bày biện ra hình thái một đóa hoa sen, hắn đột nhiên hoảng hốt nói. Chẳng lẽ gốc linh hoa này chính là thất diệp kim liên sao? Tất cả mọi người kinh hãi, toàn bộ đều nhìn sang, quả nhiên không khác gì Lý Vân Tiêu nói. Nếu nói đây quả thật là thất diệp kim liên vậy thì giá trị khó mà đánh giá, mọi người thậm chí nguyện ý buông tha cho cái gọi là thiên tư kia để đổi lấy vật ấy. Lý Vân Tiêu nhìn thần sắc mọi người, lạnh nhạt nói. Vật ấy cũng không phải là thất diệp kim liên. Hô! Mọi người lúc này mới nhẹ thở ra. Lý Vân Tiêu nói. Vật ấy gọi là thất diệp tiên liên, bảy lá cây của thất diệp kim liên mỗi 1000 năm nở một mảnh, muốn thành thục thể nguyên vẹn. Phải nhảy vọt 7000 năm. Đợi đến sau khi thành thục, hoa này cũng không héo tàn, mà tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí tiếp tục phát triển, mà qua tiếp mỗi ngàn năm nữa, một mảnh lá cây sẽ chóc ra, nhưng linh khí trong đó đều bị hoa sen hấp thu, thẳng đến 7000 năm sau, lá cây chóc ra sạch, tất cả linh khí và dị lực đều bị hoa sen hấp thu, lúc này mới có thể gọi là thất diệp tiên liên, liên này đã vượt qua phạm trù cửu giai, sau khi dùng vào sẽ có gì khác thường cũng không ai biết. À, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, thất diệp kim liên kia đã là vật trong truyền thuyết, loại tiên liên này càng mới nghe lần đầu, quả thực như đang nghe thần nói vậy. Nhưng ít ra tất cả mọi người đã hiểu rõ Thành Hồng Nguyệt đã nhận được tài phú cỡ nào. Thừa Hạo Miểu sau khi sửng sốt một chút, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn rồi, nói. Ý ngươi là nói trong tay Khương Thành Chủ có thần dược thập giai sao? Lý Vân Tiêu thở dài. Đây mới chỉ là dược liệu ta nhận ra, ở đây có chí ít 3/2 kỳ hoa dị thảo ta không biết rõ, giá trị sợ rằng khó mà suy xét. Việc này nếu là truyền đi, sợ rằng Hóa Thần Hải và Thánh Vực cũng sẽ đích thân tới Thành Hồng Nguyệt. Nhưng Khương Sở Nhiên nhất định sẽ không thừa nhận đâu. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng, loại chuyện này rơi vào trên đầu ai cũng đều sẽ không thừa nhận, dù sao cũng quá mức kinh người. Bắc Minh Đồng Phương xanh mặt khẽ nói. Việc này có mọi người chứng kiến, không phải do hắn không thừa nhận. Trần Khai Hồng trầm giọng nói. Đừng chậm trễ thời gian nữa, phía trước có lẽ còn có càng nhiều bảo vật hơn, nếu chậm chân thì. Mọi người nghe xong, đều vội vàng chạy đến đằng sau hoa viên, chỉ thấy một cái lầu các 2 tầng lẳng lặng ngật đứng ở đó, thập phần đơn giản tinh xảo, cánh cửa kia cũng làm thành bộ dáng như con mắt, tựa hồ mang theo vui vẻ nhìn qua mọi người. Mọi người đình trệ chốc lát. Sau đó nhao nhao vọt vào, chỉ thấy một cái gian phòng rộng rãi, bên trong một mảnh trống trơn, không còn thứ gì cả. Nhưng mà có dấu vết từng đặt vật phẩm, chứng minh trước kia quả thật có đồ, chỉ có điều là bị người mang đi sạch mà thôi. Đáng chết! Bắc Minh Đồng Phương thấp giọng mắng một câu, phóng nhanh lên lầu 2, một đám người cũng nhao nhao đuổi kịp, chỉ có mấy người là bất động. Vũ Trác tựa hồ cực kỳ hứng thú đối với Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu vì sao không đi lên? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Trác tiên sinh không phải biết rõ còn cố hỏi. Lầu 1 này ngay cả cái ghế cũng không còn, có thể thấy người Hồng Nguyệt là thấy được liền hốt, có thể cầm liền cầm, lầu 2 sao còn gì chứ? Quả nhiên, mới một lát, đám người kia lại đạp 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 chạy xuống dưới, nguyên một đám thất vọng đến cực điểm.
Kỳ thật chuyện đơn giản như vậy ai cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là thấy lợi tối mắt thôi. Trần Khai Hồng cắn răng nói. Chúng ta sợ rằng không kiếm được chỗ tốt gì rồi, phàm là có thể mang đi đều bị Thành Hồng Nguyệt phét sạch rồi. Mọi người thoáng cái liền nản lòng thoái chí, từ tình huống này mà xem, mặc dù phía trước còn có thứ tốt, vậy cũng không tới phiên bọn hắn. Vũ Trác nói. Ta thấy chưa hẳn a, cho dù những dị khí quý hiếm bị lấy đi, nhưng thiên tư quan trọng nhất kia khẳng định không phải có thể đơn giản lấy được. Hắn liền xoay người đi ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Lý Vân Tiêu cũng có chút kinh ngạc, Vũ Trác này tựa hồ còn biết ít gì đó, hắn mỉm cười, cũng đi theo. Đằng sau lầu các một mảnh đất trống, tựa hồ đi tới cuối cùng, không còn đường nữa, mà trên đất trống là một trận pháp cổ xưa, bốn phía dựng đứng lấy mấy cây cột lớn, tựa hồ là chỗ để rót năng lượng vào, rất khác với trận pháp thông thường hiện giờ. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Truyền tống trận. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhao nhao rơi vào trầm tư, ở nơi thế này gặp được truyền tống trận thì thật sự có ý tứ, có trời mới biết bên kia truyền tống trận là vật gì. Mọi người thấy thế nào? Sau khi trầm tư một lúc, La Nguyên Khải mở miệng nói, ánh mắt quét qua mọi người, đều trở nên do dự. Hừ, cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ thì cứ lưu lại đi. Vũ Trác thập phần dứt khoát, sau khi nói xong liền trực tiếp đi vào trong truyền tống trận kia, không có bất kỳ động tác, truyền tống trận liền tự hành vận chuyển, phát ra từng đạo hào quang, đúng là không gian truyền tống chi quang mà mọi người quen thuộc. Chỉ mấy cái nháy mắt, ba người Long Gia đã trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Ba người Vũ Trác dứt khoát như thế, thật ra khiến mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng không hạ được quyết tâm. La Nguyên Khải quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu, ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tiêu mỉm cười, liền cất bước về trước, nói. Người Thành Hồng Nguyệt có thể đi, ta vì sao không thể? Hắn cũng trực tiếp tiến vào trong trận, cũng giống như mấy người Vũ Trác. Chỉ mấy hơi thở đã trực tiếp truyền tống không thấy đâu nữa. Lần này mọi người càng không thể bình tĩnh nữa, tiến lên cũng không phải, không lên cũng không phải, tất cả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bất Quang Lượng cười hắc hắc vài tiếng, cũng không biểu lộ thái độ, cũng đi tới. Người phệ hồn tộc vội vàng đuổi kịp, trong nháy mắt lại có mấy người biến mất. Hừ, lão quỷ Bất Quang Lượng kia cũng dám đi, chúng ta sợ cái gì? Bắc Minh Đồng Phương nhìn người Bắc Minh Huyền Cung, cũng ý bảo mọi người cùng nhau xông lên. La Nguyên Khải hừ lạnh nói. Người ta còn ở đây thì gọi người ta Quang Lượng huynh, người ta vừa đi lại gọi nhân ra Bất Quang Lượng lão quỷ, thật sự là người trước một bộ, sau lưng một bộ. Trần Khai Hồng nói. Nguyên Khải huynh, đừng oán trách, mọi người cùng nhau đi thôi, hy vọng đây không phải truyền tống trận pháp tùy cơ, nếu không sẽ rất phiền toái. Thấy mấy người đầu lĩnh quyết định. Mọi người cũng nhao nhao đi theo, sợ chậm chân, rất nhanh liền truyền tống không còn người nào nữa. Vào thời khắc này, trên huyết nguyệt đột nhiên chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh, đúng là Mộ Dung Trúc Lâm không đi tới, mỗi một bước đều thập phần ưu nhã lạnh nhạt, thân ảnh lại chớp mắt trăm bước, nháy mắt ngàn dặm, thoáng cái đã tới trước tế đàn tổn hại kia. Ân, Nguyệt Đồng đã tiến vào sao? Trên mặt Mộ Dung Trúc hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn đồ án khắc trên bích họa kia, vươn tay ra sờ tới. Thở dài một tiếng thật sâu, lẩm bẩm. Đã như vậy, ta liền ở phía trước chờ hắn vậy. Thân ảnh của hắn cũng dần dần trở nên ảm đạm, hóa thành từng điểm quang mang, tiến vào trong bích họa kia. Lý Vân Tiêu vừa bước vào truyền tống trận, sau một khắc đã xuất hiện ở một mảnh mê vụ chi hải. Vậy mà hoàn toàn che đậy thần thức, cái này nên làm sao cho phải đây? Lý Vân Tiêu đột nhiên lắp bắp kinh hãi, dưới chân không ngừng truyền đến thanh âm sóng biển. Khiến hắn biết mình đang trên một mảnh đại hải. Nhưng đưa tay không thấy được năm ngón, mà ngay cả thần thức cũng không thể phóng xuất ra bên ngoài, nơi thế này ngay cả tọa độ cũng không có. Hơn nữa khiến hắn càng thêm lo lắng chính là biển cả này có trời mới biết có những gì, trước kia trong phiến hải vực tại địa lão thiên hoang đã khiến hắn chết khiếp rồi. Truyền tống trận kia cũng không biết là tùy cơ hay là định hướng, nhưng mặc dù là truyền tống định hướng, ở trên mặt biển đầy sương mù này cũng không cách nào liên hệ được với người khác. Trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra Hoàng Chiêu Trung, dùng sức vỗ xuống một trường. Đương! Đương! Tiếng chuông thanh viễn du dương, truyền ra bốn phía, một tiếng mạnh mẽ hơn một tiếng. Ân, mê vụ chi hải này có cổ quái. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảnh giác, dùng lực lượng Hoàng Chiêu Trung,
dị tượng chi lực bình thường cũng có thể trực tiếp xuyên thấu, chỉ cần mọi người là truyền tống định hướng tới, vậy nhất định có thể nghe thấy tiếng chuông của hắn, hơn nữa theo thanh âm tìm ra, nhưng hiện giờ lại không có. Vậy thì có hai nguyên nhân, truyền tống trận pháp là tùy cơ, hoặc là mê vụ chi hải này trực tiếp che đậy tiếng chuông của hắn. Ngay lúc hắn nghi hoặc, đột nhiên một tiếng nói truyền tới. Vân Thiếu, là ngươi sao? Trong mê vụ hải mù xuất hiện một đạo nhân ảnh mơ mơ màng màng, từ thanh âm kia và dáng người mà xem thì hẳn là Trần Khai Hồng không thể nghi ngờ, ngay sau đó từ bốn phía cũng có bóng người hiển hiện đến, đúng là người Nam Phái. Hô, may mắn có tiếng chuông của ngươi, nếu không chúng ta đều mất phương hướng trong phiếu mê vụ hải này rồi. Thanh âm Thừa Hạo Miểu truyền đến, hắn nhẹ thở ra. La Nguyên Khải nói, Vân Thiếu, tiếng chuông kia của ngươi có thể xuyên thấu mê vụ chi hải này, mà thần thông của chúng ta đều bị giam cầm rồi, không biết ngươi có cách nào tìm được phương hướng không? Lý Vân Tiêu nhẹ vỗ Hoàng Chiêu Trung, sắc mặt bình tĩnh nói. Để ta thử xem. Trong tay hắn hiện ra Thiên Thu Bá Đao, rót nguyên lực vào trong đó, đột nhiên ánh đao hiện ra, chém qua bên cạnh. Vân Thiếu, ngươi! La Nguyên Khải kinh hãi, một tiếng hét thảm truyền đến, lập tức bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn ra, hai nửa thân ảnh rơi thẳng vào biển. Lý Vân Tiêu ngươi vì sao lại giết hắn? Bốn phía lập tức truyền đến tiếng khiếp sợ và hét loạn, hiển nhiên một đao kia của hắn đã ngoài dự đoán của mọi người. Lý Vân Tiêu ngửi mùi máu trong mê vụ chi hải, lạnh lùng nói. Quả nhiên không phải máu nhân loại, một đám tôm tép nhãi nhép, chết. Tay trái hắn vỗ mạnh lên Hoàng Chiêu Trung bên người, một đạo âm cổ chấn vang. Công kích sóng âm rất mạnh trùng kích ra, lập tức người Nam Phái ở bốn phía đều kêu to lên hoa hoa, thanh âm thập phần bén nhọn khủng bố, căn bản không giống như nhân loại. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân kim quang đại thịnh, thoáng cái hiển hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, bản thân lại mở ra tam nhãn, mà hai cái đầu khác một cái diện mục dữ tợn, một cái âm độc cười lạnh, huyền khí trong tay kim quang đại thịnh. Thái cổ thiên mục sau khi mở ra, một ánh mắt sắc lạnh quét ra. Vậy mà có thể nhìn thấy mấy chục thước quanh thân. Chỉ thấy có một đám quái nhân đầu cá thân người đang ở trong mê vụ chi hải, hai mắt đều lộ ra, bịt lấy lỗ tai kháng cự tiếng chuông kia, hơn nữa trên đầu tràn đầy lân phiến, trong miệng mọc ra răng nanh, xấu xí đến cực điểm. Trong đó một quái ngư thủ lĩnh khôi ngô một chút há miệng, dùng thanh âm vũ trác cả giận nói. Vân Thiếu, ngươi làm gì vậy? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, Thiên Thu Bá Đao lập tức chém qua đi. Mỉa mai nói. Lấy tính mạng các ngươi a. Những quái nhân đầu cá kỳ đột nhiên phát hiện trong con mắt thứ ba trên trán Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ châm chọc, lập tức kinh hãi, hiểu rõ ngụy trang của mình đã bị phá, lập tức nguyên một đám gào thét, hóa thành từng đạo hào quang xoay tròn trên không trung, sau đó trùng kích xuống. Tên quái nhân đầu cá bị Lý Vân Tiêu chính diện chém tới kia cũng thoáng kinh hoàng, phi tốc thối lui ra mấy chục thước, nhưng cũng bị đao mang chém bay khối vây cá. Đau nhức kêu to hoa hoa. Đám còn lại cũng vọt nhanh tới trong mê vụ chi hải, dùng đầu lâu trực tiếp đánh tới. Những quái nhân đầu cá này tựa hồ cũng không biết võ kỹ hoặc chiêu thức công kích mạnh mẽ gì cả, chỉ dựa vào mê vụ chi hải, tăng thêm hình thái của mình và mô phỏng thanh âm để lừa gạt người. Các ngươi đã thích dùng đầu đụng, vậy thì đụng cho thống khoái đi. Trong tay Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một cái búa, hóa thành hơn hai trượng, hai tay giơ lên cao cao. Trực tiếp đánh tới trên đầu đám quái nhân đầu cá kia. Phanh! Một búa xuống, đầu một gã quái nhân đầu cá lập tức nổ bung, máu me văng đầy trời. Phanh! Phanh! Lý Vân Tiêu nhanh chóng vung mạnh lấy cái búa, thoáng cái đánh ra mấy búa, mỗi lần đều cực kỳ chuẩn xác, đám quái nhân xông lên đều bị gõ chuẩn xác vào đầu, mảng lớn thi thể rơi xuống dưới. Những quái nhân đầu cá kia chỉ số thông minh tựa hồ cũng không cao, nhưng cũng không phải là đồ đần. Rất nhanh liền phát hiện không đúng, thoáng cái không ngừng kêu lên chít 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 kỳ quái, không dám xông lên nữa, mà toàn bộ đều bay xuống, vọt vào trong biển cả biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tiêu lúc này mới thu hồi huyền khí, bắt đầu nhìn lại bốn phía. Hắn rót nguyên lực vào trong thái cổ thiên mục kia, nhưng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách gần trăm mét, xa hơn nữa lại là một mảnh mơ hồ. Đột nhiên bốn phía có ít hạt châu hơi sáng phủ hiện bên cạnh hắn. Nguyên một đám tròn vo như tiểu cầu vậy. Lý Vân Tiêu cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện đây là do đám quái nhân đầu cá kia lưu lại, hình như là nội đan của bọn hắn.
Nội đan những quái nhân đầu cá này đều ở trong đại não, sau khi bị Lý Vân Tiêu gõ nát đầu cũng thuận tiện nổ ra, tổng cộng có hơn 10 khỏa, vậy mà lại không hề nát. Lý Vân Tiêu lâm không một chảo, cầm lấy một khỏa trong đó. Phát hiện nội đan này rất nhẹ, giống như bọt biển vậy, nhưng linh khí 10 phần, tựa hồ không có gì khác với nội đan bình thường, hắn trực tiếp quét tay qua, lập tức thu lấy tất cả nội đan vào túi. Đến cùng thì bên nào mới là phương hướng chính xác đây? Lý Vân Tiêu nhắm Thái Cổ Thiên Mục lại, hai con người hơi co lại, lập tức hóa thành huyết nguyệt, cảnh tượng mê vụ chi hải trước mắt lập tức bị ánh mắt hắn xuyên thấp, thấy được nơi cực xa mấy ngàn thước. Phiến hải vực này vậy mà không thấy cuối, mà ở trung ương mặt biển, một tòa cự sơn cao ngất đứng vững, dưới đâm sâu vào đáy biển, trên thông tới tận trời, mang đến cho người một loại cảm giác rung động hùng vĩ. Lý Vân Tiêu thoáng trầm ngâm, lập tức hóa thành một đạo lôi quang, phá vỡ mê vụ chi hải, lao tới cự sơn kia. Ở bốn phía cự sơn, linh khí rồi rào mờ mịt bố lên, cách ly mê vụ chi hải kia ra, hoàn cảnh thoáng cái khôi phục, chỉ có điều thần thức vẫn bị áp chế, không cách nào tản ra được. Trong cự sơn cây cối lấp lấp, đóa hoa nở rộ, bộ dạng như một mảnh linh sơn bảo địa vậy. Lý Vân Tiêu bay vào, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh bắn lên trực tiếp chấn khai thân thể hắn, sau đó một cổ yêu lực vô cùng bá đạo khuếch tán ra, một tiếng giống to kinh thiên phá không mà đến. Giống. Sóng âm chi lực chấn khiến đại thủ che trời kia đều hóa thành gỗ vụn tán loạn, mà ngay cả mê vụ chi hải bên ngoài cũng bị tách ra mảng lớn, toàn bộ sơn thể trực tiếp ngốc mất một khối, Lý Vân Tiêu lập tức nhìn rõ ràng rồi. Đó là một đầu yêu thú loại viên hầu hai mắt lộ hung mang đang nhìn chằm chằm vào hắn, khí tức trên thân ép khiến người có chút hít thở không thông. Yêu thú cửu giai trung cấp. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức thay đổi, tồn tại cấp bậc này đủ sánh với Thiết Lệ kia, con nhỏ mình liều chết giết chết cũng mới chỉ là cửu giai sơ cấp mà thôi. Khí tức trên thân viên hầu kia đã trực tiếp tập trung vào Lý Vân Tiêu, hai tay giơ lên cao cao, một đạo hào quang lục sắc hình thành giữa hai tay hắn, hung hăng ném ra ngoài. Lục quang lập tức hóa thành một đạo mũi tên, tốc độ nhanh như lôi điện, lập tức đã đến trước người Lý Vân Tiêu, lực lượng kinh khủng kia trấn áp khiến hắn không biết trốn vào đâu. Đại bi mộ vân kính. Toàn thân Lý Vân Tiêu hóa ra bất diệt kim thân, hai tay nắm mộ vân kính trước người, cưỡng ép ngăn cản lại. Phanh. Hào quang màu xanh lá đánh lên mặt kính, lập tức phân thành hai đạo, một đạo xuyên thấu mặt kính mà ra, đánh lên trên người Lý Vân Tiêu, mà đạo còn lại lại bắn tới chỗ viên hầu. Phốc. Lý Vân Tiêu lúc này phun ra một búng máu, cả người bị đánh bay mấy ngàn thước, lui lai trong mê vụ chi hải, hào quang trên người thoáng cái ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất, cả người sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó coi. Nơi này thật sự là còn trong tế đàn sao? Sao lại có nhiều thứ tạp nham như vậy chứ? Lý Vân Tiêu hít một hơi thật dài, điều tức vài cái, bắt đầu có chút hoài nghi. Giờ phút này duy nhất ủng hộ hắn tin tưởng đây vẫn là trong tế đàn chính là trên bầu trời không có huyết nguyệt. Địa lão thiên hoang bất luận nơi nào cũng có thể trông thấy huyết nguyệt, bây giờ nhìn không thấy, vậy thì chứng minh vẫn còn trên mặt trăng. Tòa cự sơn kia ở trước mắt, nhưng lại không dám tùy ý tới gần, mà cửa ra vào phiến mệ vụ hải vực này rất có khả năng ở ngay trong núi. Lý Vân Tiêu trầm tư, đột nhiên nhìn thấy một đạo quang mang từ đằng xa bay tới, cũng bắn tới chỗ cự sơn kia. Hắn định mắt nhìn kỹ, đúng là Trần Khai Hồng. Quả nhiên là truyền tống về, Trần Khai Hồng ở đây, vậy thì người còn lại có lẽ đều ở trong phiến vân vụ chi hải này rồi. Lý Vân Tiêu trong lòng vui vẻ, nếu tập hợp lực lượng mọi người thì sẽ an toàn hơn nhiều, chỉ là không có cách nào tốt để triệu tập mọi người tới, chỉ có thể xem tạo hóa bản thân mọi người thôi. Phanh! Trần Khai Hồng ở xa xa mấy ngàn thước cũng bị viên hầu đánh bay đi, gây ra chấn động cực lớn. So với lúc trước còn kịch liệt hơn nhiều. Lý Vân Tiêu đã bay ra một khoảng cách, thu hồi Nguyệt Đồng, âm thầm im im lặng lặng ẩn nấp đi, chỉ mở ra Thái Cổ Thiên Mục, ở bên quan chiến. Trần Khai Hồng cũng tựa hồ phát hiện thực lực viên hầu kia, sắc mặt cũng khó coi, nhưng cũng không sợ, chỉ lâm không dừng lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lỗ mũi cực lớn viên hầu kia hừ mạnh vài tiếng, bộ dạng có chút không phục, thân hình hơi ngồi xổm xuống, hai chân dùng sức đạp lấy. Phát ra tiếng chấn vang cực lớn, thân hình bắn lên, gào thét lớn đánh một quyền tới người Trần Khai Hồng. Một quyền này không có bất kỳ kết cấu, thuần túy chỉ dựa vào lực lượng tuyệt đối, toàn bộ không gian đều như bị nó vò nát trong tay, triệt để vặn vẹo không thành bộ dáng. Mà dưới quyền uy kia cũng không thể nào né tránh được,
chỉ có thể ngạnh kháng. Sắc mặt Trần Khai Hồng trở nên cực kỳ khó coi, cắn chặt răng một cái, toàn bộ tiềm năng lập tức kích phát ra, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một thanh bảo đao kim quang sán lạn phá thể mà ra, lượn một vòng quanh thân, khí uẩn nhảy lên như trái tim, toàn bộ không gian bị áp chế gắt gao tựa hồ bỗng nhúc nhích, cùng rung rung với tần suất kia. Thiên đao vô song, hành phá thập phương. Sắc mặt Trần Khai Hồng khôi phục như thường, tay phải trực tiếp bắt lấy chuôi đao, hung hăng chém xuống một đao, một đạo đao hình cự đại hiển hiện trên không hắn, cũng theo đó hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Đao hình chém lên trên quyền phong của Viên Hầu, lập tức phát ra tiếng nổ vang sơn băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo hình thành gió lốc, quét khắp bốn phương. Lý Vân Tiêu cũng bị lực xoáy kia đẩy lui hơn trăm thước, lúc này mới đứng vững thân hình. Lực lượng một đao của Trần Khai Hồng vậy mà tương xứng với Viên Hầu kia, Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu lão hổ ly, những người này nguyên một đám ẩn rất sâu, không phải đến thời khắc mấu chốt thì không chịu bộc lộ ra lực lượng chân thật. Mặc dù là hiện giờ, hắn cũng không cho rằng Trần Khai Hồng đã ra toàn lực, nếu là thật sự đang toàn lực vậy thì đủ để áp chế Viên Hầu này rồi. Viên Hầu kia một quyền không có hiệu quả, toàn bộ thân hình cũng bị đánh xuống, đứng trên sơn thể liên tục gào thét, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Trần Khai Hồng một tay cầm đao, mặt sắc mặt ngưng trọng, uy phong lẫm lẫm đứng trên không trung, từng bước một đi tới cự sơn kia. Giống. Viên Hầu liều mạng hét lớn một tiếng, từng đạo sóng âm từ miệng nó phóng ra, mỗi một cái vậy mà tần suất khác nhau, tầng tầng lớp lớp, điệp ra lẫn nhau, vậy mà lại có cảm giác thập phần cấp độ. Mà sắc mặt Trần Khai Hồng lại đại biến, thoáng cái đã đỏ bừng, sóng âm kia tuy rằng không thể trực tiếp chấn thương hắn, lại khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn kích động, nguyên khí bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu càng bị ảnh hưởng rất lớn, hắn vốn đã bị một quyền của Viên Hầu đả thương, giờ phút này sóng âm chi lực lan tới, trực tiếp chấn khiến thương thế trong nội phủ hắn cũng biến xấu hơn, hắn đang định hiện thân ra, dùng hoàng chiêu chung chống cự sóng âm kia thì đột nhiên thái cổ thiên mục ngưng tụ, chứng kiến có hai đạo quang mang khác đang từ xa xa bay tới, rốt cục cũng nhịn lại được, không hiện thân nữa. Khai Hồng đại nhân, đây là hai đạo quang mang kia vừa mới lao ra mê vụ chi hải, đã thấy được Trần Khai Hồng và Viên Hầu, lập tức hiểu được mọi chuyện. Trần Khai Hồng cũng đang đau khổ ngăn cản lực sóng âm kia, hắn cũng đang đợi người đến tương trợ, nếu toàn lực thì có lẽ có thể đuổi được con Viên Hầu này đi, nhưng nếu thế mình tất nhiên cũng phải trọng thương, trong hoàn cảnh kỳ dị hiện giờ, một khi bị trọng thương thì tỷ lệ sinh tồn sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Trần Khai Hồng cũng muốn biết nơi này ngoài hắn ra có còn ai khác không, giờ phút này nghe thấy có người gọi, lập tức đại hỉ, quay đầu nhìn lại là Thừa Hạo Miểu của phệ hồn tộc, còn có một gã cường giả phệ hồn tộc khác nữa. Thì ra là Hạo Miểu hiền chất, mau giúp ta đuổi con vượn này đi. Thừa Hạo Miểu và người nọ đều là võ đế nhị tinh, tuy rằng không đủ xem, nhưng có người hỗ trợ chung quy vẫn tốt hơn tự mình chiến đấu, cho dù có làm bia đỡ đạn, hấp thu công kích một chút cũng được. Khí huyết trong cơ thể hai người Thừa Hạo Miểu cũng quay cuồng, trong cổ họng cũng bốc lên mùi máu nhàn nhạt, cực kỳ khó chịu, nhưng hắn còn không xúc động, hắc một tiếng, nói. Yêu thú Khai Hồng đại nhân cũng không cách nào chiến thắng, hai người chúng ta ra tay cũng chỉ là gãi ngứa, không làm nên chuyện gì. Trần Khai Hồng biến sắc, hừ lạnh nói. Đã như vậy thì đừng nói nhiều nữa, xem hai tên tiểu bối các ngươi hao tổn lâu hay là lão phu lâu hơn. Hắn cố ý ngăn chặn khí tức hỗn loạn trong cơ thể, lộ làm ra bộ dạng không thèm để ý, còn hừ vài câu. Lúc này sắc mặt hai người Thừa Hạo Miểu rốt cục trở nên khó coi, tuy rằng bọn hắn không tin Trần Khai Hồng sẽ không có chút vấn đề dưới loại công kích âm ba này, nhưng ít ra cũng chống được lâu hơn bọn hắn, cái này là chuyện chắc chắn. Thừa Hạo Miểu cười khổ nói. Mong Khai Hồng đại nhân ra tay đuổi con vượn này đi, hai người chúng ta sẽ hết sức tương trợ. Hừ. Trần Khai Hồng hừng lạnh một tiếng biểu lộ mất hứng trong lòng, nhưng lúc này hắn cũng không thật sự so do, chỉ muốn hai người này ra sức hơn chút thôi, cho nên lạnh lùng nói. Ta phá vỡ công kích âm ba này, hai người các ngươi đồng thời từ trái phái ra tay tương trợ ta, nếu có ai không xuất toàn lực, ta vỗ vỗ bờ mông xoay người rời đi thì đừng trách. Nhất định, trên mặt hai người đều đầy mồ hôi lạnh, nào dám có nửa điểm đi quá giới hạn. Trần Khai Hồng lúc này mới vận chuyển nguyên lực. Kim đao trong tay long cong một tiếng, cả người hợp nhất với đao mang, ngang trời mà xuống, trực tiếp chém trọn cả bầu trời thành hai khúc. Sóng âm kia lập tức bị chém phá,
trở nên ầm ĩ chói tai, tuy rằng càng thêm khó nghe, màng tai một hồi đau đớn, nhưng không có loại hiệu quả trấn nhiếp tâm phách, kích động khí huyết như trước. Thừa Hạo Miểu và một gã cường giả phệ hồn tộc khác liền đại hỉ, phân biệt hóa thành hai đạo quang mang, y theo Trần Khai Hồng nói phân ra trái phải đánh tới. Thừa Hạo Miểu triển khai phệ hồn phiên, hồn nô kim sắc hoàng cấp liền cắn qua cự viên kia, toàn bộ linh sơn bảo địa trong nháy mắt trở nên âm lãnh lờ mờ, viên hầu kia sửng sốt một chút, nhìn hồn nô kia lộ ra một tia kiêng kỵ, hiển nhiên hắn cũng có chút sợ hãi loại vật quỷ quái này rồi. Sóng âm đã bị Trần Khai Hồng phá vỡ, viên hầu lập tức ngừng thanh âm, trên nắm tay ngưng ra một đạo quang mang đánh tới hồn nô kia, lập tức đánh tan cả phiến bầu trời âm u kia. Tâm thần Thừa Hạo Miểu đại chấn, tại chỗ phun ra miệng lớn máu tươi, cả người cùng với phệ hồn phiên bị đánh bay ra xa xa. Tên tộc nhân phệ hồn tộc khác một tay bấm niệm pháp quyết, một mực lặng yên niệm khẩu quyết, cả người bắt đầu trở nên yêu dị hơn, một cổ lực lượng nhàn nhạt bao quanh toàn thân hắn, vậy mà hiển hóa ra một cái đuôi thật dài, sau lưng phủ kín lân giáp, hai tay kết xuất một đạo long hình. Ngay khi Thừa Hạo Miểu bị đánh bay, ở sau người tên tộc nhân phệ hồn tộc này lộ ra một đạo yêu ảnh cự đại, động tác giống hắn như đúc. Hồn chiến kỹ pháp quỷ khấp. Một cổ lực lượng bành trướng lao ra khỏi người hắn, biến hóa thành yêu thú chi thân cực lớn, dữ tợn đánh tới trên người viên hầu. Lý Vân Tiêu ở trong mê vụ hải lẳng lặng nhìn, trong mắt hiện lên một tia hào quang, hắn cũng tu luyện hồn chiến kỹ pháp, hiệu quả rất chênh lệch với chân tông chi pháp tương của phệ hồn tộc, tựa hồ chỉ có hình, giờ phút này trong đầu không ngừng suy tư tìm hiểu. Người nọ dung hợp chính là một loại á long, hoặc là nói là một loại trong địa long, cũng là tồn tại cửu giai cực kỳ cường hãn. Giống giống, viên hầu há to mồm nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ riêng uy áp đã tách lực biến hóa kia ra. Hai chân đạp đất một cái bật lên, dùng đỉnh đầu húc lên, ầm ầm đánh tan toàn bộ lực lượng bành trướng kia, nhưng bản thân nó cũng ảnh hưởng nhất định, cả người sợ hãi nhảy dựng lên, bộ dạng như muốn bạo tẩu vậy. Tên phệ hồn tộc kia sau một kích, khí thế trên người rớt xuống ngàn trượng, trở nên cực kỳ suy yếu, khóe miệng còn lưu lại một đạo máu tươi, khàn giọng kiệt lực quát. Khai Hồng đại nhân, còn chưa động thủ. Trần Khai Hồng vốn đã làm xong chuẩn ra tay. Nhưng sau khi thấy viên hầu ẩn ẩn bạo tẩu, khí tức trên thân trở nên càng thêm bá đạo và hung lệ thì hắn lại cứng lại, thu hồi đao mang trong tay, lạnh nhạt nói. Khi nào động thủ ta đều có suy tính, không cần các ngươi chỉ huy. Vượn này hiện giờ khí tức cực loạn, đúng là lúc cường thịnh, dùng lực lượng chúng ta không nên liều mạng, không bằng đợi mấy người khác đi. Khắp cả mê vụ chi hải này cũng chỉ có mỗi cái cự sơn này, những người khác cũng sẽ mau chóng lục tục chạy đến. Đến lúc đó bắt lấy con vượn này tự nhiên không thành vấn đề. Thừa Hạo Miểu và tên tộc nhân phệ hồn tộc kia tức cơ muốn hộc máu, không ra tay thì ngươi nói sớm đi, làm hại chúng ta đều bị thương, bây giờ nói không nên ra tay, ta rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi đấy. Nhưng hai người ngoài miệng nào dám có ý kiến, sau khi lộ ra vẻ mặt oán khí liền nhao nhao rời xa viên hầu kia, đứng yên trên mê vụ chi hải điều tức. Viên hầu kia tựa hồ không dám lao ra cự sơn, chỉ đứng trong núi không ngừng gào thét vài tiếng, cũng chậm chậm yên tĩnh lại, hung quang trong mắt không giảm tiếp tục nhìn chằm chằm vào mê vụ, như là thủ hộ thần của tòa cự sơn này vậy. Toàn bộ bốn phía thoáng cái trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển bên dưới. Mọi người đều đang vận khí điều tức, trong đó thương thế của Thừa Hạo Miểu và Lý Vân Tiêu là nghiêm trọng nhất. Một lúc sau, rốt cục lại có người đến, ho khan nói. Khục, khục khục, các ngươi đang làm gì thế? Còn không nhúc nhích nữa, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã chết hết rồi, đang cao hứng muốn thu hồn mấy người các ngươi mới phát hiện ra là còn sống. Sư thúc, Thừa Hạo Miểu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đại hỉ nói. Sư thúc rốt cuộc đã tới rồi. Tên tộc nhân phệ hồn tộc kia cũng cực kỳ vui mừng, bất quang lượng ở đây, liên thủ bắt lấy viên hầu khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa cũng sẽ không bị Trần Khai Hồng khi dễ nữa. Sắc mặt Trần Khai Hồng biến hóa. Lúng túng khó xử nở nụ cười vài cái, nói. Quang lượng huynh tới thật đúng lúc, ta và hai vị cao đồ quý phái đang bị đầu yêu vượn kia ngăn cản, không cách nào tiến vào trong núi, hiện giờ có quang lượng huynh ở đây thì không phải sợ rồi. Thân ảnh khô gầy của bất quang lượng hiển lộ ra trong mê vụ chi hải, cười hắc hắc nói. Ta sao có thể đi, hồn nô của ta vẫn còn trong lúc ngủ say, hiện giờ chính là một người tay trói gà không chặt. Còn xin phiền Khai Hồng huynh bảo hộ ta nhiều một chút a. Hừ,
tay trói gà không chặt còn có thể vượt qua mê vụ chi hải, nếu có lực trói gã, vậy chẳng phải chỉ cần nhấc tay giơ chân là đủ để chém giết hết chúng ta sao? Trong mê vụ truyền đến thanh âm khinh thường của La Nguyên Khải, ngay sau đó thân ảnh của hắn cũng dần dần xuất hiện. Trần Khai Hồng đại hỉ nói. Nguyên Lải huynh cũng tới, vậy thì bắt lấy vượn này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. La Nguyên Khải liếc nhìn mọi nơi, nói. Không bằng đợi lát nữa đủ mọi người rồi tính đi, mê vụ chi hải này tuy rằng thần kỳ, nhưng thật ra cũng không nguy hiểm gì, ngược lại bên trong cự sơn này lại mang đến cho người một loại cảm giác cực kỳ không đơn giản a. Ba tên hòa thượng không có nước uống, ai cũng không muốn xuất nhiều lực, lại tiếp tục đợi người khác tới. Lý Vân Tiêu ở trong sương mù thở dài trong lòng, những người của bảy đại phái này mỗi người thực lực cao cường, mỗi người như rồng, nhưng khi liên hợp lại thì mỗi người đều như trùng cả. Hắn tiếp tục ẩn trong sương mù điều tức thương thế, không biết qua bao lâu, ngầm trộm nghe được đối thoại, sau đó mới từ từ phục hồi, một thân thương thế cũng khá hơn rất nhiều, cơ bản không có gì đáng ngại cả. Mà hiện giờ người cũng đã tụ tập được một nửa, chỉ có điều ba người Long gia còn không thấy thân ảnh, mà Bắc Minh thế gia cũng chỉ có hai người xuất hiện. Trần Khai Hồng tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn rồi, nói. Chư vị, còn muốn tiếp tục chờ sao? Phiến mê vụ chi hải này có trời mới biết rộng bao nhiêu, có lẽ có người bị truyền tống xa vạn dặm, đời này cũng khó mà đến kịp cũng nên. Bất Quang Lượng dương mắt nói. Phiến hải vực này mấu chốt là không thể thấy, kỳ thật chắc có lẽ không quá lớn, đám người chúng ta cách nhau cũng không xa lắm, những người còn lại có lẽ cũng không xa mới đúng, nhưng giờ còn chưa đến có lẽ đã gặp phải tình huống gì rồi. Trần Khai Hồng nói. Bắc Minh Đồng Phương cũng không xuất hiện. Hắn chết trong phiến mê vụ chi hải này mới tốt. Ta đề nghị chúng ta trước cứ đuổi con vượn này vào núi, nếu sau còn có người thì tự nhiên có thể theo đường này mà tìm tới. Hai người Bắc Minh Huyền Cung nghe xong lời này tức đến sắc mặt tái nhợt, lại không dám lên tiếng, Trần Khai Hồng tựa hồ hữu ý vô ý liếc mắt qua bọn hắn, khiến bọn hắn sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại. La Nguyên Khải cũng gật đầu tán thành nói. Như thế cũng tốt, đợi tiếp cũng không phải cách, hiện giờ đã hơn một tháng. Sợ rằng địa lão thiên hoang tùy thời đều sẽ đóng cửa, mọi người nắm chặt a. Trần Khai Hồng nói. Ân, mọi người đồng tâm hiệp lực ra tay, không đến một hiệp liền có thể thu thập con vượn này. Khí thế tất cả mọi người thoáng cái bạo phát ra, kết nối với nhau, hình thành khí tràng thật lớn tản ra, mà ngay cả mê vụ cũng theo đó bị xua tán đi. Viên hầu trong núi chợt kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thấp giọng gào thét, dưới chân không tự chủ được lui về sau. Dưới khí tràng này nó cũng thấy sợ hãi rồi. Hừ, vừa rồi ngươi không phải rất uy phong, rất nghiêu bức sao? Thừa Hạo miểu hận nó sâu nhất, trong mắt hiện lên sát cơ, phệ hồn phiên trong tay mở ra, trực tiếp coi như một thanh đại khảm đao chém ra. Tất cả mọi người đều trước sau động thủ, các loại tuyệt chiêu nhau nhau đánh xuống. Viên hầu kia hoảng sợ nhảy dựng lên, chạy nhanh vào núi, nào dám ngạnh kháng, một hồi công kích như mưa đánh vào trong núi. Chấn khiến sơn thể rung mạnh, viên hầu cũng đã chạy mất bóng dáng. La Nguyên Khải nhìn qua hướng viên hầu kia đào tẩu, nói. Viên hầu kia một đường chạy lên, thông đạo rời khỏi đây có lẽ chính là cự sơn thông thiên này rồi, chúng ta cũng theo sơn thể đi lên xem một chút đi. Mọi người rốt cục tiến vào trong sơn thể, cảm nhận được linh khí như nước kia, nguyên một đám thoải mái dị thường, dọc theo đường núi kia không ngừng phi hành lên trên, đỉnh trực tiếp đâm vào phía chân trời. Không biết cao đến mức nào. Sau khi tiến vào trong núi, thần thức nó cũng hồi phục lại, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được bên trong sơn thể có khí tức cường đại đang di động, còn có một chút khí tức tựa hồ đang điều tra bọn hắn, nhưng đều bình an vô sự, cũng không có yêu thú nhảy ra tìm phiền toái. Có cấm chế. La Nguyên Khải đột nhiên cả kinh, vội vàng quát, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Ở phía trước một mảnh hà quang, ẩn ẩn có một đạo bình chướng vắt ngang trước người mọi người. Trên đó có lưu quang chớp động. La Nguyên Khải trực tiếp bắn tới một đạo chỉ mang, muốn thăm dò sâu cạn một chút. Đạo quang mang kia không hề trở ngại xuyên qua cấm chế, tựa hồ cũng không có gì lợi hại cả. La Nguyên Khải nhíu mày, tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lấy ra một cái ống trúc, nhẹ nhàng mở nắp ra, lập tức bay ra ba con giáp xác trùng màu vàng. La Nguyên Khải lâm không hóa ra một cái ký hiệu, đánh vào trong một con giáp xác trùng trong đó. Con trùng kia lập tức ông bay lên, bay tới chỗ cấm chế chi quang kia. Giáp xác trùng ba một tiếng đâm vào trên cấm chế, liền trực tiếp bị bắn về,
lần nữa bay qua, liên tiếp vài cái, đều trực tiếp bị bắn lại. La Nguyên Khải nhíu mày lại. Quả nhiên có vấn đề. Giáp sát trùng kia sau khi thất bại mấy lần, dưới sự điều khiển của hắn đã bay trở về, trực tiếp trở lại ống trúc. Một gã võ giả nhịn không được hỏi. Nguyên Khải đại nhân, đầu giáp sát trùng kia có người có kiểm tra ra gì không? Trần Khai Hồng liếc qua người nọ, nói. Ngự trùng chi thuật của Nguyên Khải huynh thiên hạ vô song, ba con giáp sát trùng kia cũng đủ lấy mạng ngươi rồi, không tin có thể thử xem. Trên mặt người nọ lộ ra thần sắc không tin, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, thức thời thối lui qua một bên. Một người nói, xem ra cấm chế này là chuyên môn nhằm vào sinh linh, ngay cả công kích cũng có thể gạt bỏ, xem ra muốn thông qua có chút phiền phức rồi. Tất cả mọi người quay đầu đi lại nhìn người nói chuyện, Thừa Hạo Miểu sửng sốt một chút, nói. Lý Vân Tiêu, ngươi theo tới lúc nào thế hả? Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, tiểu nhân vật như ta luôn ít bị người chú ý, không có cách nào a. Thừa Hạo Miểu mỉa mai nói. Sợ rằng lúc công kích yêu viên Vân Thiếu đã có mặt rồi a. Ngàn vạn đừng xem mình là tiểu nhân vật nên chuyện gì cũng không xuất lực như thế chứ. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Hạo Miểu huynh lời ấy cũng quá khó nghe rồi, nếu ta không muốn xuất lực thì giờ ta xuất hiện ở đây làm cái giám à. La Nguyên Khải trong nội tâm khẽ động, nói. Vân Thiếu lời ấy là có cách thông qua được sao? Mọi người lúc này mới nhớ tới hắn là một gã thuật luyện sư bát giai, lập tức đại hỉ. Lý Vân Tiêu nhìn quanh mọi nơi một chút, tiến tới phía trước, vươn tay khẽ vuốt qua, ánh sáng cấm chế kia bỗng nhiên sáng lên, bắn tay hắn ra ngoài. Tay nắm tay phải trước ngươi, rơi vào trầm tư, sau đó đánh ra vài đạo pháp quyết, thoáng cái bắn lên cấm chế, hiện ra một cái trận phú nho nhỏ, sau đó thoáng cái tán đi. Về sau hắn lại đánh ra mấy chục đạo linh quyết liên tiếp, mỗi một cái đều kích thích hào quang trên cấm chế, lộ ra trận pháp cổ quái, tựa hồ như một quyển trục đang miêu tả một bức họa hùng vĩ vậy. Một lát sau, Lý Vân Tiêu rốt cục ngừng lại, nói. Không sai biệt lắm, ai có huyền khí cửu giai dư thừa, mượn tới phá trận chút đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, huyền khí cửu giai đều là mệnh căn của bọn hắn, có ít người thậm chí còn không có, há dám tùy ý để người mượn chứ. Thừa Hạo Miểu nói, nếu bàn về huyền khí cửu giai, mọi người chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn nhiều bằng Lý Vân Tiêu ngươi a, sao hỏi mượn chúng ta chứ? Lý Vân Tiêu nói, ta tuy nhiều, nhưng lại không dư thừa a. Trần Khai Hồng tựa hồ nhìn ra chút mánh khóe gì đó, nói. Vân Thiếu đây chính là muốn dùng trận phá trận sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, cấm chế này thật sự phức tạp khó hiểu, cũng không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu, chỉ có thể dùng trận phá trận. Ta đã vẽ lên trên cấm chế chi quang một cái điên đảo trận loại nhỏ, cần một kiện huyền khí làm trận nhãn, nhưng nó rất có khả năng sẽ bị hủy lúc phá trận. Bị phá hủy. Lần này càng khiến mọi người dè chừng, không thể nào lấy ra được, hủy diệt một kiện huyền khí cửu giai, cái giá lớn này khó ai chịu nổi. Trần Khai Hồng cau mày nói. Huyền khí cửu giai của bất kỳ người nào cũng là tánh mạng tương tu, nào có dư thừa chứ? Bát giai không được sao? Chỗ ta ngược lại có một kiện bảo đao bát giai, chính là thứ ta dùng năm đó, hiện giờ cũng chỉ còn lại ý nghĩa kỷ niệm. Nếu cần dùng đến thì ta có thể cống hiến ra. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nếu có huyền khí cửu giai làm trận nhãn, ta ngược lại có nắm chắc rất lớn có thể phá vỡ cấm chế này, nếu như chỉ là bát giai thì không nắm chắc lắm rồi. Trần Khai Hồng nói. Thử xem đi, ai lại nguyện lấy ra huyền khí cửu giai của mình để phá hủy chứ? Trong tay hắn lóe lên hào quang, hiện ra một thanh kim đao, ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, hai tay đẩy tới. Lý Vân Tiêu tiếp nhận đao, xem qua liền cười khổ. Chỉ là trung giai sao? Cho dù là bát giai thì ít nhất cũng phải là huyền khí bát giai đỉnh cấp chứ. Hừ, nói thật dễ dàng, huyền khí bát giai đỉnh cấp ngay cả ta cũng không có. Một gã võ giả lập tức phàn nàn, bộ dáng như đàn ông no không biết đàn ông chết đói, nói. Ta thân là võ đế tam tinh cũng chỉ có một kiện huyền khí bát giai trung cấp đấy. Lý Vân Tiêu trầm tư thoáng một phát, ném kim đao kia lên không trung, một đạo hỏa diễm thiêu đốt qua, nung chảy thân đao. Sau đó trong tay hắn hiện ra một đống tài liệu, chọn lựa vài loại, trực tiếp ném tới, bắt đầu thi triển ra từng đạo pháp quyết thuật luyện. Lúc trước tất cả mọi người không rõ hắn muốn làm gì, nhưng giờ đều phản ứng lại,
trên mặt đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên lại muốn đương trường tinh luyện đẳng cấp chuôi kim đao này. Bản thân Trần Khai Hồng lại càng hoảng sợ, khó mà tin nổi. Lúc trước vì tăng lên đẳng cấp chuôi kim đao hắn đã đi thu thập không ít tài liệu, không ít lần tới tìm đám thuật luyện sư cao ngạo kia, ngàn cầu vạn cầu người ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Sau khi thanh toán xong phí thuật luyện với cái giá trên trời lại còn tinh luyện thất bại, tài liệu và phí thuật luyện toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Đến tận sau này, hắn QGX triệt để hết hy vọng, cho tới bây giờ cũng không động qua ý niệm muốn tăng lên đẳng cấp kim đao nữa. Thẳng đến sau khi hắn bước vào võ đế tứ tinh, đã trở thành trụ cột vững vàng của thành Hồng Nguyệt, lúc này mới được cao tầng ban thưởng cho một chuôi kim đao cửu giai. Nói cách khác, hắn trước võ đế tứ tinh vẫn luôn dùng chuôi kim đao bát giai trung cấp này. Hiện giờ Lý Vân Tiêu vậy mà tay không tại chỗ tăng lên đẳng cấp, bảo hắn sao không sợ hãi cho được. Không chỉ có hắn, mà võ giả ở đây có ai mà không phải một đường nhìn sắc mặt thuật luyện sư đi tới chứ, biết rõ khó xử trong đó, cũng biết tinh luyện đẳng cấp huyền khí tuyệt đối không phải chuyện dễ, hơn nữa tỷ lệ thất bại cực cao. Thừa Hạo Miểu thiếu kiên nhẫn rồi, nói. Loại đến trước mắt mới luyện khí này, Vân Thiếu cũng quá mức vui đùa rồi. Một gã đệ tử Bắc Minh Huyền Cung cũng hử lạnh nói. Người này tùy tâm sở dục đã quen, sớm muộn sẽ nhưỡng ra đại họa thôi. Trong mắt Bất Quang Lượng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá hắn lại nở nụ cười nói. Xem ra hắn cực kỳ có lòng tin với tu vị thuật đạo của mình a. Trần Khai Hồng nhìn ra ngoài một hồi sau đó trong lòng nghiêm nghị, nói. Chư vị đều yên tĩnh đi. Để hắn thử xem cũng tốt, dù sao cái này cũng quan hệ đến chuyện chung của mọi người, mặc dù có thất bại cũng không sao. Tên đệ tử Bắc Minh Huyền Cung kia phàn nàn nói. Hừ, không phải không để hắn thử, mà như vậy sẽ chậm trễ thời gian quý giá của mọi người a. Mọi người tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng nếu Lý Vân Tiêu đã bắt đầu rồi thì cũng không cần lên tiếng nữa, để tránh ảnh hưởng đến đại sự phá cấm. Lý Vân Tiêu từ đầu đến cuối không nói một lời. Nếu chỉ là tăng phẩm cấp kim đao lên tới bát giai cao cấp thì dùng thực lực hắn hiện giờ cũng không phải chuyện khó gì, theo pháp quyết của hắn không ngừng đánh vào, khí tức trên kim đao cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở đây đều là cường giả cửu thiên, tự nhiên nhạy cảm nhận ra biến hóa của kim đao, nguyên một đám kinh hãi dị thường. Kim đao kia trong lúc không ngừng ngưng luyện, khí tức đã tăng lên tới trình độ bát giai cao cấp, sau đó là khí uẩn bắt đầu chấn động ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim đao rút đao mang lập lòe, đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác với trước kia, tựa hồ rực rỡ hẳn lên. Trần Khai Hồng đột nhiên hít một miệng hơi lạnh, kinh hãi nói. Đây là tấn cấp rồi sao? Xiêm y Lý Vân Tiêu đã ướt đẫm, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân đao kia không nháy mắt lấy một cái, còn đang không ngừng đánh pháp quyết vào trong, thở dốc nói. Đã là trình độ cao giai, ta thử xem có thể không trực tiếp tinh luyện đến bát giai đỉnh phong hay không. Dù sao đây đã là tiêu hao phẩm một lần duy nhất rồi. Tốc độ trong tay hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền thân hóa vô số, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Kim đao sau khi khí uẩn biến hóa, khí tức đao mang lại bắt đầu tăng lên. Tất cả mọi người triệt để ngốc trệ, luyện khí bọn hắn cũng không phải chưa xem, đều là nghi thức nhìn như thập phần trang nghiêm, còn có đại lượng trợ thủ ở bên cạnh hiệp trợ, hơn nữa cần mở ra trận bàn hoặc là đỉnh khí, giống như là chiêu thánh vậy. Hơn nữa tỷ lệ thất bại cũng cực cao. Mỗi lần bọn hắn cầu thuật luyện sư hỗ trợ đều là ở một bên cầu nguyện, nhưng đa số vẫn là kết quả tan nát cõi lòng. Lần này Lý Vân Tiêu luyện khí lại tùy ý giống như ăn cơm vậy, bọn hắn đều ở một bên châm chọc khiêu khích, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói, thần sắc trong mắt thập phần ngưng trọng, trạng thái kim đao kia giờ phút này cực kỳ bất ổn, tuy rằng cưỡng ép tăng lên tới bát giai đỉnh phong. Nhưng đây là hắn triệt để kích phát tiềm năng thanh đao này, tùy thời đều có thể tan vỡ mất. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, đánh ra một đạo pháp quyết, kim đao kia lập tức bay đi, đụng một cái vào cấm chế chi quang, vốn có thể lướt qua không trở ngại, nhưng trên đó còn có điên đảo trận loại nhỏ mà Lý Vân Tiêu điệp ra lên nên lập tức đã bị trở ngại, lơ lửng giữa không trung. Sau đó hai tay Lý Vân Tiêu kết xuất một đạo ấn ký, đẩy mạnh ra, lập tức đánh lên trên kim đao kia. Một đạo hào quang cực kỳ rực rỡ tươi đẹp chói mắt từ trong kim đao tỏa ra, sau đó nguyên một đám trận phù hắn bố trí xuống lúc trước toàn bộ đều được kích phát, tản mát ra năng lượng vô tận, lấy kim đao làm trung tâm xoay tròn, càng lúc càng lớn.
Toàn bộ thiên mạc thoáng cái trở nên sáng lên, khí tức khủng bố tản ra trên kim đao lan khắp bốn phía, như hỏa diễm cắn luôn lấy cấm chế chi quang kia. Mọi người không tự chủ được lui về sau, sợ bị ảnh hưởng đến, nhưng lực lượng kim đao thủy chung chỉ lan tràn trên cấm chế, cũng không lao ra. Một lát sau, kim đao kia phanh một tiếng đứt gãy tại chỗ, hóa thành sắt vụn rớt xuống. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Mau qua đây, cấm chế chi quang này quá mạnh mẽ, vô cùng vô tận, không biết ngọn nguồn, ta hiện giờ chỉ đốt ra được một động lớn, qua một thời gian nữa sợ rằng nó sẽ tự khôi phục lại mất. Hắn dẫn đầu trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xông qua cấm chế chi quang kia, vọt qua phía bên kia. Người còn lại cũng nhao nhao đại hỉ, lập tức lao đến, quả nhiên qua chốc lát, cấm chế kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại như lúc ban đầu. Lần này, thần sắc khi tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu đều thay đổi, toàn bộ đều có bộ dạng tôn kính. Trần Khai Hồng đi đầu nói. Danh tiếng thuật luyện sư bát giai của Vân Thiếu quả nhiên danh xứng với thực, thậm chí còn trên cả thuật luyện sư bát giai bình thường, thành tựu tương lai khó có thể đánh giá. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Chê cười, đi nhanh lên đi, khó được đến tiên cảnh một chuyến, nếu không nắm chặt thì sẽ hết thời gian mất. Địa vị Lý Vân Tiêu giờ phút này đột nhiên cứ vậy tăng lên đến cùng độ cao với bọn người Trần Khai Hồng, mọi người nhao nhao khách khách khí khí phụ họa theo, dưới sự dẫn dắt của mấy người tiếp tục chạy lên đỉnh núi. Trên đường đi không còn gì ngăn trở nữa, hơn nữa ngay cả khí tức yêu thú cũng không còn nữa. Rất nhanh, liền nhìn thấy trên đỉnh núi đứng vững một đại điện to lớn, tản mát ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng khiến cả bầu trời một mảnh chói mắt. La Nguyên Khải cả kinh nói. Cực dương chi lực. Đỉnh núi này dĩ nhiên cũng là đỉnh của tế đàn, trên đó treo cao lấy cực dương chi lực, chiếu rọi khắp bốn phía. Cực dương chi lực từ trên đỉnh cung điện kia rọi xuống, toàn bộ đỉnh núi đều nằm dưới cổ lực lượng cực nóng này, từ xa đã cảm thấy một hồi tim đập nhanh. La Nguyên Khải hoảng sợ nhìn qua cực dương chi quang kia, giật mình nói. Đỉnh cung điện này đến cùng có chí bảo gì, vậy mà có thể tản mát ra lực lượng cường đại như thế, nếu bị người đoạt được. Chẳng lẽ không phải có thể hoành hành thiên hạ sao? Trần Khai Hồng cũng ầm ầm động tâm, lẩm bẩm nói. Tia sáng này, phảng phất giống như rất gần mặt trời vậy, chúng ta từ xa nhìn lại cũng cảm thấy một hồi kinh hãi, vậy nếu tiến vào bên trong sẽ thế nào đây? Mọi người thoáng cái đều bắt đầu sầu muộn, bọn hắn đứng ở đàng xa, cực dương không thể chiếu đến cũng đã cảm thấy một hồi nóng rực khó chịu, càng đừng nói đến bước vào trong đó. Thừa Hạo Miểu nhìn không được nói. Cực dương chi lực này thật sự khủng bố thế sao? Bất Quang Lượng lạnh nhạt nói. Thứ này vốn là một loại biến thể của quy tắc chi lực, đủ để đối kháng cửu thiên đế khí, nếu là cực mạnh, mặc dù là đế khí cũng không cách nào ngăn cản được. La Nguyên Khải ngưng giọng nói. Nơi này cách cửa đại điện ước chừng 500 mét, có lẽ không khó kiên trì. Hắn tăng khí tức lên tới trạng thái mạnh nhất, hóa thành một đạo quang mang lập tức xông ra ngoài. Chỉ thấy không trung hiện lên một đạo cường quang, giấy lên hỏa diễm, cả người La Nguyên Khải đã trực tiếp vọt qua bên bờ bên kia, bất quá hắn đã hóa thành một hỏa nhân, vội vàng vận chuyển nguyên lực trấn khai hỏa diễm chi khí, lúc này mới bình an vô sự. Nhưng quần áo trên người hắn đều đã bị thiêu hủy, cả người cũng đen một nửa, dùng thực lực của hắn cũng chật vật như thế khiến đại bộ phận mọi người đều kinh hãi. La Nguyên Khải xa xa nói, tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ cần thời gian đủ ngắn thì sẽ không có chuyện gì đâu, đều tới đi. Mọi người lúc này mới thoáng yên tâm, bắt đầu nguyên một đám bay vượt qua, mọi người đều tăng phòng ngự và phát huy tốc độ đến mức tận cùng, các loại chiến y đủ mọi màu sắc cũng đều xuất hiện. Nhưng không ít người vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau khi đến bên bờ bên kia, cả đám đều bị đốt thành than đen. Càng có một gã cường giả võ đế phệ hồn tộc tựa hồ như công pháp tu luyện bị loại cực dương chi lực này tương khắc. Cuối cùng không thể xông qua được, trực tiếp vẫn lạc trên đường, thân thể lập tức bốc hơi, hóa thành một cỗ tại thi ngã xuống. Bất Quang Lượng và Thừa Hạo Miểu đều biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ và âm lãnh. Bên ngoài đại điện cũng chỉ còn lại một mình Lý Vân Tiêu ở đó tựa hồ đang do dự. Trần Khai Hồng nói, dùng năng lực Vân Thiếu vượt qua phiến khu vực này có lẽ không thành vấn đề đấy chứ. Lý Vân Tiêu chống cằm suy nghĩ một hồi. Vừa rồi tình huống mỗi người tiến lên hắn đều thấy rõ, hắn nói. Ta thử xem sao, tựa hồ cũng không khó khăn như mọi người đâu, có lẽ có thể tìm được cách dễ dàng hơn cũng không chừng.
chúng ta ngược lại muốn xem thử Vân Thiếu có cách hay gì. Thừa Hạo Miểu tức giận lạnh lùng nói, phệ hồn tộc bọn hắn vẫn lạc một gã cường giả, khiến tâm tình của hắn thập phần không tốt. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ hắn, trên người chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn hơi nước, kết xuất một tầng băng mỏng bao trùm lấy thân thể vào trong, sau đó đi vào trong cực dương kia. Ha, chút băng mỏng này đã muốn chống đỡ cực dương chi lực. Hắn cho là mình tu luyện chính là hàn băng chân khí của Bắc Minh Huyền Cung ta sao? Một gã đệ tử Bắc Minh Huyền Cung khinh thường cười rộ lên. Mọi người cũng đều lộ vẻ khinh miệt trên mặt, chờ xem hắn bị nướng cháy. Lý Vân Tiêu bước một bước vào TNG cực dương, cũng không nhanh chóng chạy đi, mà ngừng một chút, sau đó mới bắt đầu chậm rãi tiến lên phía trước. À, cái gì? Cái này sao có thể chứ? Tất cả mọi người lập tức đều choáng váng, thoáng cái đều trừng lớn mắt, cơ hồ như muốn rớt cả mắt, thần sắc khó có thể tin lộ rõ trên mặt. Quanh thân Lý Vân Tiêu hiện ra băng giáp do tầng tầng băng mỏng tạo thành, nhưng có đến mấy tầng, hơn nữa không phải dán trên người bình thường, mà được ngưng tụ thành kết cấu lăng kính tinh vi. Những cực dương chi quang kia chiếu xuống tuyệt đại bộ phận đều bị chiết xạ ra ngoài, không rơi vào trên người hắn chút nào cả, mà việc hắn cần làm chỉ là không ngừng dùng nguyên lực duy trì cái băng giáp kia thôi. Mặc dù tốc độ băng giáp tiêu hao cực nhanh, nhưng lấy lực Lý Vân Tiêu duy trì nửa nén hương cũng đã đủ rồi. Ở đây đều là cao thủ, lập tức phát hiện ra huyền bí trong đó, nguyên một đám sắc mặt trầm xuống. Mình thì bị đốt thành than đen, càng có người vì xông qua mà trực tiếp vẫn lạc, hắn lại thoải mái nhàn nhã đi lại trong cực dương, còn ra vẻ rất thích ý nữa. Sắc mặt Thừa Hạo Miểu tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Vân Tiêu, người có thể nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như thế, vậy mà không lên tiếng, làm hại phái ta vẫn lạc một cường giả, người thật là ác độc a. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, nói. Phương pháp này ta cũng mới nghĩ ra lúc quan sát chư vị phi độ, huống hồ không có tiền lệ, ai dám thử một lần. Chết chỉ có thể trách hắn tu vị không đủ, nói ta ác độc ngươi không biết xấu hổ sao. Thừa Hạo Miểu thoáng cái cứng họng, hắn biết rõ mình nói thế nào cũng không nói lại Lý Vân Tiêu, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái sau đó cũng không lên tiếng nữa. La Nguyên Khải liếc nhìn Lý Vân Tiêu thật sâu, càng cảm thấy kẻ này đáng sợ. Nhưng trên mặt không biểu lộ ra, chỉ lạnh nhạt nói. Nếu đều đã đến đông đủ, vậy thì đi vào thôi. Đại điện to lớn đoan trang, do một dãy cột chống đỡ lấy, không có đại môn, nối thẳng nội điện. Đi qua hành lang tiền điện, mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy phía trước là mảng lớn lầu các, ẩn ẩn tọa lạc trong linh quang, xa xa nhìn lại phảng phất như tiên cảnh vậy. Một lối đi trực tiếp đi thông phiến lầu các kia. Ở hai bên thông đạo cách mỗi mấy chục thước sẽ có một thanh đồng nhân tượng, tựa hồ đang thủ hộ ở phía trước. Trần Khai Hồng đại hỉ nói. Mảng lớn kiến trúc như thế, ta xem trên mỗi tòa nhà tựa hồ đều có cấm chế chi quang, người thành Hồng Nguyệt há có thể dễ dàng đạt được, thiên tư cũng không biết ở nơi nào, đến đây phải xem vào vận khí chư vị rồi, người Đao Kiếm Tông mau đi cùng ta. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang lao tới mảng kiến trúc kia. Vài tên võ đế Đao Kiếm Tông cũng nhao nhao theo sát phía sau. Người mấy phái khác cũng không chờ được nữa mau chóng đuổi theo, rất nhanh đã biến thành một mình Lý Vân Tiêu lẻ loi đứng trước thông đạo. Yêu Long truyền âm đến, nói. Thiên tân vạn khổ mới tới được đây, người có thể bình tĩnh như thế, cũng là khó được. Lý Vân Tiêu cười nói. Căn cứ theo ghi chép của một đời thành chủ thành Hồng Nguyệt kia, thiên tư mờ ảo vô tung, chỉ có Nguyệt Đồng mới có thể tìm ra nó. Những người này chẳng qua chỉ là cùng thái tử đọc sách mà thôi, mặc dù là Khương Sở Nhiên cũng chưa chắc có thể tìm được. Ánh mắt hắn lóe lên, Nguyệt Đồng lập tức hiển hiện trong hai tròng mắt, nhìn về phiến kiến trúc kia, bên trái phía trước tựa hồ có một cổ cảm giác kỳ dị, phảng phất như đang khẽ kêu gọi hắn vậy. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, Nguyệt Đồng lập tức biến mất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trải qua tuế nguyệt vô tận, chẳng lẽ cái gọi là thiên tư kia thật sự còn ở đây sao? Hắn sau khi hơi trầm ngâm một chút, lập tức đi về hướng cảm ứng được, đó là một tòa tiểu viện cũng không chút thu hút, nhưng khác với nơi khác chính là nơi này không có cấm chế chi quang. Ân, chẳng lẽ người thành Hồng Nguyệt đã tra được nơi này? Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, đẩy nhanh bước chân đi vào trong, bên trong là một mảnh sân nhỏ, còn có tiếng nước chảy nhỏ giọt. Không chỉ có thế, ba đạo thân ảnh đã ở trong tiểu viện, đồng thời quay đầu lại nhìn, đúng là ba người Long gia. Trong mắt Phú Trác hiện lên một tia giật mình, lập tức khôi phục bình thường,
cười nói. À, là Vân Thiếu, ngươi cũng đến rồi sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vũ Trác huynh đã sớm đến, chẳng lẽ trên mê vụ chi hải có thể không cần thông qua Cự Sơn, còn có đường khác hướng tới đây sao? Cự Sơn. Vũ Trác khẽ cười một cái, nói. Chúng ta không biết Cự Sơn gì cả, chỉ đi loạn trong mê vụ chi hải liền đến trong phiến cung điện này, hẳn là có rất nhiều đường a. Ánh mắt hắn nhắm lại, hỏi. Nơi đây có rất nhiều cung điện, không thể đếm hết, Vân Thiếu sao lại cảm thấy hứng thú với tòa Hoàn Quân Viện không chút thu hút này thế? À, viện này gọi là Hoàn Quân Viện sao? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn qua mấy văn tự cổ quái trên tấm bảng treo phía trên, kinh ngạc cười nói. Chẳng qua chỉ tùy ý đến thôi, ngược lại Vũ Trác huynh, vậy mà nhận ra chữ của đồng tộc sao? Vũ Trác trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không tốt, nhưng rất nhanh liền cười nói. Ta chẳng qua chỉ là thấy mấy chữ này có chút giống, cho nên tùy ý kêu ra miệng thôi. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh một hồi, nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Thì ra là tùy ý, vậy thì mọi người cứ tùy ý dạo chơi đi. Vũ Trác xấu hổ nở nụ cười, cũng tùy ý bồi hồi trong sân, nhưng nội tâm lại một hồi lo nghĩ. Lý Vân Tiêu cũng cẩn thận quan sát, hiện giờ hắn cực kỳ tin tưởng biệt viện Hoàn Quân này chắc chắn cổ quái, chỉ là không hiểu vì sao Vũ Trác đã ở đây, ba người này giống như đã đến rất lâu rồi, nhưng có vẻ cũng không có phát hiện gì. Một lát sau, Vũ Trác rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Nơi đây không có vật gì, thật sự không có gì để dạo cả, vẫn nên đi chỗ khác thôi. Dù sao thời gian có hạn, ngàn vạn đừng làm trễ nãi thời gian tầm bảo đấy. Lý Vân Tiêu lại cười nói. Vũ Trác huynh nói như vậy có lý, người đi trước một bước đi, vừa rồi lúc lên tuổi gặp phải yêu thú, tiểu đệ chịu chút tổn thương, vừa vặn nơi đây thanh tịnh có thể chữa thương một chút. Vũ Trác biến sắc, lấy ra một quả đan dược màu hồng đỏ thẫm đưa tới nói. Chỗ ta có một viên thuốc tiên chữa thương, Vân Thiếu sau khi ăn vào tất nhiên có thể khỏi hẳn. Hay nên tranh thủ thời gian rời đi đi, đừng làm trễ nãi tầm bảo. Lý Vân Tiêu tiếp nhận đan dược, trực tiếp thu vào, cười nói. Không sao, trên người của ta còn có vài món huyền khí, Vũ Trác huynh đi trước đi. Vũ Trác dâng lên cơn giận, khẽ nói. Có vài món huyền khí, ngươi chẳng qua chỉ là cửu tinh võ tôn mà thôi, làm bộ giàu có gì chứ? Thiên Lĩnh Long gia ta thân là bảy đại thế lực siêu cấp, huyền khí vô số, ta không thèm. Người vẫn nên mau đi thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Bản thân ta chính là thuật luyện sư bát giai, lực hấp dẫn của bảo vật đối với ta cũng không lớn, Vũ Trác huynh vẫn nên tranh thủ thời gian đi mau lên, không cần phải để ý đến ta nữa. Một gã người Long gia khác sốt cục không nhịn được nữa, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người phải làm sao mới bằng lòng rời đi đây? Khí tức trên thân Vũ Trác cũng trở nên có chút thô bạo, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ta thấy ngươi là nhân tài mới xuất hiện, cố tình kết giao. Nếu đã cầm đan dược của ta, sao còn không biết xấu hổ mày dạn mặt dày ở lại chỗ này chứ? Ta liền nói rõ với ngươi, nếu còn không rời đi thì đừng trách người Thiên Lĩnh Long gia ta bất thiện. Ba người lập tức xông tới, khí thế trên người có chút thả ra, một cổ khí tức man hoang hung bạo đập vào mặt, mỗi người đều lộ vẻ bất thiện. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, liền lùi lại mấy bước, nói. Ta vẫn cho rằng Vũ Trác huynh là loại nhanh mồm nhanh miệng, sao cũng trở nên đầy tâm cơ thế. Hắn thu liễm dáng cười, từng chữ nghiêm mặt nói. Nếu ta không đoán sai thì biệt viện Hoàn Quân này có lẽ thông đến chỗ Thiên Tư. Thần sắc Vũ Trác biến đổi, hai người khác lập tức bước ra trái phải mấy bước, phong kín toàn bộ đường lui của Lý Vân Tiêu, chỉ cần một mệnh lệnh sẽ lập tức hạ sát thủ ngay. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu như cười mà không phải cười nói. Thiên Tư chính là người có duyên có được, Vũ Trác huynh sợ rằng đã tới từ lâu rồi, nhưng vẫn không bắt được trọng điểm, không bằng nói ra điều mình biết, mọi người cùng nhau tham tưởng có hay hơn không. Một người trong đó quát. Mặc dù là người có duyên có được, cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào trên người một tên võ tôn được, biết đến nhiều hơn cũng chỉ tăng thêm phiền não. Hiện giờ ngươi nhìn trộm bí mật của chúng ta, muốn đi cũng không dễ dàng, cái này gọi là không tìm đường chết liền sẽ không chết a. Một tay hắn đã trở nên đỏ bừng, tựa hồ đang chuẩn bị tuyệt kỹ gì đó. Toàn thân Lý Vân Tiêu liền trở nên cảnh giác, thực lực ba người này tê rất mạnh, lúc trước đánh một trận với Lưu Diễm cũng chưa hề dốc hết toàn lực. Vũ Trác huynh,
thật sự muốn đánh một trận với ta sao? Đánh một trận, cắt, người có tư cách này sao? Tên còn lại lạnh quát lạnh nói, vẻ mặt khinh thường, người trước mắt theo hắn thấy chỉ cần đảo tay liền có thể lấy mạng. Lý Vân Tiêu không để ý tới châm chọc khiêu khích của hai người này, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vũ Trác, long ra tất cả đều lấy hắn làm chủ. Vũ Trác trầm tư một hồi, mới cắn răng nói. Tốt, nói cho ngươi cũng không sao. Vũ Trác đại nhân, cái này. Một gã long ra trở nên khẩn trương, hiển nhiên việc này không phải chuyện đùa, quyết định của Vũ Trác hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Vũ Trác cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, vung tay lên cắt đứt lời người nọ, lúc này mới nói với Lý Vân Tiêu. Đúng như ngươi nói, thiên tư là người có duyên có được, bây giờ không phải là thời điểm so đấu thực lực, có lẽ ngươi có số mệnh này, có thể giúp chúng ta tìm được thiên tư cũng không chừng. Vũ Trác phất phất tay, hai người khác tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn dừng tay lại, thu hồi nguyên lực, im im lặng lặng đứng ở một bên. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Quyết định chính xác, bất quá ta rất ngạc nhiên, các ngươi là từ đâu lấy được tin tức thiên tư lại là tồn tại thế nào, sau khi đạt được sẽ được những gì? Vũ Trác nhíu mày, nói. Những điều này không phải không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, nơi đây rất nhiều lầu các, vì sao chỉ để ý đến biệt viện hoàn quân này? Lý Vân Tiêu cười nói. Đơn giản. Thái cổ thiên mục trên trán hắn bỗng nhiên mở ra, lại cười nói. Bởi vì ta thân mang con mắt này, coi như vật của đồng tộc, vừa nhìn qua đã cảm thấy nơi này có chút dị thường, cho nên mới tới đây. Vũ Trác sửng sốt một chút vội vàng nói. Vậy ngươi còn nhìn ra được gì không? Lý Vân Tiêu dùng thái cổ thiên mục kia nhìn qua mọi nơi, không thấy có gì dị thường cả, chỉ có thể lắc đầu. Vũ Trác lúc này lộ ra một tia thất vọng. Sau khi trầm mặc một hồi, hắn mới chậm rãi nói. Biệt viện hoàn quân này đúng là nơi đi thông tới chỗ thiên tư, nơi này là đường tắt, không đi từ nơi này thì có lẽ còn có đường khác, nhưng càng thêm khó khăn. Chúng ta tới sớm hơn ngươi một ngày, nơi nào cũng đã tra qua nhưng không phát hiện ra gì dị thường cả. Lý Vân Tiêu có chút gật đầu, thần trí của hắn cũng quét toàn bộ nơi này một lần, cũng không phát hiện bất luận chỗ nào kỳ lạ cả. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang, nói. Nếu Vũ Trác huynh đã đến một ngày cũng không phát hiện, vậy không bằng trực tiếp đánh, phá hủy nơi này đi, có lẽ có thể có phát hiện cũng không chừng. Phá hủy, không thể. Vũ Trác kinh hãi, ý nghĩ này hắn chưa từng nghĩ qua. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Dù sao cũng không tìm thấy rồi, nếu còn rông dài, thời gian địa lão thiên hoang kết thúc, chẳng lẽ Vũ Trác huynh còn muốn đợi lần sau nghiên cứu sao? Vũ Trác ngây ngốc một chút liền trầm tư, đợi lần tiếp đương nhiên không thể, có trời mới biết địa lão thiên hoang này bao lâu mở ra một lần, căn bản không có quy luật, có lẽ vài năm, có lẽ vài chục năm, có lẽ đời này cũng sẽ không mở ra lại nữa. Hắn suy nghĩ một lúc mới nói. Vậy phá hủy bằng cách nào đây? Lý Vân Tiêu nói, đơn giản, trực tiếp mài bằng nơi này, nếu thật sự có đường, nhất định sẽ bị phát hiện. Vũ Trác và hai người kia nhìn nhau, đều cảm thấy có thể thực hiện, cùng nhau gật đầu tán thành. Vũ Trác trực tiếp đánh ra mấy đạo linh quyết, phong tỏa không gian bốn phía, để tránh gây ra tiếng vang quá lớn mà kinh động đến những người khác. Sau khi làm tốt các loại chuẩn bị, bốn người bay vào giữa không trung, Vũ Trác trực tiếp nắm chặt năm ngón. Ngừng lấy một đạo quyền mang trên không trung hung hăng đánh xuống. Quyền mang kia như thiên thạch rơi xuống đại địa, toàn bộ tiểu viện đều trực tiếp nổ bung, một cổ lực trùng kích tản khắp mọi nơi, nhưng thanh âm toàn bộ đều bị phong ấn trong cấm chế, không truyền ra một chút nào cả. Bốn người đều khẩn trương nhìn qua bên dưới, sợ bỏ qua gì đó, hoặc là phá hủy đi gì đó. Lực bạo tạc sau khi tản đi, chỗ tiểu viện đột nhiên đen ngòm, không chỉ ánh mắt không cách nào thăm dò vào. Mà ngay cả thần thức cũng bị nuốt chửng lấy. Quả nhiên có đường. Bốn người vừa mừng vừa sợ, đang định xuống dưới xem xét, đột nhiên trong đoàn đen kịt kia ẩn ẩn hiện ra một vật ra, dĩ nhiên là một đôi mắt lăng lệ ác liệt đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bốn người bọn hắn. Cái này, bốn người đều cả kinh toàn thân rét run, con mắt kia không có bất kỳ thần sắc này, lạnh như băng, giống như mấy năm qua vẫn một mực im im lặng lặng ở đằng kia, hoàn toàn không phải ánh mắt con người. Ngay khi bốn người tâm thần đại chấn, hoảng sợ phát hiện bản thân mình đã đứng trong một đại điện đen kịt,
chỉ có kim loại trên một ít cây cột lạnh như băng ở bốn phía là thỉnh thoảng còn chiết xạ ra một ít ánh sáng âm u. Đây rốt cuộc là ảo thuật hay là chân thực? Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng hốt, tình hình lúc này ngay cả hắn cũng không phân ra thật giả, cảm giác bốn phía giống như thật sự rõ ràng, cũng không phải hư ảo. Vũ Trác cũng cả kinh nói. Nơi này có lẽ chính là chỗ hạch tâm, nơi cất giấu thiên tư rồi. Trong âm thanh của hắn mang theo mừng rỡ và kích động, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Tuy rằng một mảnh đen kịt, nhưng thần thức và ánh mắt cũng không bị ngăn trở, hoàn toàn có thể điều tra. Lý Vân Tiêu cũng quét qua đại điện một lần, không có bất kỳ phát hiện nào cả, duy nhất khiến cho hắn khác thường chính chất liệu cấu thành đại điện này không phải vàng không phải đá, không biết do thứ gì tạo thành, tựa hồ cực kỳ chắc chắn. Cái gì cũng không có, trống trơn sao? Sao có thể vậy được? Vũ Trác sau khi cẩn thận quét qua, thần sắc thất lạc cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là người thành Hồng Nguyệt đã tới trước rồi? Lý Vân Tiêu cũng tràn đầy hồ nghi, biệt viện hoàn quân kia đã truyền tống bọn hắn đến đây thì nhất định không phải vô duyên vô cớ, khẳng định có lý do, nhưng trước mắt ngoại trừ một tòa đại điện trống rỗng ra cũng không còn vật gì khác nữa. Ngay khi bốn người thất lạc cực độ thì một đạo thanh âm lạnh nhạt lại truyền đến, nói. Người thành Hồng Nguyệt cũng chưa đi vào, các ngươi là nhóm đầu tiên. Ai? Bốn người đều hoảng hốt, lập tức trở nên cảnh giác nhìn về chỗ phát ra thanh âm kia. Chỉ trên đại điện, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái bảo tọa, trên đó có một nam tử trung niên đang ngồi, trên mặt tươi cười nhìn bọn hắn. Ba người Vũ Trác đều kinh hãi toàn thân lạnh như băng. Bọn hắn lúc trước rõ ràng đã tìm qua từ chỗ nhỏ, căn bản không có bất luận dấu vết sinh linh nào, sao lại vô duyên vô cớ nhiều ra một người chứ? Mà sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức trắng bệch, một cổ khí huyết không hiểu kích động trong người, người trước mắt này đúng là Mộ Dung Trúc. Hắn hiện giờ đã không còn kích động như lần đầu thấy Mộ Dung Trúc nữa, cảm xúc sau khi thoáng chấn động liền rất nhanh bình tĩnh lại, lộ vẻ trấn định trước nay chưa từng có, như một vũng nước đọng vậy, bình tĩnh đến đáng sợ. Vũ Trác liếm lấy bờ môi khô khốc, ngưng giọng nói. Ngươi là ai? Mộ Dung Trúc an tường ngồi trên bảo tọa, bắt chéo chân, hai tay để trước người. Ánh mắt như nước một mực dò xét trên người Lý Vân Tiêu, thẳng đến khi Vũ Trác nói chuyện, lúc này mới chuyển qua nhìn ba người, cười nói. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, ta muốn một mình nói chuyện với hắn, các ngươi lui ra đi. Ba người Vũ Trác đều sững sờ, cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu. Nhưng vừa nhìn qua lại khiến tâm thần bọn họ chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên người Lý Vân Tiêu giờ phút này không có bất kỳ khí tức nào cả, phảng phất như một người chết vậy, nếu không phải ánh mắt nhìn thấy thì, căn bản không biết chỗ đó có người rồi. Đó là một loại tĩnh đến cực hạn, khiến lòng bọn hắn sinh ra sợ hãi. Ọt ọt, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nuốt nước miếng, Vũ Trác cố nén bất an trong lòng nói với Mộ Dung Trúc. Lui, chúng ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này. Ngươi nói lui chúng ta liền lui sao? Ít nhất phải nói cho chúng ta biết ngươi là ai, có thiên tư hay không? Nếu có thì ở nơi nào? Mộ Dung Trúc cười nhạt một tiếng, đáp lại. Các ngươi cảm thấy đại điện này như thế nào? Vũ Trác sững sờ, quét qua đại điện, nói. Âm lãnh u ám, rất không thích. Khóe miệng Mộ Dung Trúc có chút cong lên, lạnh nhạt nói. Đã không thích, vậy sao còn nói nhảm nhiều thế? Nếu còn không lui... Nơi này chính là phần mộ của các ngươi rồi. Ba người Vũ Trác cả kinh, vội vàng vận chuyển nguyên khí, đề phòng. Tuy rằng thấy không rõ sâu cạn Mộ Dung Trúc, nhưng trong lòng ba người chẳng biết tại sao lại sinh ra một cổ khiếp đảm khó có thể chống lại. Sau khi Mộ Dung Trúc nói xong câu kia, trong lòng càng dâng lên nguy hiểm cực độ không hiểu, thậm chí là tuyệt vọng. Ba người đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Vân Tiêu một mực tĩnh như nước đọng đột nhiên mở miệng, nói. Ba người các ngươi thối lui đi, nếu hắn ra tay sẽ trực tiếp miểu sát các ngươi đấy. Trong lòng ba người Vũ Trác chấn động, cho dù Lý Vân Tiêu không nói những lời này, bọn hắn cũng cảm giác sẽ có kết quả này. Vũ Trác vội vàng ôm quyền nói. Vân Thiểu xin bảo trọng, cáo từ. Thiên tư tuy rằng trọng yếu, nhưng có trọng yếu hơn cũng không bằng tánh mạng, ba người liền vội chạy ra ngoài như bay. Lần này, trên đại điện khôi phục một mảnh tĩnh thê lãnh sâu kín. Chỉ còn lại Lý Vân Tiêu và Mộ Dung Trúc, bọn họ nhìn nhau, bốn tia ánh mắt sáng ngời như sao, lăng lệ ác liệt. Thật lâu, Mộ Dung Trúc cuối cùng mở miệng, nói. Nguyệt Đồng, ngươi rốt cuộc đã tới. Nguyệt Đồng,
thần sắc lạnh như băng của Lý Vân Tiêu đột nhiên tan ra, nở nụ cười. Cười, ngươi đang cười. Lông mày Mộ Dung Trúc có chút nhướng lên, nói. Không biết có chỗ nào buồn cười, nói ra để ta cũng cao hứng một chút, đã rất lâu không có chuyện gì buồn cười rồi. Lý Vân Tiêu vui vẻ không giảm, lại cười có chút thống khổ, nói. Bởi vì ngươi không phải Mộ Dung Trúc, cho nên ta cao hứng, nhưng cũng đau lòng, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Dung Trúc nói. Ngươi nói Mộ Dung Trúc chính là cỗ thân thể này sao, cỗ thân thể này ta coi như cũng thỏa mãn, có thể dùng được một hồi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh, lạnh giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Gương mặt quen thuộc, nhưng thần sắc lạ lẫm này khiến một cổ giận dữ vọt thẳng vào linh đài hắn, huyết dịch trong cơ thể cũng bốc lên kịch liệt. Trên đại điện, lập tức tràn ngập khắc nghiệt chi khí, băng hàn thấu xương. Mộ Dung Trúc thần sắc không thay đổi, suy cười nói. Ta là ai, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Vậy ngươi có biết, chủ nhân cỗ thân thể này năm đó chính là vì ngươi mà chết đấy? Cái gì? Lời Mộ Dung Trúc nói như một đạo lôi đình đánh vào đỉnh đầu Lý Vân Tiêu khiến hắn hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, thân hình có chút đứng không vững, hắn ngăn chặn cảm xúc nhấc lên như sóng cả trong lòng, kinh sợ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Mộ Dung đại ca là Thành Hồng Nguyệt hại chết, ta tận mắt nhìn thấy. Thành Hồng Nguyệt, ha ha,